Lại nói đến Thẩm Hà Dương, kỳ thật nói trắng ra, Thẩm Hà Dương mới là một con cá lớn trong ba người, Trần Công Phương cắn ngược Đường Gia Thiếu, chỉ có thể khiến Đường Gia Thiếu đau đến giơ chân, nhưng nếu Thẩm Hà Dương mở miệng, có thể cắn chết Đường Gia Thiếu. Tuy nhiên Thẩm Hà Dương đối nhân xử thế rất bình tĩnh, giỏi về cơ mưu, để y mở miệng, rất khó. Cũng may Hạ Tưởng có lòng tin, cũng có thời gian, chứng cứ hiện tại cũng đủ để bắt giam và đánh chết Thẩm Hà Dương. Nếu y đã là người bắt buộc phải chết, thì cùng y chơi đùa một chút, một tháng không được, hai tháng không được, ba tháng, nói tóm lại là làm cho tâm lý của y dần dần sụp đổ. Ba chỗ đồng thời xuống tay, dường như thanh thế lớn, độ phản kích lớn, nhưng Hạ Tưởng biết rằng, biến số rất lớn, nói không chừng sẽ sụp đổ toàn bộ, cuối cùng chỉ có thể nắm giữ vài con tôm cá nhỏ. Đến cấp độ hiện tại, đấu tranh chính trị, phải suy xét lâu dài. Hơn nữa ánh mắt luôn luôn ngước lên quan sát, lúc nào cũng phải quan sát từng động tĩnh ở phía Bắc Kinh, không thể chỉ hạn chế trong một mẫu ruộng chỉ còn có 3 phần đất ở tỉnh Tương. Nếu không, ở tỉnh Tương dù có náo nhiệt đến thế nào, mà không nhận được sự ủng hộ phía Bắc Kinh, cũng là tốn công vô ích. 3 ngày sau, bởi vì vụ án không có gì tiến triển gì thêm nữa, Đường Gia Thiếu được báo lãnh tại ngoại. Chiều cùng ngày, Đường Gia Thiếu đi đến công ty cầu đường tỉnh Tương làm việc. Thông báo với bên ngoài địa vị của y vẫn an toàn, bình yên vô sự, y vẫn là nhân vật số 1 tại công ty cầu đường tỉnh Tương. Những ý kiến thảo luận về Đường Gia Thiếu trước đây, cũng cùng với sự lộ diện của Đường Gia Thiếu tại công ty cầu đường tỉnh Tương, đồng thời bố trí và trang trí mới văn phòng làm việc, mà tan thành mây khói, rất nhiều người len lén nói, quả nhiên hậu trường của Tổng Giám Đốc Đường rất mạnh mẽ. Không ngờ Đường Gia Thiếu còn ngồi chưa ấm chỗ, sáng sớm hôm sau, y vừa đến văn phòng. Đợi chờ y chính là 2 nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đến tới tận cửa, thái độ khách khí nhưng là vẻ mặt nghiêm trọng, mời y đến Ủy ban Kỷ luật uống trà, tiếp nhận thẩm vấn. Đường Gia Thiếu nhớn nhác, nhưng Ủy ban Kỷ luật đã mời, phải nghe lệnh, y liền biết, Hạ Tưởng, chưa buông tha cho y. Chương 1306, công kích càng lớn. Xin nhớ theo lệ thường, nhân viên Ủy ban Kỷ luật tìm đến một số quan chức hỏi một số câu hỏi, sẽ duy trì giọng điệu khiêm tốn. Xuất phát từ việc giữ danh dự cho quan chức, hoặc là xuất phát từ sự trân trọng, hoặc là âm thầm tới hỏi, hoặc là yêu cầu quan viên chọn thời điểm thích hợp đến Ủy ban Kỷ luật một chuyến. Tóm lại, hai bên sẽ hiểu ngầm với nhau, thông thường không làm đến mức để tất cả mọi người đều biết. Nhưng lần này mời Đường Gia Thiếu, hiển nhiên chính là cố ý muốn cho y thấy khó chịu, chính là muốn khiến cho danh tiếng của y chịu nhục, muốn cho y mất mặt trước công chúng. Đang trong thời gian làm việc, giọng nói của nhân viên Ủy ban Kỷ luật lại lớn, Đường Gia Thiếu trong nháy mắt cảm thấy giống như bị người cởi sạch hết quần áo, toàn bộ cơ thể lộ ra trước mắt mọi người. Đồng chí Đường Gia Thiếu, mời anh theo tôi đến Ủy ban Kỷ luật, có mấy vấn đề cần anh xác minh. Giọng điệu không thân thiện, hơn nữa lạnh như băng, biểu lộ thái độ cao cao tại thượng, hơn nữa ánh mắt rất lạnh lùng, cơ hồ như Đường Gia Thiếu đã là phạm nhân phải vào tù vậy. Đường Gia Thiếu không vui. Tôi còn có chuyện cần giải quyết, có thể chờ một chút được không? Không ngờ đối phương một bước cũng không nhường. Tốt nhất đi ngay bây giờ, công việc của chúng tôi cũng khá nhiều, nếu cứ chờ đợi anh, người lui tới sẽ càng nhiều. Đường Gia Thiếu không còn gì để nói, không biết từ lúc nào Ủy ban Kỷ luật lại khốn nạn như vậy, tỏ rõ thái độ uy hiếp y, ý chính là thời gian đợi chờ càng dài, người biết y bị Ủy ban Kỷ luật gọi đến hỏi tội càng nhiều, thật là vô liêm sỉ. Nhưng chính sự vô liêm sỉ, Đường Gia Thiếu cũng không có cách nào, đành phải thu dọn tất cả đồ đạc, đi theo họ. Tới Ủy ban Kỷ luật, tiếp đón y chính là Tống Vô Phẩm chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đầu tiên cùng y nói chuyện phiếm, sau đó đã nói tới Trần Công Phương phản ánh thời điểm công ty cầu đường tỉnh Tương trong thời điểm xây dựng cầu Thần Đông, y có nhận hối lộ, đồng thời chỉ thị giám đốc mua vật tư Lạc Tân mua hàng giả, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, v.v. Thái độ của Tống Vô Phẩm rất hòa nhã, không có ý thẩm vấn, chỉ nói muốn tìm y để tìm hiểu một số tình hình. Đường Gia Thiếu đương nhiên thề thốt không thừa nhận, tuyên bố là không làm việc này. Hiện tại Lạc Tân đã không còn ở công ty cầu đường tỉnh Tương, còn lấy Lạc Tân ra nói chuyện, có thể thấy được có người cố ý giả dạng hãm hại, lăn lộn vào để thám thính tình hình. Tống Vô Phẩm cũng không đưa ra kết luận, chỉ nói Ủy ban Kỷ luật sẽ đi sâu vào tìm hiểu tình hình cụ thể một chút. Rất khách khí tiễn Đường Gia Thiếu ra về. Đường Gia Thiếu trong lòng nghẹn ngào, đây gọi là hành động gì?
Cái này gọi là lấy quyền mưu tư, hỏi vài câu rồi thả y đi, rõ ràng cố ý để cho y mất mặt, chính là khiến cho y không được tự do. Khinh người quá đáng, Đường Gia Thiếu nổi giận, trên đường trở về bảo lái xe trực tiếp chở y đến Thẩm Hương Viên, định bụng giải sầu một chút, rửa hết mọi thứ xui xẻo. Không ngờ lúc dừng xe ở Thẩm Hương Viên, không cẩn thận đã va chạm với xe bên cạnh, không ngờ đối phương cũng là tay không vừa, không nói lời nào đã ra tay. Đối phương trước đông đảo quần chúng, mới ra đòn vài cái, Đường Gia Thiếu và lái xe không chỉ bị đánh bầm dập mặt mũi, ngay cả xương sườn cũng bị đánh gãy mấy cái, thậm chí cánh tay cũng bị bẻ gãy. Thủ pháp của đối phương không những hạ thủ không lưu tình mà cố ý làm cho mất mặt, dường như có cố ý ra tay. Đường Gia Thiếu mặt sưng phù như mặt heo, toàn thân bầm dập, đau ê ẩm, ngay cả răng cửa cũng bị gãy hai cái, nếu không có người kịp thời báo cáo cảnh sát. Nói không chừng đối phương thế nào cũng đánh cho tàn phế. Độc thật, mẹ nó. Đường Gia Thiếu trong lòng căm phẫn, đoán là hạ tưởng cho người tìm y trả thù. Trước mặt y không thể nắm được y, liền dùng cách của kẻ hạ lưu, thật sự là một tên tiểu nhân đê tiện. Chỉ kịp mắng hạ tưởng một câu, Đường Gia Thiếu đã hôn mê, sau đó được người đưa vào bệnh viện, đi tìm bác sĩ kiểm tra, ít nhất phải nằm viện tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể bình phục. Tỉnh ủy. Tại văn phòng bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng đang nói chuyện điện thoại với Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm hiện tại đang bận rộn với bài vở và bài tập, không có thời gian đến Thương Giang, liền la lối muốn Hạ Tưởng bớt thời gian về Bắc Kinh một lần, nếu không cô không để yên cho y. Trong những người phụ nữ mà Hạ Tưởng quen biết, thì Tống Nhất Phàm là người làm nũng nhất và được hắn quan tâm nhất, cũng làm cho hắn thư thái nhất, không phải hắn thiên vị Tống Nhất Phàm, thật sự là bởi vì Tống Nhất Phàm nhỏ tuổi nhất. Nhỏ. Còn có ưu thế của tuổi nhỏ. Hạ Tưởng cũng quả thật nên trở về Bắc Kinh một chuyến, nháy mắt đã ở Tương Giang 3 tháng, Tào Thù Lê nói muốn đến đây, nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian, cũng do gần đây công tác bận rộn, có phần không thể thoát thân. Nhưng Vệ Tân lại đã dần dần thích ứng được với cuộc sống cùng Liên Nhược Hạm, cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Nhưng nghe Liên Nhược Hạm nói, Tào Thù Lê không thích Vệ Tân, không biết vì sao, chỉ là không có thiện cảm với Vệ Tân. Cũng may Tào Thù Lê cho dù không thích một người, cũng không biểu hiện ra ngoài, sự dịu dàng điềm đạm của cô, quả thật là một hình tượng điển hình cho phái nữ. Hạ Tưởng biết rõ nguyên nhân Tào Thù Lê không thích Vệ Tân, một là người phụ nữ mà hắn đã yêu quý nhất ở kiếp trước, một là người phụ nữ yêu hắn nhất trong kiếp này, hai người gặp nhau, đương nhiên sẽ có thù hằn là điều tự nhiên. Số phận có quán tính vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ trong mắt Tào Thù Lê, sự nữ tính... Sự tỉ mỉ và cẩn thận ôn tồn của Vệ Tân hơi thở tiểu nữ nhân Vệ Tân, có quá nhiều chỗ gống cô, khiến cô không thể không kháng cự đề phòng Vệ Tân. Tiếu Giai lại rất tốt, trong tất cả người phụ nữ của hắn, Tiếu Giai là người ít để cho Hạ Tưởng lo lắng. Hoa Nhài vàng bạc đi Thụy Sĩ, Nga Ni Trần vẫn ở lại Tần Đường như cũ, cuộc sống xem như thuận lợi, ở Tần Đường phát triển khá tốt, anh hùng tuổi xế chiều, Nga Ni Trần dã tâm cũng không lớn, nói tóm lại già rồi có việc để làm. Y cảm thấy rất mỹ mãn. Cổ Ngọc vẫn ở lại Bắc Kinh, cô và Nghiêm Tiểu thì có quan hệ tốt nhất, nếu cô nghe thấy Nghiêm Tiểu thì gặp chuyện không may, nhất định là người bay đến đó trước tiên, tuy nhiên Hạ Tưởng không định nói những chuyện này cho Cổ Ngọc, muốn cô đừng có quan tâm lo lắng nhiều, đợi Nghiêm Tiểu thì khỏe lại sẽ nói sau. Vừa mới buông điện thoại của Tống Nhất Phàm xuống, Hạ Tưởng ưỡn người một cái, điện thoại đột ngột lại vang lên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay tiếp lấy cuộc gọi. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, anh tới tỉnh Tương tốt nhất nên an phận một chút, nếu không, cẩn thận không có đường rút lui. Là một giọng nói của người nam xa lạ, thanh âm rất thấp, âm trầm, tràn đầy tính uy hiếp. Hù dọa trong điện thoại, Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười, từ khi gia nhập chốn quan trường đến nay, hắn đã gặp sự uy hiếp của nhiều người, cũng tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại dọa dẫm, sớm đã không thèm quan tâm đến chuyện này. Thủ tướng tiền nhiệm cũng đã từng bị một số tổ chức ám sát liệt kê vào danh sách đen, nghe nói từng thoát hiểm ám sát 6 lần, hắn là một chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhận được cuộc điện thoại uy hiếp là chuyện rất bình thường. Tôi từ trước đến nay sẽ đi theo con đường của mình, tôi còn muốn khuyên anh một câu, đừng có đứng đằng sau lén la lén lút gọi điện thoại khủng bố, lãng phí diễn xuất lãng phí thời gian, thủ đoạn cũng quá ngây thơ. Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng, liền muốn cắt đứt cuộc điện thoại. Thực tế cũng chẳng muốn nói chuyện với y. Không ngờ đối phương còn nói. Tôi cũng không phải là hù dọa anh, chủ nhiệm Hạ,
Tỉnh Tương không thể so với tỉnh Yến, anh ở đây lạ nước lạ cái, tùy ý làm sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, đừng đùa với lửa. Muốn chơi, quang minh chính đại mà chơi, đừng ngấm ngầm hạ thủ. Đối phương mắng một câu thô tục, liền cắt đứt điện. Hạ Tưởng còn buồn bực, hắn ngấm ngầm hạ thủ lúc nào. Sau khi đến tỉnh Tương, toàn bộ đều phải tuân thủ quy tắc bên trong, hắn ngay cả Tiêu Ngũ cũng không dẫn đến, làm gì có chuyện ngấm ngầm hạ độc thủ. Đang buồn bực, điện thoại lại vang, là Phó Tiên Tiên gọi đến. Ái ra, báo cho anh một tin tức tốt, tôi thay anh và Tiểu Thì Trúc giận rồi. Vừa rồi có mấy người hung hăng xử lý Đường Gia Thiếu, đánh cho hắn so tơi tả, đau thê thảm. Y hiện tại đang nằm viện, có lẽ mất không dưới 10 ngày nửa tháng. À, Hạ Tưởng dở khóc dở cười, Phó Tiên Tiên lòng tốt nghĩa hiệp, nhưng tấm lòng tốt lại làm hỏng việc, bởi vì cô mở đầu không tốt. Từ trước đến nay vẫn xem như trật tự tốt đẹp, bị Phó Tiên Tiên hành động theo cảm tính, hoàn toàn quấy rầy, làm không tốt lại xảy ra sai sót. Nhưng lại không tiện phê bình Phó Tiên Tiên cái gì, đành phải nói cho cô về sau không cần sằng bậy, dù sao hiện tại là ở tỉnh Tương, nếu chẳng may dùng người không đúng, sự tình bại lộ, lại gặp chuyện xấu hơn. Phó Tiên Tiên đường đường là em gái của chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong. Phó Tiên Tiên cứ ngỡ Hạ Tưởng sẽ khen cô, không ngờ không được lời khen mà còn bị phê bình, làm cô mất hứng. Anh quá vô tâm, một chút cũng không quan tâm lo lắng cho chị Tiểu Thì, tôi tức giận rồi, từ nay về sau, nhất định một tuần không thèm quan tâm đến anh. Hạ Tưởng muốn khuyên Phó Tiên Tiên vài câu, không ngờ Phó Tiên Tiên lúc này đây khá giận, không ngờ đã cắt đứt điện thoại. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, bỏ đi, tùy cô ấy, hiện tại hắn không có thời gian đi dỗ ngọt cô, bởi vì Đường Gia Thiếu bị đánh đến nằm viện, không cần nghĩ, mọi người ở khắp nơi sẽ đem mọi tội lỗi chút lên đầu hắn, ngoài miệng không nói, trong lòng lại ghi tội. Ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của hắn cũng không sao, chỉ sợ đối phương phẫn nộ, cũng sẽ làm như vậy, đều không tuân thủ theo phép tắc thì sẽ rắc rối lớn. Hạ Tưởng quả là đoán trúng, một ngày sau... Nguyên giám đốc Lạc Tân của bộ phận mua vật tư công ty cầu đường tỉnh Tương vốn đã làm xong công chuyện, chuẩn bị trở về làm chứng, đột nhiên mất liên lạc, biến mất. Lúc này chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, Vương Hổ vốn đang bị giam và có biểu hiện cải tạo khá tốt tại nhà tù Trấn Đông, đột nhiên cùng bạn tù vượt ngục bỏ trốn, dưới trường hợp cảnh cáo nhiều lần, vẫn tuyệt vọng chạy trốn, cuối cùng cảnh sát đành phải bóp súng, giết chết. Vương Hổ nếu biểu hiện tốt đẹp, chỉ còn 3 năm hoặc 5 nữa là được ra tù, y trừ phi mất trí, nếu không bây giờ làm gì có chuyện vượt ngục được. Y cho rằng y là Schofield, học phim nước Mỹ về cuộc đào tẩu. Kể đến trò đùa quốc tế làm chi? Vương Hổ bị người hãm hại, bị chết oan. Vương Hổ lúc trước có giải thích cho Lý Tòng Đông, y có băng ghi âm về cuộc trao đổi buôn bán vật tư năm đó, ghi âm còn chưa nộp, y cũng đã chết, mà Lạc Tân, người làm chứng cho cuộc đối thoại lại mất tích. Hoàn toàn mất manh mối. Hạ Tưởng nói không căm tức là giả, tuy nói sự tình là do Phó Tiên Tiên gây ra, nhưng hắn thân là nam nhân, không tiện oán giận một người con gái như Phó Tiên Tiên, cũng may hắn cầm được thì cũng buông được, chẳng qua phá hỏng một con đường, còn có đường khác để đi. Nhưng so sánh ra, quá trình hơi phức tạp hơn một chút. Đang lúc Hạ Tưởng chuẩn bị bắt tay vào một ván cờ khác, lại xuất hiện một việc không thể ngờ, Lý Dương, thị trưởng thành phố Tương Giang bị điều chuyển trước thời hạn, nói cách khác, phải trong vòng nửa tháng chọn người đảm nhiệm chức vụ thị trưởng kế nhiệm, mà lúc này, hiển nhiên Trịnh Thịnh còn chưa hoàn toàn chưa chuẩn bị xong để đẩy Mai Hiểu Lâm lên. Bỗng nhiên lại truyền ra tin tức, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình dẫn đoàn kinh tế đến tỉnh Tương viếng thăm trong một tuần. Chính trị đấu tranh lên cao, dâng cao đến sự va chạm giữa hai tỉnh. Mà Hạ Tưởng càng biết rõ hơn, việc lên chức thị trưởng của Mai Hiểu Lâm. Bởi vì xoay quanh vấn đề đấu tranh chính trị giữa của công ty cầu đường tỉnh Tương, mà gặp khó khăn. Bởi vì ai nắm giữ Ủy ban Nhân dân thành phố Tương Giang, cũng đồng nghĩa với việc nắm lực lượng thế lực trụ cột rồi. Trận va chạm chính diện kịch liệt đầu tiên, đã sắp diễn ra. Chương 1307, Mưa Tương Lai. Buổi chiều vừa đi làm, đúng lúc điện thoại của Mai Thái Bình gọi đến. Hạ Tưởng sớm muốn chủ động gọi điện thoại, không ngờ việc nhiều liền để sang một bên. Mai Thái Bình cũng là kiềm chế không được, dù sao sự tình liên quan một lần lên chức quan trọng của Mai Hiểu Lâm. Chủ nhiệm Hạ, tôi vừa mới cùng Bí Thư Trần nhắc đến cậu, Bí Thư Trần nói rất nhớ cậu, gửi lời hỏi thăm cậu. Mai Thái Bình bắt đầu đã nhắc đến Trần Phong,
dụng ý không nói mà rõ, là dùng quan hệ giữa Trần Phong và Hạ Tưởng để ám chỉ quan hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng. Cảm ơn bí thư Trần đã nhớ tới, tôi rất khỏe, cũng nhờ chủ tịch tỉnh Mai thay tôi gửi lời hỏi thăm tới bí thư Trần. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu được cùng với địa vị của hắn lên cao, Mai Thái Bình đối với hắn cũng khách sáo và vòng vo nhiều hơn, không nói chuyện tùy ý như trước đây nữa. Thực ra dựa vào quan hệ của hắn và Mai Thái Bình, không đề cập đến Trần Phong, hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ Mai Hiểu Lâm thăng chức. Huống hồ Mai Hiểu Lâm hiện tại là phó thị trưởng thường trực, tiếp nhận chức vụ thị trưởng cũng hợp lẽ, cũng không phải đặc biệt cất nhắc. Tuy nhiên chuyện trong quan trường cũng nói không rõ, việc người đến sau thăng chức chẳng lạ lùng gì, việc tới trước mắt, Mai Thái Bình cũng khó tránh có tâm lý lo được lo mất. Chủ yếu cũng vì một điểm, chủ tịch tỉnh Tỉnh Tương là Phó Tiên Phong. Mai Thái Bình và Phó Tiên Phong, từng là đảng thái tử của hai gia tộc lớn ở thủ đô, hiện nay đều ở địa vị cao chủ tịch tỉnh, hơn nữa tỉnh sở và Tỉnh Tương là láng giềng gần, cách xa nhau không quá 400 km, hai người khẳng định có so sánh trên dưới. Ai cũng không phục ai, nhưng lại bởi vì kinh tế tỉnh sở và Tỉnh Tương bổ sung cho nhau rất nhiều, hơn nữa lại đều là tỉnh lân cận lớn nhất của nhau, lại phải hay phải nhờ cậy lẫn nhau, cho nên lần này Mai Thái Bình tới chơi, vừa là vì thỏa thuận kinh tế tổng quát, cũng là vì Mai Hiểu Lâm sắp gặp được lần lên chức lớn. Nếu lần này Mai Hiểu Lâm lên chức không thành, đối với sự phát triển lâu dài về sau của cô vô cùng bất lợi, hơn nữa những ngày cô sống ở thành phố Tương Giang cũng sẽ không dễ chịu. Lại thêm tình thế trước mắt của tỉnh Tương phức tạp khác thường, sợ là Mai Hiểu Lâm sẽ phải tuyên chuyển công tác đến thành phố cấp 3 khác. Giai đoạn hiện nay, Mai Hiểu Lâm ở lại thành phố Tương Giang mới phù hợp với lợi ích của Hạ Tưởng nhất. Chuyện bổ nhiệm của Mai Hiểu Lâm sắp gây ra đụng chạm giữa hai nhà họ Mai và nhà họ Phó. Hạ Tưởng kỳ thật vẫn là mơ hồ hơi lo lắng, nếu Phó Tiên Phong kiên trì muốn phủ quyết Mai Hiểu Lâm, Mai Thái Bình sẽ đi con đường nào? Hắn kẹt ở giữa, có cần vì sự bổ nhiệm của Mai Hiểu Lâm mà cắt đứt với Phó Tiên Phong hay không? Sự tình càng thêm phức tạp hóa. Chỉ nói chuyện với Mai Thái Bình không đến 2 phút, cũng chính là tùy ý nói, không tiện đề cập đến việc trọng đại trên điện thoại. Nhưng trao đổi thông tin trước cũng rất cần thiết, Hạ Tưởng liền cùng Mai Thái Bình ước định, sẽ ngồi với nhau vào buổi tối ngày ông ta đến Tỉnh Tương. Buông điện thoại của Mai Thái Bình, lập tức điểm lại tình thế Tỉnh Tương một lần nữa, Hạ Tưởng cho rằng rất cần thiết báo cáo với ông cụ Ngô một chút. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Hạ Tưởng đến Tỉnh Tương, chủ động gọi điện thoại cho ông cụ. Hạ Tưởng liền phát hiện, theo vị trí của hắn càng ngày càng cao, lúc trước thường chủ động gọi điện thoại tới ám chỉ, hoặc gợi ý điều gì đó. Tống Chiêu Độ, Trần Phong thậm chí là Tào Vĩnh Quốc và những người bạn chí cốt khác, hiện tại đều rất ít gọi điện thoại tới phát biểu nhìn nhận về hắn như thế nào đi tốt bước tiếp theo. Đúng vậy, hắn một đường đi tới, hiện tại càng ngày càng chín chắn, bước chân cũng càng thêm vững vàng. Điện thoại cho ông cụ Ngô gọi một chút là kết nối được, bên trong truyền đến giọng nói nửa thân thiết nửa kinh ngạc vui mừng của ông cụ. Tiểu Hạ, tới Tương Giang rồi có hợp thời tiết ở đó hay không? Hiện tại đã không có mấy người gọi hắn là Tiểu Hạ, rồi, Hạ Tưởng nghe xong, không ngờ nhất thời xúc động muôn vàn. Trước kia ông cụ từng đối phó hắn, nhưng sau đó bất luận đối với hắn là có tâm an bài hay là có điều chờ mong, tóm lại ông cụ đối với hắn, cũng quả thật có một phần tình thân sâu đậm ở bên trong. Tạm ổn, Tương Giang nhiều nước, khí hậu thoải mái, liền thích ứng rất nhanh. Hạ Tưởng cũng biết lời nói ông cụ mang hai ý nghĩa, khí hậu có hợp hay không, không quan trọng, quan trọng là, đã thành thạo chuyện ở đó hay chưa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông cụ cười ha hả. Con người là một loài, rơi xuống đất sẽ mọc rễ. Có ý chí coi bốn biển là nhà, mới có thể có chí hướng vì thiên hạ. Thật ra trong lòng ông cụ biết rõ ràng thế cục Tỉnh Tương, nói mông lung nhưng kỳ thật vẫn là đang trấn an hắn. Hạ Tưởng trong lòng dâng lên một niềm cảm động. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, việc của cháu, cũng không cần lo nghĩ quá, đều trưởng thành rồi, cũng đều nhìn rõ đường rồi. Nói là nói như vậy, tuy nhiên ở trong mắt ta, Tài Dương cũng vậy, cháu cũng thế, đều là con cháu cả. Ông cụ Ngô có lẽ tuổi tác càng tăng cao, càng ngày càng giống một cụ già bình thường. Hạ Tưởng liền theo lời của ông, nói vài câu chuyện thường ngày, sau đó mới chuyển đề tài sang việc bổ nhiệm của Mai Hiểu Lâm. Chủ tịch tỉnh Mai muốn tới thăm Tỉnh Tương, cháu phải cùng ông ta còn có Mai Hiểu Lâm cùng ngồi với nhau. Mai Hiểu Lâm là phó thị trưởng thường trực,
một phụ nữ, có thể làm đến thị trưởng cũng rất không dễ dàng. Tai của cụ Ngô rất thính, bình thường cán bộ cấp sở ông khẳng định sẽ không để ở trong lòng, nhưng Mai Hiểu Lâm là người nhà họ Mai, lại ở cùng một thành phố với Hạ Tường, tất nhiên ông rõ như lòng bàn tay đối với thay đổi của Tương Giang, bèn nói. Cô bé Mai Hiểu Lâm này cũng không tệ lắm, ta cũng xem trọng tiền đồ của nó. Nữ thị trưởng cũng là sự kiện tiến bộ của chính trị trong nước. Lời của ông cụ Ngô khiến Hạ Tưởng rất là an tâm, trong lòng liền hiểu rõ khuynh hướng của nhà họ Ngô. Nếu nhà họ Ngô giữ vững lập trường trung gian giữa hai nhà họ Mai và họ Phó, hắn cũng dễ xử lý, nếu có nghiêng về nhà họ Phó, hắn liền có điểm khó xử. Vừa mới buông điện thoại của ông cụ Ngô, Khâu Tự Phong liền gọi điện tới. Chủ nhiệm Hạ, đã lâu không gặp. Khâu Tự Phong bắt đầu liền bật cười ha hả, sau đó liền lập tức đi vào chủ đề chính. Nghe nói chủ tịch tỉnh Mai muốn tới tỉnh Tương, đừng quên hỏi thăm chủ tịch tỉnh Mai, và nói Khâu Tự Phong vẫn thường hay nhớ về thời gian cùng làm việc với ông ấy. Khâu Tự Phong đại diện cho nhà họ Khâu cũng bày tỏ thái độ, xem ra, liên hệ qua lại giữa bốn nhà vẫn là rất thường xuyên, cũng chứng minh một điểm, quan hệ giữa bốn nhà vẫn còn vô cùng chặt chẽ. Bởi vậy Hạ Tưởng càng đưa ra kết luận, Phó Tiên Phong quả nhiên là kẻ đầu cơ, y nếu vẫn một lòng ngăn cản Mai Hiểu Lâm thăng chức, y sẽ làm ba nhà không vui. Khâu Tự Phong chỉ nói một chút về việc của Mai Hiểu Lâm, liền chuyển đề tài. Chủ nhiệm Hạ, ba người tại huyện An năm đó, hiện tại anh và Hiểu Lâm đã tụ họp cùng nhau rồi, còn thiếu mỗi tôi, nhớ tới năm tháng ở huyện An, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, anh đã là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Bên trong sự cảm thán của Khâu Tự Phong, nhiều ít có chút ý cô đơn. Năm đó cấp bậc của anh ta cao hơn so với Hạ Tưởng, hiện tại bị Hạ Tưởng vượt qua, trong lòng khẳng định không dễ chịu lắm. Hơn nữa Mai Hiểu Lâm cũng đuổi kịp rồi, lập tức ngang vai ngang vế với anh ta. Hiện tại anh ta là bí thư thành ủy thành phố Bảo, bước tiếp theo cũng nên rảo bước tiến lên cấp phó tỉnh, nhưng dường như vẫn không có cơ hội thích hợp. So sánh ngang bằng, Hạ Tưởng quả thực quá may mắn. Lại hàn huyên với Khâu Tự Phong vài câu, Hạ Tưởng cuối cùng buông điện thoại, thanh tĩnh trong chốc lát. Việc bổ nhiệm của Mai Hiểu Lâm, tác động thần kinh khắp nơi, quả nhiên là thế lực gia tộc, rút dây động rừng. Tuy nhiên lại nói, vị trí thị trưởng thành phố Tương Giang tuy rằng cùng là cấp giám đốc sở, nhưng so sánh lại, vẫn có phân lượng nặng hơn nhiều so với thị trưởng của thành phố cấp 3 khác. Dù sao cũng là tỉnh lỵ, ngay dưới mắt tỉnh ủy. Đảm nhiệm thị trưởng thành phố Tương Giang, trên cơ bản liền tương đương với nắm được vé vào cửa lên vị trí bí thư thành ủy Tương Giang, mà bí thư thành ủy Tương Giang là có thể coi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nói cách khác, đảm nhiệm thị trưởng thành phố Tương Giang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau liền chuyển lên làm bí thư thành ủy, chính là quan lớn cấp phó tỉnh rồi, bởi vậy, mới là vị trí thế lực khắp nơi nhất định tranh giành. Khi hết giờ làm, Hạ Tưởng vốn định đến bệnh viện thăm hỏi Nghiêm Tiểu Thì. Gọi điện thoại đến thì Phó Tiên Tiên rất khí thế nói Nghiêm Tiểu Thì không muốn gặp hắn, bảo hắn đừng tới. Có phải Phó Tiên Tiên giả truyền thánh chỉ hay không, Hạ Tưởng không rõ ràng lắm, tuy nhiên tưởng tượng nếu Phó Tiên Tiên còn đang trong cơn giận, không đi cũng tốt, đỡ phải khiến Nghiêm Tiểu Thì phiền lòng. Đúng lúc Hạ Tưởng thu dọn đồ đạc sắp rời đi, Lý Tòng Đông tiến đến báo cáo một tình huống bất ngờ, Trần Công Phương có lời khai mới, nói là hắn ở Thần Đông và Tương Giang đều có một ngôi nhà. Đều là Đường gia thiếu tặng y. Đây thật là một đột phá không nhỏ, Hạ Tưởng sau khi nghe xong, chỉ thị Lý Tòng Đông tiếp tục đào sâu, đồng thời đối với trò chơi hai mặt của Trần Công Phương, cách làm thỉnh thoảng tạo ra một chút vấn đề vô cùng phản cảm, ảnh hưởng đến hiệu quả phá án không nói, còn có khả năng ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Lý Tòng Đông tính tình hơi mềm, Hạ Tưởng lo nghĩ, liền quyết định điều động từ Ủy ban Kỷ luật thành phố vài người đắc lực có khả năng đến trợ giúp Lý Tòng Đông. Nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố thường xuyên giao tiếp với cán bộ khu huyện phía dưới, phương pháp thô một chút, nhưng hữu hiệu. Hạ Tưởng tự mình gọi điện thoại cho Ninh Hải Thâm, bảo Ninh Hải Thâm sắp xếp hai nhân viên phá án tin tưởng được, tạm thời điều động đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh trợ giúp công tác. Ninh Hải Thâm luôn miệng đồng ý, vô cùng sảng khoái, lại càng có thêm cảm giác quan hệ với chủ nhiệm Hạ mật thiết hơn. Sắp xếp xong tất cả, trong lòng Hạ Tưởng chắc chắc hơn rất nhiều. Đối với mệnh vận sau này của Đường gia thiếu, xử trí đối với Trần Công Phương như thế nào, sắp xếp bước tiếp theo đối với Thẩm Hà Dương, trong lòng hắn đều có một hướng đi, nếu hết thảy thuận lợi, trong ba người, luôn có một người sẽ mở ra một chỗ hổng khổng lồ của cầu đường tỉnh Tương.
nhưng đối với cuộc đụng độ trong hội nghị thường vụ sắp tới, trong việc đại sự về bổ nhiệm Mai Hiểu Lâm, trong lòng hắn vẫn là nhiều ít hơi thiếu tự tin. Dù sao thời gian hắn đến Tỉnh Tương ngắn ngủi, cũng không rõ ràng lắm sức mạnh Trịnh Thịnh nắm trong tay đối với hội nghị thường vụ như thế nào, cũng không dám kết luận sự hợp tác hiện nay giữa mấy người Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam và Hồ Định, đã đi sâu tới mức độ nào. Sau khi hết giờ làm, thư ký Tằng Trác cùng hắn đi ăn cơm chiều. Cơm chiều ăn ở căn tin cơ quan tỉnh ủy. Kỳ thật có không ít lãnh đạo tỉnh đi ăn ở căn tin, cho dù không phải ngày ngày lộ diện, cũng cần thỉnh thoảng lộ diện. Thứ nhất là thể hiện gần gũi dân chúng, hai là cũng biểu hiện hòa mình với quần chúng. Đương nhiên, căn tin của lãnh đạo tỉnh không phải nơi mà cán bộ bình thường có thể ra vào. Sau bữa tối, Hạ Tưởng đi bộ cũng như đi xe, chuẩn bị đi bộ về nhà, hắn rất thích dùng phương thức tản bộ để thư giãn, hơn nữa cũng có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Mới ra khỏi tòa nhà tỉnh ủy không xa, một chiếc xe thể thao màu vàng, két, một tiếng, dừng ở bên cạnh người hắn, trong xe một người có mái tóc dài bồng bềnh, người con gái phong thái hiểu điệu, Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là Dương Diêu Nhi. Chủ nhiệm Hạ, tôi muốn báo cáo anh một tình huống, rất bí mật, rất thần bí, anh muốn nghe một chút hay không? Dương Diêu Nhi cắn môi, nheo mắt, cười ha ha. Hạ Tưởng liền xua tay. Có tình huống báo cáo, ngày mai đến của văn phòng của tôi. Tình huống vô cùng khẩn cấp, chủ nhiệm Hạ, anh nếu không lên xe, tôi sẽ không đi nữa. Dương Diêu Nhi liền chơi xấu, còn bấm còi ầm ầm. Hạ Tưởng biết rằng, phiền toái đến rồi, Dương Diêu Nhi tuyệt đối là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chương 1308, trêu đùa. Dương Diêu Nhi chơi trò xỏ lá, vừa cái gì cũng không quản vừa điên cuồng bấm còi, làm cho người bên đường đều lần lượt dừng chân xem. Hạ Tưởng vốn không phải là sợ Dương Diêu Nhi, mà là không muốn tiếp xúc với cô ta, bởi vì theo hiểu biết của hắn về phụ nữ, thì Dương Diêu Nhi khuôn mặt hoa đào, mặt mày thanh mảnh, cử chỉ khiếm nhã, cũng không phải hạng đàng hoàng. Ở một chỗ với cô ta là tự hạ thấp thân phận mình. Tuy nhiên thấy Dương Diêu Nhi vô sỉ, hơn nữa rất có xu thế không đạt được mục đích thề không bỏ qua, ý nghĩ của Hạ Tưởng liền đổi, quay người đi đến ghế lái phụ, mở cửa xe liền ngồi xuống. Được, có chuyện nói chuyện, không cần làm ồn. Dương Diêu Nhi thấy mưu kế thực hiện được, xấu xa le lưỡi. Tôi thích ông chú nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Vừa nói xong, liền một chân nhấn ga, ô tô phóng nhanh như chớp, thẳng hướng về phía trước. Dương Diêu Nhi lái xe rất nhanh, không bao lâu đã ra khỏi thành phố, đi vào vùng ngoại ô. Lúc này sắc trời đã tối đen, đầu hạ gió thổi lất phất, có chút nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa bóng đêm dần bao trùm, không ngờ có cảm giác thưởng thức cái đẹp. Tuy nhiên, tay của Dương Sa Nhi lại không có mỹ cảm, cũng không biết là cố ý hay là không có vô tình, tay cô ta dừng một chút ở phía trên đùi Hạ Tưởng, nhẹ nhàng sờ lại nhanh chóng rụt lại, còn vội không ngừng xin lỗi. Rất xin lỗi chủ nhiệm Hạ, tôi vừa rồi muốn sang số, không ngờ là sờ lầm chỗ. Hạ Tưởng không tiếp lời của cô ta. Điên đủ chưa, điên đủ rồi nói việc chính. Chú à, đừng ghê gớm như vậy được không? Tốc độ xe của Dương Diêu Nhi chậm chậm lại, rẽ một cái, lái vào một ngõ nhỏ, lại đi mấy trăm mét, trước mắt đột nhiên mở rộng, là một vườn đào. Đến rồi, đến nơi rồi. Trong vườn đào hoa đào đã tàn lụi hết. Dưới ánh đèn chiếu rọi, xanh tươi tốt cũng đẹp. Xem ra, là một khu vườn tư nhân, tên của khu vườn cũng lấy rất mơ hồ, lương thần mỹ cảnh ngày tốt cảnh đẹp. Lúc này là ngày tốt, trước mắt cũng là cảnh đẹp, đáng tiếc chính là, lại không có tâm trạng. Nhưng đã đến đây thì theo đấy, Hạ Tưởng theo Dương Diêu Nhi xuống xe, đi vào khu vườn. Trong khu vườn tuy rằng ánh đèn sáng tỏ, nhưng dường như cũng không có bao nhiêu người, vô cùng yên lặng. Đặt mình hòa cùng cây cỏ, lại là khí hậu mát mẻ đầu hạ, Hạ Tưởng cũng liền bước đi thoải mái, thể xác và tinh thần thong dong, tạm thời xem Dương Diêu Nhi rốt cuộc có thể đùa giỡn cái gì. Chẳng lẽ là về việc bổ nhiệm của Mai Hiểu Lâm, có người muốn lén gặp mặt hắn, cho dễ mặc cả. Trước khi đi vào một khu kiến trúc nhà tranh, trong sân có bàn đá ghế đá, còn có bóng cây, khiến cho Hạ Tưởng có một kiểu tâm trạng, xây nhà ở nhân cảnh, mà xa những tiếng động lớn của xe cộ. Hỏi có phải ở nơi hoang dã, tâm tư thay đổi, không thể không nói, nơi mà Dương Sa Nhi dẫn hắn đến, thật đúng là không tồi, không cách xa phố xá sầm uất lắm, nhưng lại là chốn tĩnh lặng nhàn nhã giữa ồn ào.
Sau khi làm đủ trò khua chuông gõ mõ, đến được một chỗ nghỉ ngơi như chỗ này, cũng là không tồi. Đương nhiên, nếu Dương Diêu Nhi trước mắt đổi thành Nghiêm Tiểu thì hoặc Phó Tiên Tiên thì thật là tốt. Lựa chọn đúng hay sai người phụ nữ, vẫn là rất có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của đàn ông. Dương Diêu Nhi mời Hạ Tưởng ngồi xuống, cười nhẹ. Mời chủ nhiệm Hạ ngồi, tôi đi chuẩn bị trà. Hạ Tưởng muốn gọi cô lại, cùng Dương Diêu Nhi ở nơi yên tĩnh mờ ám như thế này cùng nhau uống trà, hắn còn chưa có tâm trạng này, còn chưa mở miệng, Dương Diêu Nhi vừa quay người lại liền chạy mất. Cặp mông tròn căng dưới quần lóe lên trước mắt, dường như là một tín hiệu nguy hiểm. Hạ Tưởng không nói gì, đơn giản ngồi trên ghế đá, chỉ chờ một lát, Dương Diêu Nhi liền lại lần nữa xuất hiện. Không ngờ Dương Diêu Nhi mất bao công sức thay một bộ quần áo, vừa rồi là cách ăn mặc đơn giản thân trên áo phông thân dưới quần bò, hiện tại không ngờ mặc áo ngủ rộng thùng thình. Rộng thùng thình còn chưa tính, còn thấy bên trên là khoảng không trống rỗng, hiển nhiên bên trong là khoảng không thật. Bên dưới cũng là một váy ngắn để lộ đùi, khi đi lại, làn váy phiêu động, ánh sáng chớp lóa, muốn mê người. Hạ Tưởng mới biết được dụng ý của Dương Diêu Nhi, hóa ra là muốn sắc dụ hắn. Nói là áo ngủ nhưng không giống áo ngủ, mà giống trang phục cám dỗ. Dương Diêu Nhi cúi người châm trà cho Hạ Tưởng, cổ áo buông xuống, quang cảnh bên trong liền nhìn không sót một thứ gì. Tuy nói Hạ Tưởng bị động, liếc mắt một cái liền nhìn rõ ràng, hai vú đứng ngạo nghễ. Dường như vốn liếng rất sung túc, kỳ thật với con mắt của hắn, thật sự chỉ là cậu thả bình thường thôi. Dương Diêu Nhi cũng không tự biết, còn tưởng rằng sức hấp dẫn của cô ta hơn người, đã khiến Hạ Tưởng mê mệt ba bảy đường, liền càng thêm vẻ ngượng ngùng, dáng vẻ khoe khoang. Phụ nữ cho rằng đàn ông vừa nhìn thấy phụ nữ đẹp sẽ mềm chân chủ động nhào vào ôm ấp, kỳ thực không phải, đàn ông cũng chia ba bảy loại, có một số đàn ông ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng có một số đàn ông lựa chọn kỹ lưỡng, Hạ Tưởng liền thuộc loại người sau, hơn nữa còn là loại người sau đã trải qua vô số phụ nữ tốt nhất. Bởi vậy, Dương Diêu Nhi làm bộ làm tịch ở trước mặt hắn chẳng những không có được một chút hiệu quả, ngược lại làm hắn buồn nôn. Dương Diêu Nhi, chỗ này thật không tồi, uống trà, thưởng thức một chút cảnh đẹp của bầu trời đêm, cũng là một lần thả lỏng. Tôi muốn cảm ơn cô dẫn tôi đến một nơi tốt như thế này, bây giờ nói việc chính của cô đi. Hạ Tưởng vẻ mặt hờ hững, giọng điệu thản nhiên. Dương Diêu Nhi cảm nhận được sự thờ ơ của Hạ Tưởng, trong lòng ngược lại càng khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của cô ta. Dưới váy cô chinh phục vô số đàn ông, trong đó cũng không thiếu quan lớn cấp phó tỉnh. Theo cô nhìn nhận, có một số đàn ông lúc đầu là giả vờ đứng đắn, một lúc lập tức lộ ra bộ dạng rất nôn nóng rồi. Hạ Tưởng, đừng thấy hắn ngồi ngay ngắn nghiêm trang, kỳ thật nói không chừng đã sớm đã muốn vồ lên đem cô đặt ở dưới thân rồi. Ở đâu có đàn ông thấy món hời mà không chiếm lấy. Đàn ông đều là một tính tình. Dương Diêu Nhi liền mượn cơ hội châm trà, giả vờ run tay, nước trà liền vẩy vào một tay, cô ta, ối, một tiếng, chén trà trong tay liền rơi xuống, đúng lúc rơi vào trên đùi, lại làm ướt váy ngắn. Cô rên rỉ một tiếng, mượn cớ ngồi trên đùi Hạ Tưởng, lại vội không ngừng dùng váy quạt gió hạ nhiệt độ, còn nói không ngừng. Bỏng chết tôi rồi, chủ nhiệm Hạ. Mau thổi thổi giúp tôi. Tiếng hờn dỗi, run rẩy mà mê người. Váy quạt gió, đùi trắng nõn, hương hoa tập kích người, lại là chỗ yên lặng xa vắng, tuyệt đối là nơi tốt để yêu đương vụng trộm hẹn hò kín đáo. Lúc này đúng lúc là chuyện tốt thành đôi, thế nhưng lòng thiếp như nước, nhưng lòng chàng như sắt, Hạ Tưởng nhẹ nhàng đẩy Dương Diêu Nhi, dường như bất động. Nước trà không bỏng, tôi vừa mới uống một ngụm, nước ấm mà thôi. Sức đẩy tuy rằng không lớn, nhưng đủ để đẩy Dương Diêu Nhi ra. Dương Diêu Nhi, không bằng chúng ta thẳng thắn nói rõ ràng, cô muốn như thế nào, cô muốn tôi như thế nào. Động tác Hạ Tưởng đẩy Dương Diêu Nhi tuy rằng cứng nhắc, nhưng một câu nói sau lại dường như có phần làm dịu đi. Ánh mắt của Dương Diêu Nhi chợt lóe lên, trong lòng dâng lên ham muốn mãnh liệt muốn cho Hạ Tưởng quỳ gối dưới váy cô, đồ đàn ông, giả vờ liễu hạ huệ cái gì, nhìn không thấy tôi dáng đẹp như hoa, da trắng như ngọc. Còn thờ ơ, có phải có mặt nào không được hay không? Con gái thuần khiết đều là giống nhau. Phụ nữ dâm đãng mỗi người đều có sự khác biệt. Dương Diêu Nhi vừa chuyển ánh mắt, như nước như xương. Những lời này của chủ nhiệm Hạ, là có ý gì? Tôi nghĩ muốn như thế nào, anh là một người đàn ông, chẳng lẽ còn không rõ tâm tư của một người phụ nữ? Tôi nghĩ như thế nào, anh là một người đàn ông,
chẳng lẽ còn không biết như thế nào để thỏa mãn hư không và khát vọng của một phụ nữ. Hạ Tưởng thấy hai đùi của Dương Diêu Nhi ở dưới ngọn đèn nửa lờ mờ nửa ám muội, trắng như tuyết đập thẳng vào mắt người, nói thật, cô ta mặc trang phục, thật là còn có một chút tư thế mê hoặc. Hạ Tưởng vốn vẫn luôn ngồi một cách vô cùng đoan chính, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, cười xấu xa một lúc. Tôi cảm thấy dáng người cô rất được, nếu chụp mấy kiểu ảnh để làm kỷ niệm, khẳng định là hồi ức rất tốt đẹp. Ha ha! Dương Diêu Nhi cười ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý. Hạ Tưởng vẫn là không thể chống cự được sức hấp dẫn của cô, sắp trở thành khách sau màn của cô. Chụp ảnh có là gì, quay video đều không có vấn đề, chỉ cần công phu rên giường của anh lợi hại, tôi còn không phải do anh chi phối sao? Có máy ảnh hay không? Hạ Tưởng bắt đầu xấu xa, cũng có tiềm chất, trên mặt tà tà tươi cười, nhìn như thế nào cũng làm cho người ta suy nghĩ. Dương Diêu Nhi càng xem càng ngứa lòng, vừa nghĩ quan lớn cấp phó tỉnh trong nước trẻ tuổi nhất sẽ dịu dàng cung phụng cô chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, hận không thể lập tức đẩy ngã Hạ Tưởng. Mang máy ảnh đến đây, tôi giúp cô chụp ảnh trước. Hạ Tưởng tiếp tục cười xấu xa, ánh mắt chớp động. Nghe nói, mỗi một quan lớn đều có ham mê đặc biệt, có người thích sưu tầm quần lót phụ nữ, có người thích viết nhật ký, nói như vậy, chủ nhiệm Hạ thích chụp hình rồi. Dương Sa Nhi cắn chặt môi, kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng một lát, quay người lại liền chạy vào phòng. Khi đi ra, trong tay cô cầm ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cao cấp nhất. Hạ Tưởng tiếp nhận máy ảnh, nghĩ thầm rằng có lẽ là bị ảnh hưởng của Mỗ Hy, thanh niên bây giờ thích tự chụp ảnh người yêu, hắn liền cười ha hả. Cởi quần áo. Dương Diêu Nhi hào phóng lấy một tư thế vô cùng mê người, đem quần áo trên người từng cái cởi ra, cô vừa cởi, Hạ Tưởng vừa chụp. Hai người phối hợp ăn ý, cũng là rất thú vị. Chỉ chớp mắt Dương Diêu Nhi liền trần như nhộng, không thể không nói, thân thể thanh xuân mà xinh đẹp của cô, vẫn là có vài phần đáng nhìn, trắng mà mềm mại, hai chân thẳng tắp, trên người không có vết sẹo, cũng không có sắc tố lắng đọng lại, gần như hoàn mỹ. Nhưng Hạ Tưởng lại không có một chút ga nghĩ không an phận nào, thân thể trước mắt, từng là nơi rong ruổi của ít nhiều ít đàn ông, hắn là dùng ánh mắt phê phán đến để thưởng thức và chụp ảnh. Lại chụp mấy kiểu, Hạ Tưởng bỗng nhiên lại hỏi. Đúng rồi, quần áo cô mặc ở trên đường đi vừa rồi cũng lấy ra đi, trên mặt đất rơi đầy quần áo, cô bước qua lên trên, hiệu quả chụp được khẳng định tốt lắm. Dương Diêu Nhi âm thầm chẹp lưỡi, cô từng ngủ cùng với vô số quan lớn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như Hạ Tưởng, tuy nhiên quái cũng tốt, càng quái càng có kích thích, cô liền vặn vẹo cái mông đầy đặn, nhanh như gió chạy vào phòng. Chỉ sau một lúc lâu, liền ôm quần áo quay lại, đang định ném trên mặt đất, Hạ Tưởng lại một phen đoạt lấy quần áo, cười ha hả. Xin lỗi không tiếp được, Dương Diêu Nhi, cô tự mình chơi vui vẻ. Sau đó hắn một bước lớn, xoay người nghênh ngang mà đi, bước nhanh ra khỏi khu vườn, theo sau đó truyền đến một tiếng nổ vang, lốp xe ô tô phát ra tiếng két chói tai, sau đó cuốn bụi mà đi. Dương Diêu Nhi sửng sốt, sự việc phát sinh đột ngột, cô không có một chút tâm lý chuẩn bị. Ngây người hồi lâu, mới phát hiện hóa ra không biết Hạ Tưởng lấy chìa khóa xe cô đặt trên bàn từ khi nào, cầm đi rồi, ngay cả quần áo cô mặc lúc trên đường, còn có bộ trang phục trên người vừa rồi, toàn bộ mang đi không còn gì. Hạ Tưởng đáng chém, nhìn đau, ở trong phòng cô không còn quần áo. Hơn nữa, ngay điện thoại di động của cô Hạ Tưởng cũng cầm đi, thật sự là người đàn ông đáng ghét và vô sỉ nhất thiên hạ. Cô phải làm thế nào mới được? Dương Diêu Nhi mới biết được đã trúng bẫy mà Hạ Tưởng tỉ mỉ thiết kế, hơn nữa cô còn bị Hạ Tưởng nắm được ảnh khỏa thân trong tay, thảm rồi. Chương 1309, bước ngoặt mấu chốt. Hạ Tưởng lái xe rất nhanh trên đường, chỉ cảm thấy những bực bội trong lòng trở thành hư không, không kìm nổi cười ha ha một trận. Trở lại tỉnh ủy, Hạ Tưởng dừng xe xong, ném quần áo và máy ảnh của Dương Diêu Nhi vào cốp xe đằng sau, đương nhiên. Hắn đã rút lấy thẻ nhớ máy ảnh, lấy để sử dụng sau này. Sau khi xử lý xong tất cả, liền an tâm thoải mái ngủ rất ngon lành, mới không quan tâm Dương Diêu Nhi thân không mặc gì một mình ở vùng ngoại ô có một ngày tốt cảnh đẹp như thế nào. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đem chìa khóa xe giao cho Tằng Trác, bảo cậu ta ai tới gặp hắn tìm chìa khóa xe, thì cậu đưa cho người ấy. Tằng Trác không rõ tình hình, nhưng cũng sẽ không hỏi lung tung, liền một lời đáp ứng. Khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là, một ngày sau, chìa khóa xe đã bị người ta cầm đi, không phải ai mà chính là một trong bốn vị công tử của tỉnh Tương,
là Dương Hằng Dịch. Theo như Tằng Trác nói, lúc ấy sắc mặt Dương Hằng Dịch bình tĩnh, chỉ nói hai chữ. Chìa khóa. Sau khi nhận chìa khóa, không nói một lời liền bước đi. Dương Hằng Dịch đối bình thường khi nhân xử thế nói cũng không nhiều, biểu hiện của y khiến cho Hạ Tưởng suy nghĩ không ra. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, Dương Diêu Nhi có to gan lớn mật, cũng không dám nói chân tướng sự việc với Dương Hằng Dịch. Một chút chuyện nam nữ nhỏ nhặt, từ trước đến nay là đàn ông khoác lác, còn phụ nữ thì mất mặt. Dương Diêu Nhi có phóng đãng nữa, cô ta cũng không đến mức không còn mặt mũi gì. Mấy ngày qua, tất cả đều gió êm sóng lặng, Đường Gia Thiếu nằm viện, tuy rằng bên ngoài truyền tin xôn xao, nói Đường Gia Thiếu đáng bị đánh, nói y sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay đàn bà, thậm chí còn có người rủa y không sinh con được, từ nay về sau như thái giám. Từ tin đồn mà phân tích, có lẽ là do y trước kia lừa gạt con gái nhiều, cho nên có người tiếp tục thừa cơ bôi nhọ y. Thẩm Hà Dương vẫn ngoan cố như cũ, tuy nhiên theo sau khi vợ y xa lưới, việc giao cho càng ngày càng nhiều, thái độ của y dần dần có dấu hiệu buông lỏng. Cũng có thể lý giải, cán bộ tham ô nhận hối lộ, có nhiều hơn một nửa là từ mâu thuẫn nội bộ đưa lên, tin tưởng theo thời gian trôi đi, Thẩm Hà Dương cũng sẽ càng ngày càng nôn nóng, thời gian đã thuộc về phía Hạ Tưởng. Về phần Trần Công Phương, Hạ Tưởng hiện tại đối với dòng chính Trịnh Thịnh đề bạt này, càng ngày càng thất vọng. Trần Công Phương không thể trọng dụng, còn lộn xộn, thay đổi thất thường. Độ tín nhiệm của Hạ Tưởng đối với y, đã vô tận gần đến không, cũng cho rằng giá trị lợi dụng của Trần Công Phương trên cơ bản đã bị ép hết rồi. Nhân phẩm, đều là tự mình rơi từng giọt lãng phí, không trách được người khác. Mà Dương Diêu Nhi qua việc lần trước, vừa không dám lộ diện trước mặt hắn, cũng không dám gọi điện thoại tới, đã biến khỏi tầm mắt hắn. Cũng tốt. Một người phụ nữ phóng đãng cũng muốn câu dẫn hắn, thật coi hắn là người đàn ông không biết giữ mình sao. Một người đàn ông, cho dù đi đến vị trí rất cao, không biết giữ mình, cuối cùng chỉ có thể ngã quỵ trên giường của phụ nữ. Ba ngày sau, hành trình của đến tỉnh Tương của Mai Thái Bình, cuối cùng chính thức tiến hành. Phó Tiên Phong tự mình đi đón tiếp, cấp bậc lễ nghĩa phải làm được, hơn nữa Mai Thái Bình lần này đến, còn dẫn đầu đoàn kinh tế thương mại lớn. Trước kia đời sống kinh tế của tỉnh Sở và tỉnh Tương chênh nhau không lớn, nhưng hiện tại dần dần mở ra khoảng cách, tỉnh Sở đã bước đi nhanh chóng bỏ tỉnh Tương lại phía sau. Về nguyên nhân của việc này, tự nhiên có phần nhiều nhân tố khách quan, nhưng có người hiểu chuyện tổng kết ra một cách nói ngầm chỉ vì tỉnh Tương quan tham quá nhiều tuy là lời phiến diệt, nhưng lại ít nhiều nói rõ một số vấn đề. Tỉnh Tương bây giờ sở dĩ lạc hậu về mặt kinh tế so với tỉnh Sở. Nguyên nhân là vì phong cách cầm quyền cu ả tỉnh Tương quá mềm mỏng, dung túng một nhóm lớn sâu mọt quan trường. So sánh với đó thì tỉnh Sở về mặt chống tham nhũng vung lên quả đấm thép, còn bắt một, ngũ độc, bị tỉnh ủy lúc đó giận khiển trách là, phần tử cặn bã trong đảng, là, xu nịnh, bán, vì lợi ích của cá nhân mà bán tổ quốc chơi gái, đánh bạc, tham nhũng, điển hình đầy đủ của ngũ độc. Tương phản chi chiến, tiếp theo đó, một thành phố liền bắt ra 7 tên tham quan cấp sở. 15 tên tham quan cấp cục, nhân vật số 1 của thành phố trực thuộc huyện gần như một lưới bắt hết từng tên tham quan, cuối cùng thậm chí xuất hiện cảnh tượng lẫy lừng, tận diệt, trong đó, nhân vật số 1, được 11 người, thanh thế to lớn, cảnh tượng vĩ đại, chấn động cả nước, chấn động một thời. Bắt được một tên tham quan, chẳng những sẽ tăng thêm một nguồn thu khả quan cho tài chính của chính phủ, hơn nữa hành động chống tham nhũng giết một người dân trăm người. Lại sẽ làm tham quan chùn bước, ít nhất vô hình chung sẽ kìm nén vài phần. Mà bởi vì tham quan xuống ngựa mới mượn cơ hội cho lãnh đạo mới nhậm chức lên ngựa, tất nhiên cũng sẽ cẩn trọng, một lòng phát triển kinh tế. Trên phương diện chống tham nhũng, thủ đoạn kinh hoàng và đàn áp vẫn là tất yếu, tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng là sẽ có tác dụng tương đối lớn đối với việc xúc tiến sự phát triển kinh tế. Mà chính phủ bởi vì ít bị tham quan tiêu xài và đòi hỏi, nên hàng năm gia tăng thu nhập cao tới hơn hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này dùng để xây dựng kinh tế, không thúc đẩy kinh tế đi lên một bước lớn mới là lạ. Mà trái lại công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương, hô không ít khẩu hiệu, cũng là vang trời, nhưng một khi hoán vị đến hành động thực tế, lại chỉ sấm khan không mưa, nhiều lắm chỉ là lùng bắt một ít cá nhỏ tép nhỏ cho đủ số. Tuy nhiên chỉ dù chỉ là ngẫu nhiên mà bốc lên một tép nhỏ, cũng có số tiền tham ô mấy chục triệu. Trần Công Phương bây giờ còn chưa kết án, ít nhất cũng là mức tiền mấy chục triệu. Ai nói tỉnh Tương không có tham quan? Tỉnh Tương không những có tham quan, cũng không ít hơn tỉnh Sở một chút nào, Hạ Tưởng cũng có lý do để tin tưởng,
không phải Trịnh Thịnh không dám xuống tay trừng trị tham quan, mà là thế lực địa phương rất khổng lồ, Trịnh Thịnh không thể nào nhúng tay vào. Hoặc là, không hạ thủ được, lực cản quá lớn. Việc Mai Thái Bình tới thăm, không cần phải ủy ban kỷ luật tỉnh này của Hạ Tưởng cùng đi, hơn một nửa là công việc của phương diện chính phủ, nhưng đúng là bởi vì việc tới thăm của Mai Thái Bình, khiến hắn mở rộng ý nghĩ về mặt kinh tế, mới bỗng chốc sáng tỏ thông suốt, đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra được dụng ý thực sự sắp đặt hắn đến tỉnh Tương Hóa ra là. Chính là giơ cao ngọn cờ lớn chống tham nhũng, bắt một đám tham quan, chấn hưng kinh tế tỉnh Tương. Năm đó đảm nhiệm chức ở tỉnh ủy tỉnh sở bắt mấy chục tên tham quan, hiện tại đã là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Ngày nay Trung ương 5 lần 7 lượt hô hào chống tham nhũng, công tác chống tham nhũng chẳng những là quan trọng vất vả, cũng là trách nhiệm nặng nề. Xét đến cùng, Hạ Tưởng rõ ràng hắn rốt cuộc vẫn là một thanh kiếm sắc, chỉ cần hắn giữ lập trường kiên định, nơi ánh sáng kiếm chiếu đến, không dám nói tham quan lớn phải xuống ngựa, ít nhất cũng không đến nỗi không đem được mấy con cá nhỏ tép nhỏ lên mặt bàn. Nhìn lại công tác chống tham nhũng những năm gần đây của tỉnh Tương, Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ, tham quan cấp bậc lớn nhất không ngờ chỉ là một gã phó thị trưởng, tỉnh Tương thật đúng là một tỉnh điển hình trong sạch hóa xây dựng bộ máy chính trị của cả nước. Nhưng sự thật có thực sự là như thế không? Không nói đến cái khác, riêng về công ty cầu đường tỉnh Tương đã khiến cho Hạ Tưởng hiểu rõ, tỉnh Tương không phải không có tham quan, cũng không phải không bị người phát hiện, mà là cây lớn dễ sâu, người bình thường không động đậy được mà thôi. Hạ Tưởng lập tức có cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời, không ngờ việc tới thăm của Mai Thái Bình, ngược lại gián tiếp mở ra ý tưởng cho hắn, khiến hắn càng kiên định con đường phía trước. Tối hôm đó, Mai Thái Bình vội vàng hoàn thành công việc, liền hẹn gặp mặt Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Địa điểm gặp mặt định ở tại vườn Mai. Mai Hiểu Lâm dường như đặc biệt yêu quý vườn Mai, mặc dù trong cảm nhận của Hạ Tưởng, đồ ăn của vườn Mai cũng không coi là đặc biệt xuất sắc, có lẽ là có ẩn tình khác cũng chưa biết. Mai Hiểu Lâm không giải thích, hắn tự sẽ không hỏi nhiều. Khi Hạ Tưởng lái xe tới nơi, không ngờ Mai Thái Bình và Mai Hiểu Lâm đều đã chờ trước một bước. Hắn lái xe một mình, không dẫn theo lái xe và thư ký, bởi vì là gặp mặt mang tính chất riêng tư. Để đường đường một chủ tịch tỉnh chờ hắn, Hạ Tưởng tuy rằng khó phân giữa công và tư với Mai Thái Bình, nhưng vẫn là cảm giác có chút nặng nề, không phải được sủng ái mà lo sợ, mà là trọng trách nặng nề. Cái gọi là tặng lễ cho người, ắt có điều nhờ vả, nhà họ Mai dù thế lực to lớn đi nữa, cũng không nhất định ở mỗi tỉnh trong nước đều có thể nói được. Nói mấy lời vô lễ, chỉ dù lời nói của Tổng Bí Thư, ở rất nhiều địa phương cũng bị suy giảm mạnh, huống chi một nhà họ Mai. Tỉnh Tương, chính là nơi yếu kém nhất của lực lượng nhà họ Mai. Bởi vậy có thể thấy được, Mai Thái Bình đặt hy vọng rất lớn ở hắn. Càng là như thế, càng khiến hắn ái ngại. Đối với việc sắp xếp nhân sự, hắn thân là ủy viên ban kỷ luật, có quyền phát ngôn nhất định, nhưng phân lượng không phải rất lớn, dù hắn xếp hạng ở gần đầu, nhưng mạng lưới quan hệ ở tỉnh Tương không đủ, mức độ được ưa chuộng không cao, phát ngôn tại hội nghị thường vụ, sức ảnh hưởng vẫn là không đủ. Mai Thái Bình thân thiết bắt tay Hạ Tưởng. So với trước khi nhậm chức, Mai Thái Bình hơi gầy đi một chút, trên mặt mơ hồ toát ra vẻ mỏi mệt. Kỳ thật so sánh ra thì ông ta còn tốt hơn một chút so với Phó Tiên Phong, dù sao cũng là vào bộ máy của Trần Phong. Trần Phong tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng không phải người hay dùng thủ đoạn, lại không có xung đột có tính nguyên tắc với Mai Thái Bình. Theo lý thuyết, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình này, phải càng thoải mái hơn một chút so với Phó Tiên Phong. Hạ, Phong Thái vẫn như trước, lúc trước không giảm. Vừa rồi chợt nghe Hiểu Lâm nói cậu càng ngày càng thong dong, tôi còn không tin. Công tác của ủy ban kỷ luật không dễ làm, luôn luôn rất nhiều sự việc nhức đầu, không nghĩ tới, cậu thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Mai Thái Bình vừa lên đến đã nhiệt tình nói một tràng lời khách sáo. Vẫn là chủ tịch tỉnh Mai càng có phong thái, đất của tỉnh sở, nhân tài đông đúc, là một mảnh đất phong thủy tốt. Người xưa nói, duy sở hữu tài, nhưng sau khi chủ tịch tỉnh Mai đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, liền từ đây thịnh rồi. Hạ Tưởng cũng đáp lại nhiệt tình mà không mất đi sự khách sáo. Càng khách sáo, ngược lại sẽ càng xa lạ, Mai Hiểu Lâm liền kịp thời nói chen vào. Hai người không phải tâng bốc nhau nữa, nhanh uống trà trước, rồi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện mới hòa hợp. Mai Hiểu Lâm cố ý nói ra, hòa hợp cũng là có ám chỉ, thấy được giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng, bên trong sự khách sáo và khen tặng, dần dần có khoảng cách. Khoảng cách không phải là tư tưởng bất đồng.
mà là điều tất yếu khi địa vị thăng cao, tuy là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể chấp nhận. Hai quan lớn phó tỉnh trở lên, coi như lấy thân phận cá nhân tiếp xúc đi nữa, cũng không có khả năng chuyện trò vui vẻ, thân mật gắn bó giống như trước đây. Trà đã mang lên, là trà long tỉnh, lại mang lên điểm tâm và hoa quả, sau đó Mai Thái Bình nói đến triển vọng hợp tác giữa tỉnh sở và tỉnh tương, rõ ràng nói sự qua lại về kinh tế của hai tỉnh, trên thực tế là đang ám chỉ lập trường cuối cùng của Phó Tiên Phong khi Mai Hiểu Lâm đề bạt lần này. Thái độ của Chủ tịch tỉnh Phó, không dễ nắm bắt, gần đây giữa tôi và anh ta, cũng vì một chút việc mà có một chút ngăn cách. Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, hắn cũng nghe ra, thái độ của Mai Thái Bình đối với Phó Tiên Phong, cũng là không có lo lắng. Phó Tiên Phong hiện tại là điểm mấu chốt của vấn đề, nếu y cật lực phản đối Mai Hiểu Lâm, Trịnh Thịnh cũng không tiện mạnh tay, nói cho cùng Phó Tiên Phong là chủ tịch tỉnh. Ứng cử viên Phó Tiên Phong đề xuất là Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Thần Đông Tất Bằng. Mai Thái Bình hiển nhiên là biết rõ cố hỏi, lông mi ông ta dương lên, tuy là giọng điệu nghi vấn, nhưng trên mặt lại không có ý nghi vấn. Hạ Tưởng trong lòng khẽ động, hắn rất hiểu Mai Thái Bình, vẻ mặt của Mai Thái Bình là rất có nội tình, chẳng lẽ nói Tất Bằng. Lại đi sâu suy nghĩ, không khỏi áy náy kinh hãi, nếu thật theo như cách làm của Mai Thái Bình, giữa hắn và Phó Tiên Phong, sẽ trở về lại thế đối địch giống như khi còn ở quận Hạ Mã. Chương 1310, điểm tới hạn. Nghe nói Phó Thị trưởng thành phố Thần Đông Trần Công Phương vì sự cố cầu Thần Đông bị sập, mà bị ủy ban kỷ luật bắt giam có phải không? Mai Thái Bình lại biết rõ rồi còn hỏi một câu. Hạ Tưởng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng đảo một vòng, trong lòng không yên. Xung quanh việc bổ nhiệm thị trưởng Tương Giang, đấu tranh chính trị không những mở rộng hơn, mà có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mấu chốt vấn đề trước mắt là ở giữa nhà họ Mai và nhà họ Phó, cần phải chọn một. Mai Thái Bình điều kiện rất tốt, có rất nhiều lợi ích đối với kế hoạch lớn của Hạ Tưởng. Nhưng có một điều là, một khi ra con bài này thì giữa hắn và Phó Tiên Phong dường như sẽ không còn có cơ hội hợp tác lại nữa. Đây là một bước vô cùng quan trọng. Không ngờ, đến tỉnh Tương chưa được nửa năm thì đã phải đối diện với sự chọn lựa quan trọng như thế, thế cục đến thật nhanh và mạnh mẽ, đều vượt ra ngoài tầm dự đoán ban đầu của Hạ Tưởng. Chỉ trầm ngâm một lát, Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, chẳng những ánh mắt nhìn xa xôi hơn nữa còn làm rất dứt khoát thỏa đáng. Hắn thầm than một tiếng, cũng không thể trách hắn đoạn tuyệt quan hệ được. Phó Tiên Phong dù là đi đến bước nào thì cũng khó tránh được nhân tố không an toàn của việc đầu cơ và mạo hiểm trong tính cách. Phó Tiên Phong đến gần cầu đường tỉnh Tương, muốn mượn thế lực đằng sau cầu đường tỉnh Tương để chống lại Trịnh Thịnh, để tiện thể lấy được quyền uy nên có của một chủ tịch tỉnh. Cách làm thì không thể dị nghị được nhưng vẫn là quá hợm hĩnh, quá cấp tiến. Hạ Tưởng rốt cục đáp lại câu hỏi của Mai Thái Bình. Vấn đề lớn nhất của Trần Công Phương không phải là vấn đề cầu Thần Đông mà là vấn đề nghiêm trọng, tham ô nhiều nhà cửa và nhiều vợ của ông ta. Trần Công Phương chỉ là một phó thị trưởng bình thường, anh ta chỉ là một con tép. Mai Thái Bình hiểu ý liền mỉm cười, biết Hạ Tưởng tiếp chiêu rồi đây. Vấn đề cầu Thần Đông bị sập nghiêm trọng như thế, nếu như mà là ở tỉnh sở thì ít nhất cũng phải lôi ra đến 5-6 ông quan tham. Ngày xưa có cái vụ chiến tranh Tương Phản chỉ là vì một cán bộ cấp huyện mua quan không thành, tiền mất tật mang nên phẫn nộ nêu ra danh sách 7 tham quan cấp sở, từ bí thư thành ủy đến bí thư huyện ủy đều bị diệt hết. Mai Thái Bình chỉ nói đến đó, ông ta là chủ tịch tỉnh sở, không nên có nhiều lời bình về chính trị của tỉnh Tương. Nhưng ngụ ý của ông ta rất rõ ràng, đó là ngầm trào phúng sự tham nhũng, quan lại bao che cho nhau ở tỉnh Tương. Nhưng có một ám thị khác càng rõ ràng hơn chính là muốn Hạ Tưởng coi sự cố cầu Thần Đông bị sập là một cơ hội lớn, có thể đánh một trận chiến Thần Đông, ở thành phố Thần Đông, dưới sự phản ứng liên hoàn, lan đến thế cục của toàn bộ tỉnh Tương, thì càng có nhiều thu hoạch. Hạ Tưởng trong lòng không nói gì, Mai Thái Bình là muốn tặng hắn một món quà lớn, nhưng đáp lại, hắn cũng phải trả lại bằng một cái giá xa xỉ. Nhưng những chuyện trên chính trị thì đều là như thế. Có được thì ắt phải mất cái gì đó, phải lựa chọn. Hạ Tưởng liền hạ quyết tâm, mở miệng nói. Trà long tỉnh hôm nay ngon quá, có thể tặng tôi một chút được không? Mai Hiểu Lâm vốn đang ngồi ở một bên, không nói năng gì. Ánh mắt không ngừng nhảy nhót, có lúc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Có lúc nhìn Hạ Tưởng, nhưng ánh mắt không ngừng chớp, biểu hiện sự bất an mãnh liệt trong nội tâm. Quả thật Mai Hiểu Lâm đầu tiên là một người phụ nữ. Bởi vậy cô khát vọng sự ủng hộ của Hạ Tưởng.
Thứ hai là vì cô là người trong chốn quan trường nên cũng muốn lập trường của Hạ Tưởng có thể nghiêng về phía mình, lại thêm tình cảm phức tạp mà cô dành cho Hạ Tưởng nữa. Thế nên lập trường của Hạ Tưởng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cô. Không chỉ là tiền đồ mà trong lòng còn có một tình cảm khó nói. Về công về tư, Mai Hiểu Lâm trong lòng muôn vàn lời nói nhưng lại khó mở lời. Cô sợ rằng có nói cũng là thất vọng, càng muốn chính tai mình nghe được Hạ Tưởng nói ra hy vọng. Bao năm nay, cô chưa từng có cảm giác đứng ngồi không yên, lo được lo mất như ngày hôm nay. Mãi cho đến khi Hạ Tưởng nói muốn trà thì trong lòng Mai Hiểu Lâm mới thấy thoải mái, cảm giác có một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng thấy. Đáng lý ra cô rèn luyện trong chốn quan trường bao nhiêu năm thì không nên mất phong độ như thế. Nhưng khi Hạ Tưởng vừa nói xong thì cô vội vàng đáp lời. Trà Long Tỉnh là siêu tấp của tôi còn có nửa cân, sẽ tặng cho anh. Mai Thái Bình nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu, ha hả cười. Hiểu Lâm, cháu vừa đồng ý cho tôi trà mà. Sao bây giờ lại nói lời thứ hai vậy? Phải thương lượng với chú một chút rồi mới tặng cho Hạ Tưởng chứ. Vừa là ám chỉ Mai Hiểu Lâm quá mức vội vàng, lại chỉ trích Mai Hiểu Lâm không nên mất kiềm chế như vậy. Cho dù là ích lợi có lớn đến đâu thì cũng phải tỏ ra kiêu ngạo một chút. Dù sao thì mình đang ở chốn quan trường cơ mà. Sao lại dễ để thất thố như vậy được? Mai Hiểu Lâm vẫn rất vui sướng, không để ý gì nhiều. Cô khẽ cười nói. Chú, Hạ Tưởng cũng không phải người ngoài, đâu cần chú ý nhiều đến vậy chứ. Mai Thái Bình trong lòng thở dài một tiếng, cũng chính là Hạ Tưởng. Chứ nếu như là người khác thì cuộc gặp mặt hôm nay khó mà nói tốt hay xấu. Nhưng ông ta vẫn nhắc nhở Mai Hiểu Lâm một tiếng. Có phải là người ngoài hay không? Nhưng ở bên ngoài thì vẫn phải gọi là chủ nhiệm Hạ, không thể trực tiếp gọi tên. Hạ Tưởng cười, biết rằng Mai Thái Bình cẩn thận hơn trước rất nhiều rồi, cũng khiêm tốn rất nhiều. Của nhiên người ta chức cao thì tính cách cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Ngày hôm sau, Mai Thái Bình lại ở lại Tỉnh Tương một ngày và gặp Trịnh Thịnh. Buổi chiều cùng ngày ông ta liền quay về tỉnh sở, lần này tới phỏng vấn, ký kết hiệp định tổng quát. Nhưng có phải là lời hứa suông hay không? Về sau có thể thật sự được thực hiện hay không thì còn chưa biết. Trà của Mai Hiểu Lâm, tối hôm qua đã được đặt trước mặt Hạ Tưởng. Trà quả nhiên không tồi, lại có cả bản hướng dẫn kèm theo. Điều càng ý vị là Hạ Tưởng ngồi đến gần nửa đêm, cuối cùng mới trịnh trọng pha một tách trà đậm, chậm rãi thưởng thức mấy ngụm. Mai Thái Bình vừa rời khỏi Tỉnh Tương thì Hạ Tưởng liền đến ngay văn phòng của Phó Tiên Phong. Cũng là Hạ Tưởng lần đầu tiên chủ động đến văn phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh. Phó Tiên Phong nhiệt tình hoan nghênh Hạ Tưởng, tự mình đứng dậy đón chào, còn kéo tay Hạ Tưởng vào văn phòng. Lúc ấy cửa không đóng khiến cho không ít người thấy được mối quan hệ thân mật giữa Chủ tịch tỉnh và chủ nhiệm Hạ. Chỉ là trong lòng Hạ Tưởng có điều chưa rõ chính là, diễn trò nữa thì cũng không che giấu được sự phân nhánh ngày càng nghiêm trọng giữa hắn và Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong tự mình pha một tách trà đưa cho Hạ Tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nào, thử nếm xem, trà xanh mưa đầu mùa, bích loa xuân, hương vị thanh nhã, vị đọng lại lâu, rất hợp với anh. Hạ Tưởng đón lấy chén trà, cũng không khách khí gì nhiều, liền uống luôn một ngụm. Trà ngon thật, Chủ tịch tỉnh Phó thích trà bích loa xuân. Phó Tiên Phong gật đầu. Tôi nghe Tiên Tiên nói, anh cũng thích uống bích loa xuân. Hạ Tưởng ha hả cười. Tôi thích nhất là Long Tỉnh. Lời này vừa nói ra. Phó Tiên Phong sắc mặt hơi thay đổi nhưng lập tức lại như vẻ ban đầu. Ông ta nhẹ nhàng đóng cửa, không mượn trà để nói chuyện. Mà là trực tiếp đi vào chuyện chính luôn. Chủ nhiệm Hạ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn cho rằng đồng chí Tất Bằng thích hợp làm thị trưởng thành phố Tương Giang nhất. Ý như vậy có nghĩa là không cần phải thương lượng nữa rồi. Hạ Tưởng cũng là hơi hơi thất vọng, tâm cơ của Phó Tiên Phong mạnh cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là tâm lý đầu cơ của ông ta quá nặng nề. Chuyện gì cũng muốn đầu cơ, chuyện gì cũng coi lợi ích cá nhân là điểm xuất phát, liền già néo đứt dây. Tôi sẽ phản đối việc đề cử Tất Bằng. Hạ Tưởng cũng không vòng vo mà nói thẳng ra quyết định của mình. Phó Tiên Phong cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng không sao, ai cũng có suy nghĩ riêng, lý lẽ riêng của mình. Cuối cùng vẫn là thiểu số phải phục tùng đa số thôi. Ông ta nói rất thản nhiên. Kỳ thật điều mà ông ta muốn ám chỉ một cách mạnh mẽ chính là, sẽ so cao thấp ở hội nghị thường vụ.
Một ý ngầm khác nữa là ông ta đã có được sự ủng hộ của đông đảo ủy viên thường vụ. Phó Chủ tịch tỉnh. Hạ Tường khuyên Phó Tiên Phong một câu. Chủ tịch tỉnh Mai rất có thành ý, có cần suy nghĩ lại không? Phó Tiên Phong đánh câu giọng quan. Bí thư Hạ, anh cũng biết cách đối nhân xử thế của tôi, công tư rõ ràng. Mai Hiểu Lâm quả thật là cháu gái của tôi nhưng dù sao thì kinh nghiệm còn non trẻ, khó mà khiến kẻ dưới phục tùng được. Hơn nữa tôi cũng là vì nghĩ cho sự trưởng thành của nó nên mới làm vậy. Với cương vị là phó giám đốc sở rèn luyện thêm 2 năm nữa thì mới có lợi cho nó. Lời nói này nói rất miễn cưỡng, chẳng có chút trình độ gì cả. Hạ Tường liền biết rằng Phó Tiên Phong đã mất đi sự kiên nhẫn. Không cần biết xuất phát điểm của Phó Tiên Phong là gì, thì hắn cũng biết rằng giữa hắn và Phó Tiên Phong như vậy là đã mất hết khả năng để bắt tay nhau rồi. Hạ Tường tuân theo nguyên tắc, dễ nói, dễ tan, liền đứng dậy bắt tay Phó Tiên Phong. Cứ thế cáo từ, Phó Tiên Phong còn đưa hắn tới cửa, vẫn rất lễ độ như thường. Hạ Tường cười gật đầu với Phó Tiên Phong một cái, rồi xoay người bước đi. Vừa mới đi được 2 bước thì bỗng nhiên đứng lại, quay lại nói một câu rất tùy ý. Chủ tịch tỉnh Phó, tôi đề nghị Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc cầu đường tỉnh Tương của đường Gia Thiếu, để tránh đến lúc đó sẽ bị động. Lại ngừng một chút, nói thêm một câu. Chỉ là kiến nghị thôi, mong Chủ tịch tỉnh Phó tham khảo. Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước có miễn chức của một lãnh đạo xí nghiệp cấp cục hay không, thì không cần kinh động đến Chủ tịch tỉnh. Nhưng Hạ Tường vẫn nói trước mặt Chủ tịch tỉnh, có ý nhấn mạnh nội dung. Hơn nữa còn rất có thiện ý nhắc nhở đến việc để tránh sự đề nghị bị động. Cách nói rất huyền chuyển, thực sự là ẩn chứa sự sắc bén bên trong. Rất rõ ràng, Ủy ban kỷ luật nắm giữ chứng cứ của đường Gia Thiếu. Nói cơ không chừng phải ra tay với đường Gia Thiếu rồi. Nếu như Ủy ban kỷ luật trực tiếp bắt lấy đường Gia Thiếu, rồi lại dẫn ra một số sự kiện đường Gia Thiếu đánh người trước đây, sự thực là Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước luôn không thể hiện thái độ. Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không phải bị động mà là rất bị động. Chắc là sẽ bị giới truyền thông chĩa ngòi bút vào. Phó Tiên Phong sắc mặt phút chốc trở nên cực kém. Hạ Tường với thủ đoạn kim trong bọc, lại một lần nữa khiến cho vết thương trong lòng ông ta lại ngầm nhói đau. Lúc đó lại dường như nghe thấy tiếng động của nước sông Hạ Mã tuôn chảy. Giữa ông ta và Hạ Tường thật sự phải càng lúc càng xa rồi sao? Phó Tiên Phong, người từng mấy lần lĩnh giáo thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng thủ của Hạ Tường, nhất thời như có cảm giác mất mát, đứng ở cửa phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, hồi lâu mà vẫn không động đậy chút nào. 2 ngày sau, lại mời dự họp hội nghị bí thư, nhất trí quyết định người sẽ ứng cử thành ủy Tương Giang. Danh sách đề cử có Mai Hiểu Lâm và Tất Bằng, chính thức đưa lên hội nghị thường vụ tiến hành biểu quyết. Lần này hội nghị bí thư có tình hình cụ thể như thế nào, Hạ Tường còn chưa rõ. Bởi vì hắn có việc không tham gia được. Là một hội nghị thường vụ bổ nhiệm nhân sự trọng yếu, hội nghị vừa mở ra thì liền vô cùng trang nghiêm. Tất cả các ủy viên thường vụ đều đến sớm và đầy đủ. Họ túm năm tụm ba, châu đầu vào nhau, nhỏ giọng thảo luận và trao đổi ý kiến. Hạ Tường ngồi ở vị trí số 4, sắc mặt trầm tính, trong tay cầm tài liệu, thỉnh thoảng lại lật đi lật lại. Hắn không trao đổi với ai. Chỉ là khi mới vào thì có gật đầu với Lương Hạ Ninh một cái. Hội nghị thường vụ hôm nay sẽ là một lần kiểm duyệt thế cục của tỉnh Tương, cũng là lần đầu tiên diễn thử cuộc thanh trừ, từ sau khi Phó Tiên Phong đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh và Hạ Tường đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, sẽ đem đến ảnh hưởng sâu xa cho thế cục sau này của tỉnh Tương. Trịnh Thịnh là người cuối cùng bước vào hội trường, bước đi của ông ta vững vàng. Sau khi đã ngồi yên vị, ánh mắt nhìn xung quanh mọi người một lần rồi trịnh trọng nói. Bây giờ bắt đầu họp. Chương 1311, trận chiến chính diện. Phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương, 13 ủy viên thường vụ đã đến đông đủ, không ai vắng mặt. 13 người theo thứ tự là Bí thư tỉnh ủy Trịnh Thịnh, Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Tường, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hồ Định, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công an Dương Hằng Dịch, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh, Trưởng ban Thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, Bí thư thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên, Trưởng ban Tuyên giáo Tạ Tín Tài, Trưởng ban Vu Thủ Thành và Tư lệnh quân khu Trương Hiểu. Đề tài thảo luận chủ yếu của ngày hôm nay là đề danh ứng cử viên cho thị trưởng thành phố Tương Giang. Ánh mắt Trịnh Thịnh lướt qua mỗi người lại dường như rất trống rỗng.
ai cũng không nằm trong mắt của ông ta. Trình độ của lãnh đạo chính là thể hiện ở ánh mắt. Vừa thân thiết vừa xa cách. Có hai người được đề cử. Một người là phó thị trưởng thường trực thành phố Tương Giang, đồng chí Mai Hiểu Lâm và một là phó thị trưởng thường trực thành phố Thần Đông đồng chí Tất Bằng. Dưới đây là tình hình cụ thể của hai đồng chí sẽ do đồng chí Lương Hạ Ninh báo cáo với mọi người. Ánh mắt Hạ Tưởng chợt lướt qua mặt của Diệp Thiên Nam. Lần trước Diệp Thiên Nam đề cử Từ Tấn lên phó bí thư thành ủy Tương Giang, sau khi chính thức đệ trình đến hội nghị thường vụ, thì không có câu dưới. Từ đó có thể thấy Diệp Thiên Nam biết xem xét thời thếm từ bỏ Từ Tấn. Nếu như không ngoài dự liệu của Hạ Tưởng, nhất định sẽ dốc sức ủng hộ Tất Bằng người mà Phó Tiên Phong đề cử. Cũng chứng minh một điều rằng, giữa Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong đã có sự bắt tay hợp tác rồi. Hơn nữa sự hợp tác lại rất mạnh mẽ. Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong đã đạt đến nhận thức chung, chắc chắn là có sự giao dịch mà người ngoài không biết được. Bỏ Từ Tấn mà ủng hộ Tất Bằng, thế lực giữa Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong có cái khí thế được ăn cả ngã về không? Tình thế, vô cùng ác liệt. Phó Tiên Phong quả thật có ánh mắt sắc bén. Riêng về Diệp Thiên Nam, có thực lực hơn nữa thì cũng không thể chống lại Trịnh Thịnh. Dù sao thì Trịnh Thịnh cũng là nhân vật số một, nhưng nếu như có sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch tỉnh và Phó Bí thư tỉnh ủy liên hợp với nhau thì sẽ là một sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu như lại có sự ủng hộ của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, thì Trịnh Thịnh với quyền uy của tỉnh ủy cũng không thể đối phó lại với thế lực phản đối lớn mạnh đó. Diệp Thiên Nam luôn luôn là vẻ mặt lãnh đạo lão thành, ung dung thản nhiên ngồi ở ghế số 3, ánh mắt nhạt nhòa chẳng có tiêu điểm, vẻ mặt cũng khiến người ta khó đoán ra tâm trạng. Còn Phó Tiên Phong thì trấn tĩnh tự nhiên, thái độ không cao không thấp, mặt ngẩng cao, rất phù hợp với tác phong của nhân vật số 2. Vẻ mặt ông ta ôn hòa, ánh mắt đảo qua từng người, cứ như là đang kiểm duyệt từng người vậy. Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng ánh mắt hai người nhìn nhau rồi lại nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Từ sự chớp động và nhảy nhót trong ánh mắt của ông ta, Hạ Tưởng nghĩ thầm có lẽ Chủ tịch tỉnh Phó đã hối hận vì việc cho hắn đến tỉnh Tương rồi. Bởi vì vị trí ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh của hắn, không những không thể giúp được gì cho ông ta mà ngược lại lại có khả năng trở thành bên thù địch của ông ta. Thế sự khó đoán, Phó Tiên Phong tính toán thất bại, chắc là trong lòng cũng có sự bất bình, tức giận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên thực tế hắn có thể đến tỉnh Tương thì Phó Tiên Phong cũng chỉ là một người dẫn dắt mà thôi, người thực sự đóng vai trò quyết định vẫn là của ông cụ Ngô. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng không thẹn với lương tâm mình, lúc ấy hắn chưa từng trả lời rõ ràng sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Phó Tiên Phong, cũng không có hứa hẹn làm bất cứ chuyện gì. Chuyện về chính trị vốn là thay đổi bất ngờ, ai nấy có lập trường riêng, nguyên tắc riêng. Hạ Tưởng cũng sớm chỉ biết rằng giữa hắn và Phó Tiên Phong, chung quy không phải người cùng đi trên một đường. Sau đó, Lương Hạ Ninh liền nói về lý lịch của Mai Hiểu Lâm và Tất Bằng, cùng sự khảo hạch của ban tổ chức cán bộ, còn có cả ý kiến đồn đại v.v. Cả hai đều được giới thiệu một cách tỉ mỉ. Cũng may, Lương Ninh Hạ vẫn có nhiều khuynh hướng thiên về Mai Hiểu Lâm. Trong lời bình của anh ra có chút hơi đè nén Tất Bằng xuống. Lập trường khuynh hướng của Lương Hạ Ninh cũng là kết quả của việc Hạ Tưởng đã trao đổi thông tin trước đó. Lương Hạ Ninh quả thật nên giữ khoảng cách hợp lý với Trịnh Thịnh. Nhưng anh ta khi ở trong trường Trung ương Đảng thì cũng đã kết bạn với Hạ Tưởng, lại rất có cảm tình tốt với Hạ Tưởng. Lại thêm chuyện anh ta cũng quen biết Mai Hiểu Lâm nên anh ta vui vẻ thuận nước dong thuyền. Đó chính là việc vừa mang lại thể diện cho Hạ Tưởng, vừa bán ân tình cho Trịnh Thịnh. Trưởng ban tổ chức cán bộ thì vẫn nên có sự qua lại với tỉnh ủy nhiều một chút thì tốt hơn. Nếu không thì công tác rất khó tiến hành. Lương Hạ Ninh lên tiếng xong thì theo lệ thường xuống giọng mời các vị lãnh đạo phát biểu ý kiến quý báu. Trịnh Thịnh tỏ thái độ rất kiên quyết. Đồng chí Mai Hiểu Lâm luôn làm việc ở thành phố Tương Giang, rất quen thuộc với công tác của thành phố Tương Giang. Hơn nữa lại tuổi trẻ, học thức cao, lại là nữ. Trong việc cất nhắc cán bộ trung ương luôn nhấn mạnh phương châm là phải suy nghĩ đến việc trẻ hóa cán bộ, học thức cao và có khuynh hướng nghiêng về cán bộ nữ. Việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Tương Giang đại diện cho thị trưởng trong giai đoạn này là một quyết định vô cùng phù hợp. Thị trưởng phải do thành phố bổ nhiệm. Vì thế nên thông thường mà nói, cái mà hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu chính là sự bổ nhiệm đối với phó bí thư thành ủy của Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên đảng chính không phân biệt. Ai cũng biết rõ rằng người nhậm chức phó đầu, thì tất sẽ phải là người ứng cử của thị trưởng rồi. Trịnh Thịnh lý do rất đầy đủ, hơn nữa thái độ rất kiên định,
Bình thường mà nói, là nhân vật số một khi thể hiện thái độ đầu tiên sẽ không nói ra khuynh hướng một cách rõ ràng, bởi vì ở cương vị làm quan phổ biến như ngày hôm nay, thái độ của nhân vật số một đều đã xác định rồi. Những người ở dưới dù cho là có ý kiến phản đối thì ai dám mở miệng ra nói đây? Cho dù nhân vật số một có khuynh hướng thì cũng nên ám thị ngầm mới đúng. Đằng này lại trực tiếp kiên quyết hơn nữa, rất rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Mai Hiểu Lâm. Về vẻ bề ngoài thì là hội nghị thường vụ dân chủ. Nhưng trên thực tế vẫn là chế độ tập trung dân chủ. Hạ Tưởng nhìn ra manh mối, điều mà Trịnh Thịnh muốn không phải là cho người khác chơi đùa. Bởi vì tình thế ác liệt, Chủ tịch tỉnh và Phó tỉnh ủy liên kết, uy lực vô cùng lớn, có khả năng thao túng hội nghị thường vụ. Bởi vậy Trịnh Thịnh phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Phó Tiên Phong cười rất hiền hòa, lại còn phất tay đầy ẩn ý, dường như là muốn tản đi giọng điệu chân thật đáng tin của Trịnh Thịnh đi vậy. Cách nói của Bí thư Trịnh rất có giá trị tham khảo. Trẻ hóa cán bộ, bằng cấp cao hóa cũng quả thật là một xu thế. Bí thư Trịnh nhìn xa trông rộng, có cái nhìn rộng mở và toàn diện, thực sự đáng để cho chúng ta học tập và suy nghĩ. Phó Tiên Phong cũng thành thục hơn trước nhiều. Đầu tiên là khẳng định bài phát biểu của Trịnh Thịnh, dù sao thì uy quyền của nhân vật số 1 thì cũng phải giữ gìn. Nhưng nhân vật số 2 không phải là cấp dưới của nhân vật số 1, cũng có quyền nói ra tiếng nói của mình. Cả nước không phải là một bàn cờ, phải tùy vào tình hình cụ thể để phân tích, cụ thể là ở thành phố Tương Giang. Mấy năm gần đây sự phát triển của thành phố Tương Giang có chút chậm chạp, vốn là một thành phố thuộc tỉnh nhưng tốc độ phát triển vẫn không nhanh bằng thành phố Thần Đông. Nguyên nhân là do đâu? Tôi nghĩ các đồng chí đều nên đi sâu suy nghĩ, có phải chăng là về phương diện dùng người đang có vấn đề? Phó Tiên Phong dừng lại một lúc, uống một ngụm nước cho mát họng rồi lại nhìn xung quanh bốn phía. Đồng chí Thất Bằng trong khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực ở thành phố Thần Đông thì việc kiến thiết thị chính Thần Đông, vệ sinh môi trường của thành phố đều có sự tiến bộ lớn. Hiện tại thành phố Tương Giang ở bộ mặt thành phố và kiến thiết thị chính đã lạc hậu rồi, chính là lúc cần nhân vật số một chính phủ có ý nghĩ khai phá đến chủ quản. Ông ta nhẹ nhàng đậy nắp tách trà lại. Lời phát biểu của tôi đã hết, mời các đồng chí phát biểu ý kiến. Không thể không thừa nhận, lời phát biểu của Phó Tiên Phong càng có tính kích động và cổ động hơn so với phát ngôn của Trịnh Thịnh, cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm khâm phục Phó Tiên Phong. Con người này quả nhiên xảo trá thâm sâu, cũng có một mặt rất phức tạp khó đoán. Phó Tiên Phong vừa nói xong, hội trường liền có tiếng nghị luận nho nhỏ. Trịnh Thịnh vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút như co rút, vẫn không tránh ánh nhìn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền biết rằng, Phó Tiên Phong đã khiến Trịnh Thịnh cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng. Kỳ thật cũng không phải Phó Tiên Phong có nhiều thủ đoạn, mới đến Tình Tương thì đã có thể khiêu chiến quyền uy của Trịnh Thịnh, mà Phó Tiên Phong chính là một khách đầu cơ chính trị. Ông ta nhìn rõ được sức mạnh khổng lồ của phái Diệp Thiên Nam. Vì muốn đứng vững, bảo hổ lột da mới có thực lực như hiện tại. Nói lời không hay thì chính là uống rượu độc giải khát. Hạ Tưởng thậm chí cho rằng cách làm của Phó Tiên Phong có xu hướng phát triển theo kiểu chính trị lưu manh. Diệp Thiên Nam sắc mặt thâm trầm, càng khiến người ta khó nắm bắt hơn cả sự thâm sâu của Phó Tiên Phong kia. Ông ta theo thói quen cầm một cây bút trong tay phải, nói. Thực sự tôi cũng khá là tán thành việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm. Dù sao thì như thế có lợi cho tính lâu dài trong các hạng mục công tác của tỉnh Tương. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tổng hợp so sánh lại thì hiện tại thành phố Tương Giang vẫn có chút bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên cần bổ sung những cán bộ đảng viên có tinh thần khai phá vào. Vì thế nên mới nói đồng chí Tất Bằng nếu như có thể đến Tương Giang công tác thì có thể đem đến làn gió mới cho Tương Giang. Diệp Thiên Nam nói vừa xong, Cổ Kiến Hiên khóe miệng khẽ động. Ông ta là bí thư thành ủy thành phố Tương Giang, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Diệp Thiên Nam ở hội nghị thường vụ khoa tay múa chân vào các hạng mục công tác của Tương Giang thì cũng kéo theo ông ta, khiến ông ta rất không vui. Kỳ thật với trí tuệ chính trị của Diệp Thiên Nam thì sẽ không vượt ngưỡng. Nhưng ông ta cố ý nói sự yêu cầu của chính trị thì lại đánh vào Cổ Kiến Hiên, ám thị rằng chức bí thư thành ủy của Cổ Kiến Hiên làm cũng không xứng đáng lắm. Diệp Thiên Nam lên tiếng. Có không ít người nghe ra được sự ăn ý được trong đó. Vừa nãy Phó Tiên Phong nhắc tới, ý nghĩ khai phá, thì anh ta liền nhắc đến tinh thần khai phá. Nói như thế là muốn có sự thay đổi trên phương diện khai phá. Cái từ khai phá nói ra, vốn không có một cách nói chính xác nào, khai phá là gì cơ chứ?
dứt khoát hẳn hoi được gọi là khai phá, nhưng cũng có thể gọi là khinh suất, mãnh liệt gọi là khai phá nhưng cũng có thể được gọi là mua danh chuộc tiếng. Những chuyện trên chính trị, một khái niệm có vô số cách giải thích. Kế tiếp, đến Hạ Tưởng lên tiếng. Hạ Tưởng đến Tỉnh Tương mới được một thời gian ngắn, phân lượng phát ngôn ở hội nghị thường vụ không lớn lắm. Bởi vì uy danh của hắn vẫn chưa thành lập, nhưng vì thân phận đặc thù của mình, hắn là người trẻ nhất. Cho nên mỗi lần phát ngôn đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Hạ Tưởng còn chưa nói gì thì đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Cũng may Hạ Tưởng đã thích ứng với việc bị người khác nhìn chăm chú. Bất kể là ánh mắt tốt hay ánh mắt đầy ý châm chọc thì hắn cũng coi như không thấy, chỉ cười nói. Đồng chí Mai Hiểu Lâm đã từng là cộng sự của tôi khi ở huyện An tỉnh Yến. Với năng lực làm việc và con người của cô ấy, tôi coi như cũng có quyền phát ngôn nhất định. Suy nghĩ của cá nhân tôi thì năng lực làm việc của đồng chí Mai Hiểu Lâm rất mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm những cương vị công tác quan trọng hơn. Hạ Tưởng toàn diện khẳng định Mai Hiểu Lâm, đây chính là điều mọi người đã sớm dự liệu được. Cho nên chẳng lấy làm lạ, điều tất cả mọi người đang chú ý là sự đánh giá của hắn đối với Tất Bằng. Hạ Tưởng cũng không khiến mọi người đợi lâu, ngay sau đó liền nói. Về phần tình hình của đồng chí Tất Bằng, tôi cũng hiểu rất nhiều. Ý của Ủy ban kỷ luật là đồng chí Tất Bằng không thích hợp đảm nhiệm phó thành ủy thành phố Tương Giang. Hạ Tưởng vừa thốt lên xong, Phó Tiên Phong không còn là vẻ mặt thâm sâu nữa mà là vẻ mặt biến sắc. Chương 1312, tuồng lớn chiêng trống rùm beng. Hạ Tưởng thật sự muốn không tiếc một trận sao? Mắt Phó Tiên Phong hơi khép lại, có ý độc địa nhìn lên vẻ mặt trẻ trung tinh thần phấn chấn của Hạ Tưởng. Không sai, đầy tinh thần phấn chấn, hay nói cách khác cũng là ý chiến đấu, là cái ý chí chiến đấu hừng hực không nhượng bộ. Hạ Tưởng ra tay rồi, hơn nữa còn là ra tay rất độc. Không chỉ có Phó Tiên Phong nghe ra được sự ám chỉ mạnh mẽ trong lời nói của Hạ Tưởng, mà tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy. Bởi vì khi Hạ Tưởng nhắc đến Mai Hiểu Lâm thì dùng thân phận cá nhân để thể hiện sự đồng tình. Còn khi nói đến Tất Bằng thì lại nói là, suy nghĩ của Ủy ban kỷ luật. Ý tứ hàm xúc trong đó không nói ra cũng hiểu, chính là đang đưa ra một thông tin ý vị sâu xa. Diệp Thiên Nam sắc mặt cũng thay đổi. Tuy là sắc mặt hơi có chút thay đổi, nhưng có thể khiến cho ông ta vốn là vẻ mặt dưng dửng có sự thay đổi, có thể thấy được lời nói của Hạ Tưởng, đã mang đến sự xúc động lớn lao cho ông ta. Hạ Tưởng vừa dứt lời, hội trường lập tức liền vang lên tiếng nghị luận. Tiếng nghị luận lần này còn náo nhiệt hơn so với tiếng nghị luận sau bài phát biểu của Phó Tiên Phong. Trịnh Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó là bình tĩnh, ung dung. Dường như còn có nụ cười ẩn hiện trong đó. Lời nói của Bí Thư Hạ là có ý gì? Có thể nói rõ ra được không? Phó Tiên Phong tức giận, thật giống như trong dự đoán. Ông ta mãnh liệt thốt lên, cướp cả lời của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hồ Định. Chủ tịch tỉnh Phó đang chất vấn tôi sao? Hạ Tưởng nhẹ nhàng đáp lại một câu, không hề hấn gì với lời nói đầy khí thế của Phó Tiên Phong. Cũng đúng, hắn và Phó Tiên Phong đọ nhau mấy lần. Tuy trong đó nguy hiểm muôn phần, nhưng vẫn là cười đến cuối cùng. Bất kể là về tâm lý hay về chức vụ thì hiện tại Phó Tiên Phong với hắn đều không còn có sức uy hiếp và sự trói buộc gì lớn. Có lẽ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khác thì sẽ nhượng bộ chủ tịch tỉnh vài phần nhưng Hạ Tưởng thì không như vậy. Bí thư Hạ hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình cụ thể. Phó Tiên Phong bị Hạ Tưởng phản bác ngay trước mặt, thì liền biết vừa nãy giọng điệu của mình hơi quá nên liền vội vàng thay đổi. Có một số tình hình không thể nói quá rõ ràng được. Xin chủ tịch tỉnh Phó bỏ qua cho. Thái độ của Hạ Tưởng cũng dịu đi hẳn. Đều là người trong chốn quan trường, chuyện đó là bình thường. Vẫn là điều tôi vừa nói, Ủy ban kỷ luật cho rằng đồng chí Tất Bằng không phù hợp đảm nhiệm chức vụ mới trong giai đoạn này. Sự ám thị lúc này càng rõ ràng hơn, đều là người đã chìm nổi trong chốn quan trường mấy chục năm, ai mà không biết hậu quả nghiêm trọng trong lời nói của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật là gì. Trò đùa lớn hơn rồi, ứng cử viên mà chủ tịch tỉnh đề cử bị chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật trực tiếp cho rớt. Hơn nữa lại là bị cho rớt ngay tại hội nghị thường vụ. Điều này quả là mất mặt. Chủ tịch tỉnh Phó muốn mượn hội nghị thường vụ lần này để dương oai, e rằng thất bại thảm hại. Phó Tiên Phong sắc mặt bất định, trong nháy mắt cơn hận Hạ Tưởng dâng lên đến mức cao trào chưa từng có. Đối lập của thành phố Yến, sự quyết chiến ở quận Hạ Mã,
sự trầm luân của Bạch Chiến Mặc, số tiền 10 tỷ cuốn trôi mất, cũng đều là vì Hạ Tưởng cả. Hiện tại Hạ Tưởng mới làm cộng sự với ông ta không lâu mà lại ra đòn mạnh, đả kích ông ta ngay trước mặt mọi người. Còn đâu là thể diện nữa chứ? Quyền uy của chủ tịch tỉnh như ông ta còn đâu cơ chứ? Lúc này Phó Tiên Phong rốt cục hiểu được rằng việc Hạ Tưởng đến tỉnh Tương không phải là hỗ trợ cho ông ta mà là khắc tinh của ông ta. Cách nói của chủ nhiệm Hạ có chỗ đáng để thương thảo. Tôi cho rằng cuộc biểu quyết hôm nay vẫn phải tiếp tục. Hội nghị thường vụ chính là nói ra những suy nghĩ của mình. Có phải thế không Bí Thư Trịnh? Phó Tiên Phong kìm nén lửa giận trong lòng, không chịu nhận thua, quyết cưỡng ép thông qua việc đề cử Tất Bằng. Hạ Tưởng chỉ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, không có quyền điều tra đối với các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây. Dù là điều tra ra Tất Bằng thực sự có chuyện thì cũng phải thông qua việc bổ nhiệm mới có thể ngăn cản được Mai Hiểu Lâm nhậm chức. Chỉ cần Mai Hiểu Lâm không thể nhậm chức thuận lợi thì cũng sẽ không thua toàn bộ. Phó Tiên Phong cũng phải được ăn cả ngã về không? Trịnh Thịnh gật gật đầu. Đồng chí Tiên Phong nói đúng, bên dưới có thể tiếp tục phát ngôn. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nhắc nhở các đồng chí một chút. Chuyện khá là phức tạp nên các vị nên thận trọng suy nghĩ rồi hãy quyết định. Trịnh Thịnh ở mặt ngoài thuận theo đề nghị của Phó Tiên Phong, nhưng trên thực tế ý ngoài lời vẫn là đập một hồi chuông cảnh báo đối với mọi người đang ngồi đó. Diệp Thiên Nam vốn vẫn ngồi nghiêm chỉnh thì lúc này lại tựa lưng vào ghế, tay phải cầm bút di chuyển trên giấy. Những người quen với Diệp Thiên Nam đều biết, Diệp Thiên Nam rối loạn rồi. Diệp Thiên Nam được phân quản lý nhân sự, đương nhiên hiểu rõ trọng lượng của phát ngôn vừa rồi của Hạ Tưởng. Tuy hiện tại Trung ương không có văn kiện quy định vấn đề cất nhắc cán bộ. Nhưng chỗ thông minh của Hạ Tưởng là luôn trực tiếp trình bày ra trước hội nghị thường vụ. Chính là nói một cách rõ ràng với mọi người rằng Tất Bằng có vấn đề. Ủy ban kỷ luật đã bước đầu nắm giữ được chứng cớ cho nên không khuyến khích các đồng chí tán thành việc đề cử đối với ông ta. Trong tình huống này, nếu hội nghị thường vụ lại miễn cưỡng thông qua việc bổ nhiệm Tất Bằng thì Hạ Tưởng liền bắt được đằng chui. Lại nếu như thực sự khinh suất hơn nữa, khi Tất Bằng nhậm chức rồi lại cho ông ta rớt đài xuống thì chính là Phó Tiên Phong và ông ta bị đánh thẳng vào mặt, hay nói cách khác là mặt của các ủy viên thường vụ bỏ phiếu tán thành. Lại nếu như ủy ban kỷ luật thực sự có chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho chuyện lớn lên đến tận ủy ban kỷ luật Trung ương. Mà Trịnh Thịnh mượn cơ hội để giải thích với Trung ương về chuyện ở hội nghị thường vụ. Vậy thì chuyện của Tất Bằng làm càng lớn lên thì ý kiến của Trung ương đối với những ủy viên thường vụ tán thành sẽ càng lớn hơn. Về chính trị, chơi chính là quyền thuật, nhưng so ra thì ai có lý hơn ai? Trong trường hợp hậu đài ở phía sau mạnh mẽ như nhau, thì ai có quyền chủ động hơn, người đó càng hiên ngang lẫm liệt hơn, và người đó chính là người chiến thắng cuối cùng. Hiển nhiên, với tình thế trước mắt, Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng không sợ đập nồi dìm thuyền. Trịnh Thịnh cũng không sợ Tất Bằng được thông qua, bởi vì căn cứ theo nghiên cứu về Hạ Tưởng, thì hắn từ xưa đến nay không phải là người sợ chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ mượn cơ hội để sinh sự. Thật là phiền toái, thoái lui thì cố gắng trước đó đều chảy về Biển Đông. Để ủng hộ cho Tất Bằng, thậm chí đã phải từ bỏ Từ Tấn. Nhưng nếu như không thoái lui thì hiện tại đang là ở trong tình hình đâm lao phải theo lao. Ai mà biết được Hạ Tưởng nắm được bao nhiêu chứng cứ trong tay, là phô trương thanh thế hay là một đòn sấm sét đây. Diệp Thiên Nam tuy rằng ít tuổi hơn Phó Tiên Phong, cấp bậc thấp hơn Phó Tiên Phong. Nhưng góc độ suy nghĩ và tính phức tạp của vấn đề thì cũng không kém Phó Tiên Phong chút nào, thậm chí còn sâu sắc hơn Phó Tiên Phong vài phần. Cũng là nguyên nhân về tính cách, Diệp Thiên Nam bảo thủ hơn so với Phó Tiên Phong. Sự bảo thủ có nghĩa là chín chắn thận trọng, có nghĩa là mưu tính sâu xa. Còn trong tính cách của Phó Tiên Phong thì có quá nhiều nhân tố đầu cơ và rủi ro. Do đó, hai người tuy bước đầu bắt tay nhau nhưng sự khác biệt về tính cách thì không thể che giấu được. Rốt cuộc có nên thêm lời ám chỉ không? Khi Diệp Thiên Nam đang muốn nói thì đột nhiên phát hiện ánh mắt Phó Tiên Phong kiên định nhìn mình. Rõ ràng là đang ám thị cho ông ta đừng buông lỏng. Ông ta liền do dự. Vì do dự thì sẽ mất đi thời cơ nói tốt nhất. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hồ Định liền nói. Hồ Định cũng là người trong phái Diệp Thiên Nam, hơn nữa là chủ lực. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh cũng là nắm quyền lớn trong tay, rất có trọng lượng tại hội nghị thường vụ. Không cần phải nói, Hồ Định cũng đã sớm thống nhất với Diệp Thiên Nam. Chắc chắn là đang muốn ra sức ủng hộ Tất Bằng ở hội nghị thường vụ. Nhưng thay đổi bất ngờ, Hạ Tưởng đột nhiên tung ra sát khí lớn.
Tính cách của Hồ Định là cẩn thận có thừa. Bình thường không dám mạo hiểm nhưng đột nhiên liền cảm thấy hơi có chút trở tay không kịp. Sau khi đến phó tỉnh, ai cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Thà chờ một chút chứ không muốn liều lĩnh. Cái đạo lý này cũng như lái xe vậy. Người mới lái xe thì luôn muốn tả xung hữu đột, dường như giống một người lái rất cừ vậy. Nhưng sau khi thực sự có kinh nghiệm thì đã có thể lái xe một cách ổn định được rồi. Ánh mắt của Hồ Định chớp động, đã không tiếng động giao lưu với Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam. Ông ta hiểu được sự ám thị của Phó Tiên Phong, hiểu sai sự trần trừ của Diệp Thiên Nam, liền vẫn kiên định như cũ mà nói. Tôi tin tưởng rằng đồng chí Tất Bằng là một đồng chí tốt có nhiều năm kinh nghiệm và cũng đồng ý cho ông ta đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Tương Giang. Diệp Thiên Nam mí mắt nhảy lên khó hiểu, trong lòng không biết tại sao bỗng nhiên có một sự bất an. Nói không chừng Hạ Tưởng cũng có hy vọng có người tiếp tục ủng hộ Tất Bằng, hay nói cách khác, Hạ Tưởng là đang mượn cơ hội để thấy rõ được thế cục của toàn bộ tỉnh Tương. Kỳ thật sự lựa chọn buông tha cục diện lúc này chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ có điều, lúc này đã muộn. Chân mày của chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Giám đốc Sở Công an Dương Hằng Dịch và Dương Sa Nhi thật sự là có chỗ giống nhau. Dương Hằng Dịch lần trước từ sau khi cầm chìa khóa đi, thì không có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc với Hạ Tưởng. Dường như hoàn toàn quên mất chuyện này vậy, cũng khiến cho Hạ Tưởng âm thầm khâm phục Dương Hằng Dịch. Đương nhiên, có lẽ là Dương Hằng Dịch đã quen với việc xe của con gái mình bị đàn ông chạy đi chạy lại. Đừng nói là giám đốc sở công an, uy phong mạnh mẽ, ngay cả những người uy phong hơn cũng có điểm yếu, không quản lý được con gái mình thì cũng chẳng mất mặt gì lắm. Chỉ có điều Hạ Tưởng không dám đoán, cũng không biết Dương Hằng Dịch sẽ nghĩ như thế nào về chuyện giữa hắn và Dương Diêu Nhi có xảy ra chuyện gì chăng. Dương Hằng Dịch phát ngôn rất ngắn gọn nhưng lập trường lại khiến không ít người chấn động. Đồng chí Tất Bằng có năng lực hơn nữa, nhưng nếu như là có vấn đề mà chưa điều tra, thì vẫn là nên hoãn việc đề cử thì hay hơn. Từ lúc chủ nhiệm Hạ đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đến nay, công tác của Ủy ban kỷ luật đạt được sự tiến triển không nhỏ. Tôi tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của chủ nhiệm Hạ và năng lực làm việc của đồng chí ở Ủy ban kỷ luật. Câu cuối cùng rất có tính ám chỉ, nói với thân phận của chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, trọng lượng không hề nhẹ. Hơn nữa Dương Hằng Dịch vẫn là người của Diệp Thiên Nam. Do đó lời nói của ông ta vừa thốt ra thì lập tức khiến hội nghị thường vụ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không phải là vì Dương Hằng Dịch phủ định Tất Bằng, mà là Dương Hằng Dịch vì sao phải phụ họa và khẳng định Hạ Tưởng. Việc phủ định Tất Bằng rất dễ dàng, lý do có rất nhiều. Dường như Dương Hằng Dịch đã đặc biệt nhắc đến Hạ Tưởng, lại nhấn mạnh năng lực làm việc của Ủy ban kỷ luật. Điều này đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì hành động này cho thấy về vấn đề Tất Bằng thì phe phái Diệp Thiên Nam có một chỗ hổng không nhỏ. Vấn đề là ở chỗ nào đây? Ngay cả Phó Tiên Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu liếc nhìn Diệp Thiên Nam một cái. Diệp Thiên Nam thì cúi xuống, vờ như không thấy. Điều này càng khiến cho Phó Tiên Phong trong lòng ngờ vực. Lẽ nào lại là Diệp Thiên Nam đùa giỡn mình? Kỳ thật Diệp Thiên Nam cũng là có điều khó nói. Ông ta cũng không hiểu rõ vì sao Dương Hằng Dịch đột ngột thay đổi. Đương nhiên, giải thích một cách đơn giản là bởi vì Hạ Tưởng tung ra sát khí thì còn hiểu được. Nhưng hiện tại đâu có phải là thời cơ làm rõ chân tướng thực sự, ông ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tuy nhiên đối với việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm thì tôi sẽ không phát biểu ý kiến nữa. Ai cũng cho rằng Dương Hằng Dị không đồng ý Tất Bằng thì sẽ đồng ý Mai Hiểu Lâm, như thế cũng là thuận nước song thuyền. Không ngờ Dương Hằng Dị lại bỏ phiếu trắng. Đổi lại nếu là người khác thì cũng sẽ mừng rỡ bỏ một phiếu cho Mai Hiểu Lâm, dù sao thì có hai người đề cử mà. Hành động này của Dương Hằng Dịch khiến cho rất nhiều người không hiểu nổi, đều cho rằng đây là sự biểu hiện của việc thiếu trí tuệ chính trị. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, lại âm thầm tán thưởng Dương Hằng Dịch, lại là một cao thủ già đời. Võ đài lớn của tỉnh Tương, cuộc kiểm duyệt hội nghị thường vụ, thực sự là một vở tuồng lớn chiêng trống rùm beng đây. Chương 1313 Thế cục ngoài ý muốn. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh khẽ mỉm cười tiếp lời nói của Dương Hằng Dịch. Ban tổ chức cán bộ nhất trí cho rằng, đồng chí Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm vị trí phó bí thư thành ủy thành phố Tương Giang là một quyết định chính xác. Diệp Thiên Nam nhìn Lương Hạ Ninh đầy thâm ý, ánh mắt rất phức tạp, ánh mắt rất không vui. Lương Hạ Ninh vốn là cùng một phe với ông ta, nhưng từ sau khi Hạ Tưởng đến thì rõ ràng là anh ta có ý dựa vào Hạ Tưởng.
Hiện tại thì cứ có chuyện gì cũng bàn trước với Hạ Tưởng, trở thành nhịp cầu liên hệ của Hạ Tưởng. Mối liên hệ với Trịnh Thịnh càng ngày càng mật thiết. Điều này liền khiến cho quyền phát ngôn về nhân sự của một phó bí thư như ông ta yếu đi rất nhiều. Hạ Tưởng quả nhiên là một phiền toái. Ấn tượng của Diệp Thiên Nam đối với Hạ Tưởng càng nhiều ác cảm hơn. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ là dòng chính thống của Trịnh Thịnh. Phát ngôn của anh ta không có gì bất ngờ. Đồng chí Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Tương Giang chẳng những có lợi cho việc thuận lợi kéo dài các công tác của thành phố Tương Giang, mà cũng có thể thực hiện được các ý định của tỉnh ủy. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chủ nhiệm Hạ. Ý kiến của chủ nhiệm Hạ đã thực sự đánh trúng vào tệ nạn của xã hội, mạnh như thác đổ, rất hiện thực và có ý nghĩa tham khảo. Cố ý nâng Hạ Tưởng lên không phải chỉ là nâng Hạ Tưởng lên mà là sách lược quanh co, là muốn đặt Hạ Tưởng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành đối thủ chính trị đứng mũi chịu sào của Phó Tiên Phong, dễ cho việc Trịnh Thịnh ở phía sau bày mưu tính kế. Từ góc độ bảo vệ Trịnh Thịnh mà nói, dụng ý của Trịnh Hải Kỳ là tốt nhưng biểu hiện lại quá rõ ràng, quá vội vàng. Hơn nữa khi Hạ Tưởng đang rõ ràng muốn bảo vệ cho quyền uy của Trịnh Thịnh thì cử động của anh ta có vẻ vụng về hơn rất nhiều. Trịnh Thịnh ánh mắt chớp động một chút, trong lòng ảm đạm thở dài. Trịnh Hải Kỳ lớn hơn Hạ Tưởng 2 tuổi, về chính trị thì cũng không chín chắn lắm. Anh ta lúc nào mới có thể được như Hạ Tưởng, vừa thâm trầm vừa mức, lại vừa có ánh mắt nhìn thời thế tuyệt vời như thế đây. Hạ Tưởng nghe xong lời phát biểu của Trịnh Hải Kỳ, không giận mà lại vui. Một mặt nông cạn của Trịnh Hải Kỳ thực chất là đã khiến cho hắn có thể nhìn một cách triệt để về thế cục của tỉnh Tương. Điểm yếu của Trịnh Thịnh chính là ở chỗ dùng người không khôn ngoan. Bí thư tỉnh ủy không biết dùng người là một thất sách rất lớn. Cũng khó trách Trịnh Thịnh ở tỉnh Tương chẳng thể nắm giữ được đại cục. Ánh mắt nhìn người của ông ta cần nâng cao nhiều hơn. Nếu Hạ Tưởng biết sự đánh cuộc giữa Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật, hắn sẽ càng khâm phục ánh mắt của hắn. Bởi vì hắn nhìn ra sự thất sách trong cách dùng người của ông ta, cũng trực tiếp chứng minh giữa Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật ai cao hơn ai thấp. Xếp hạng của Trịnh Hải Kỳ trong hội nghị thường vụ không phải là thấp nhất. Sau khi anh ta phát ngôn thì đến Phó Chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng. C. Hà Chí Năng là một trong những trợ thủ đắc lực trong bộ máy chính phủ của Trịnh Thịnh. Bởi vậy thái độ ông ta không ngoài dự đoán là ủng hộ mạnh mẽ Mai Hiểu Lâm. Hà Chí Năng gần 50. Tóc hoa râm cũng không nhuộm đen. Hơn nữa thích ăn mặc kiểu Trung Quốc, thần thái sáng láng. Lời phát ngôn của ông ta rất ngắn gọn, chỉ có 2 câu. Tôi chỉ có 2 câu, thứ nhất là ủng hộ việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm. Thứ hai, Bí thư Trịnh sau khi cẩn thận suy xét thì đã đưa ra chỉ thị tinh thần, tôi rất tán thành. Sau Hà Chí Năng thì chính là Bí thư Thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên. Cổ Kiến Hiên hiển nhiên còn rất bất mãn với lời bình vừa rồi của Diệp Thiên Nam đối với công tác của thành phố Tương Giang. Lời nói của ông ta có chút ý tứ đáp lại lời của Diệp Thiên Nam. Đồng chí Mai Hiểu Lâm là một đồng chí trẻ rất có tinh thần khai thác, thật đúng là tuổi trẻ nên mới càng có sức sống. Thực ra thành phố Tương Giang gần đây luôn phát triển với tốc độ là dẫn đầu toàn tỉnh. Nhưng bởi vì là gần tỉnh, ngay dưới con mắt của lãnh đạo tỉnh, lúc nào cũng nhìn vào. Cho nên thể hiện ra dường như sự phát triển không lớn. Lời vừa nói ra, Diệp Thiên Nam sắc mặt liền hơi đo đỏ. Cổ Kiến Hiên không để ý tới sắc mặt của Diệp Thiên Nam mà tiếp tục nói. Tôi và đồng chí Mai Hiểu Lâm làm việc cùng nhau nhiều năm, hiểu biết về cô ấy hơn các vị ngồi đây một chút. Có thể nói không khoa trương rằng đồng chí Mai Hiểu Lâm trẻ như thế đã đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực, có thể thấy cô ấy có năng lực cá nhân nổi bật, tác phong làm việc vững vàng. Mai Hiểu Lâm lớn hơn Hạ Tưởng 2 tuổi, trẻ như vậy đã thăng lên chức giám đốc sở, cũng coi là trẻ. Nhưng ở trong nước cũng không hẳn được coi là lên nhanh. Đến Cổ Kiến Hiên thì số người ủng hộ Mai Hiểu Lâm đã là 6 phiếu. Chưa quá một nữa, còn lại lập trường của 3 vị ủy viên thường vụ nữa vẫn chưa phát biểu, Hạ Tưởng vô cùng hiểu. Còn lại 3 người lần lượt là trưởng ban tuyên giáo Tạ Tín Tài, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Phu Thủ Thành và tư lệnh viên phân khu quân đội Trương Hiểu. Lần này ủy viên thường vụ đại kiểm duyệt, khiến Hạ Tưởng trong lòng ít nhiều có chút manh mối. Độ nắm vững của Trịnh Thịnh đối với hội nghị thường vụ tuy là yếu nhưng ông ta cũng có người ủng hộ. Dù sao thì cũng là nhân vật số một, hơn nữa thêm một quầng sáng là một phiếu phủ quyết, nếu như không phải là Phó Tiên Phong cắt ngang thì Trịnh Thịnh vẫn là một mình một cục diện lớn. Công tác chống tham nhũng ở tỉnh Tương vẫn không có khởi sắc.
Sợ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm không cùng một lòng với Trịnh Thịnh. Là bí thư tỉnh ủy, đều muốn trừng trị đám tham quan, vừa biểu hiện ra trong sạch, vừa chỉnh đốn trật tự và mượn cớ bắt lấy một đám tham quan để thuận lợi cho người của mình lên nhậm chức. Một hành động mà đạt được bao nhiêu chuyện tốt, trong tình huống bình thường, trừ phi hậu đài không đủ vững chắc, nếu không thì bất cứ một nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy nào cũng đều có ý chống tham nhũng để giành thành tích. Trưởng ban tuyên giáo Tạ Tín Tài dường như chưa giao tiếp gì với Hạ Tưởng. Tạ Tín Tài e là nhiệm kỳ cuối cùng rồi. Đầu ông ta hói theo đúng kiểu tri thức hói đầu, cặp kính đang đeo không phải là kính cận mà là kính lão. Vì thế nên khi xem văn kiện, khi nhìn người thì có chút buồn cười. Khi cúi đầu xuống thì nhìn qua kính để xem văn kiện. Khi ngẩng đầu lên thì từ phía trên kính nhìn người. Điều này khiến cho ông ta nhìn không giống một trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy mà lại rất giống một hiệu trưởng trường trung học. Có điều Hạ Tưởng nghe Lương Hạ Ninh nói riêng rằng, Tạ Tín Tài và Diệp Thiên Nam có mối quan hệ riêng rất tốt đẹp. Phiếu của Tạ Tín Tài là rất quan trọng, tấm phiếu đó của ông ta có thể quyết định được thắng bại. Tạ Tín Tài ánh mắt nhìn mọi người từ phía trên miếng kính, dường như có chút mệt nhọc liền tháo kính xuống, nói một cách rất nghiêm túc và nền nếp. Nguyên tắc dùng người của đảng là tài đức vẹn toàn, đức ở trước tài. Vì thế nên, bỏ phiếu trắng. Phát ngôn của Tạ Tín Tài cũng có chút ý nghĩa, không nói đến tên của Tất Bằng nhưng hiển nhiên là đang nói bóng gió Tất Bằng. Nói cách khác là ông ta tin theo lời của Hạ Tưởng. Nhưng việc bỏ phiếu trắng cuối cùng cũng rất dứt khoát. Phó Tiên Phong trong mắt gần như đã không thể che giấu nổi nỗi tức giận. Sự gây thêm rắc rối của Hạ Tưởng chẳng những khiến toàn bộ nguyện vọng của ông ta bị thất bại, mà còn khiến cho Hạ Tưởng có thể mượn cơ hội thấy rõ được tình thế tỉnh tương, hơn nữa cũng hiểu rõ ràng trong hệ của Diệp Thiên Nam, lập trường của ai là vững vàng, lập trường của ai là yếu mềm. Thật là quá nham hiểm, quá xảo quyệt. Hạ Tưởng chính là điển hình của mặt đen tối mà quang minh chính đại. Thủ đoạn chính trị của hắn thành thục khiến người ta không biết làm thế nào. Nếu không phải Hạ Tưởng âm mưu quỷ kế thì hôm nay việc Tất Bằng nhậm chức có thể được thuận lợi thông qua. Mà lần đầu hợp tác chân thành giữa ông ta và Diệp Thiên Nam cũng có thể từ đó được đặt nên một cơ sở liên hệ. Nhưng giờ đây tất cả đều bị Hạ Tưởng làm cho thất bại. Hơn nữa xem ra Hạ Tưởng còn muốn tiếp tục gây ra nhiều phiền toái cho ông ta nữa. Chẳng lẽ giữa ông ta và Hạ Tưởng lại quay trở về thế đối lập nước sôi lửa bỏng như khi ở tỉnh Yến sao? Diệp Thiên Nam còn đỡ một chút, dù sao thì cũng không đau điếng người như Phó Tiên Phong. Hơn nữa Tất Bằng lại là do Phó Tiên Phong đề cử nên cảm giác thất bại của anh ta không thể mãnh liệt như Phó Tiên Phong được. Nhưng trong lòng anh ta cũng đã có sự nhận thức bước đầu với thủ đoạn của Hạ Tưởng. Đối với thế cục từ nay về sau của tỉnh Tương cũng thêm lo lắng hơn. Sau khi Tạ Tín Tài phát biểu xong thì lại đeo kính vào, cúi xuống nghiên cứu tài liệu. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phu Thủ Thành tên thật giống người, rất mang dáng dấp của cán bộ lão thành truyền thống. Hạ Tưởng cũng không tiếp xúc với ông ta nhiều lắm, chỉ là có mơ hồ nghe nói Vu Thủ Thành dường như có quan hệ không tồi với Phó Tiên Phong. Giọng nói của Vu Thủ Thành rất thô, khiến cho người ta có cảm giác về một giọng nam trung hùng hậu. Chuyện ngày hôm nay rất khó đưa ra quyết đoán, tôi cũng đã tổng hợp so sánh khá lâu và cuối cùng cho rằng. Vu Thủ Thành hình như bình thường cũng không được mọi người cho là quan trọng cho nên lời nói hôm nay cố ý ngắt quãng một lúc để khiến cho ánh mắt của mọi người phải tập trung hết vào ông ta. Vẫn là không phát biểu ý kiến thì tốt hơn. Ai nấy đều cho rằng Vu Thủ Thành tổng hợp so sánh hồi lâu thì sẽ đưa ra được lựa chọn. Nào ngờ, cuối cùng lại bỏ phiếu trắng. Điều này khiến cho không ít người thất vọng, thậm chí còn có người thầm chửi là lão già dối trá ra vẻ. Quả thật là một lão già dối trá. Ngay cả Hạ Tưởng cũng không kìm nổi cười thầm, ngay cả việc bỏ phiếu trắng mà cũng như thế được, thực sự chỉ có mình lão. Chỉ còn lại một người, chính là tư lệnh viên phân khu quân đội Trương Hiểu, người mà bình thường luôn hùa theo. Trương Hiểu bộ dạng không giống như một quân nhân lắm, ông ta nhìn rất nho nhã ngồi ở vị trí cuối cùng, gần như là cái bộ dạng buồn ngủ. Thực sự chưa chắc là ủy viên quân đội thường xếp hạng cuối cùng. Nhưng là vì Trương Hiểu còn trẻ cho nên kinh nghiệm còn ít. Thế nên xếp ở vị trí cuối cùng. Đợi khi mọi người đều nhìn vào mình, Trương Hiểu mới cười cười nói như tỉnh như mơ. Đến lượt tôi phát biểu rồi. Lời nói của ông ta gây nên một trận cười đầy thiện ý, phá tan không khí căng thẳng của hội nghị thường vụ. Cuộc biểu quyết hôm nay không ngờ là xuất hiện đến 2-3 phiếu trắng. Coi như là Hạ Tưởng đã từng trải qua bao lần hội nghị thường vụ thì với sự thay đổi bất ngờ hôm nay thì cũng thấy thế là đủ rồi.
đồng thời cũng cho thấy thế cục của tỉnh Tương phức tạp thế nào, khiến người ta khó mà ứng phó được. Chủ yếu cũng là chủ tịch tỉnh và phó bí thư liên kết. Uy lực quả nhiên kinh người. Nếu Hạ Tưởng nhớ không lầm thì hắn có nghe ai đó từng nói Trương Hiểu và Diệp Thiên Nam có mối quan hệ với nhau. Thế nên trong lòng hắn cũng cân nhắc, lẽ nào số phiếu hôm nay lại không thể vượt quá một nửa chăng? Nếu cuối cùng số phiếu không thể vượt quá một nửa thì sẽ có sự đả kích rất lớn đối với Trịnh Thịnh. Đối với hắn, thực ra cũng chẳng có ảnh hưởng tiêu cực gì. Hơn nữa nói thực, ngày hôm nay hắn xuất ra chiêu lạ, khiến cho trọng lượng của hắn trong hội nghị thường vụ càng tăng lên không ít. Vấn đề là việc bổ nhiệm Mai Hiểu Lâm, không thể cứ hoãn đi hoãn lại kéo dài mãi được. Trương Hiểu sau khi đợi mọi người cười xong thì cũng tự cười chế giễu nói. Tôi cũng không muốn nói nhiều lời vô ích nữa. Chỉ một câu thôi, tôi ủng hộ ý kiến của chủ nhiệm Hạ. Từ trước đến nay Trương Hiểu chỉ hùa theo một mình Diệp Thiên Nam, trong lúc mấu chốt nhất, một câu nói có thể định thắng thua, thì việc ủng hộ Mai Hiểu Lâm thì cũng coi như thôi, nhưng người anh ta hùa theo lại chính là Hạ Tưởng người mới đến tỉnh Tương. Hành động này khiến mọi người ngồi đây đều kinh ngạc. Không hề nghe nói qua giữa Hạ Tưởng và Trương Hiểu có mối quan hệ mật thiết gì. Trương Hiểu tán thành Mai Hiểu Lâm còn chưa khiến người ta ngạc nhiên lắm. Nhưng cách làm thể hiện ý tốt muốn hướng về Hạ Tưởng thì khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa. Ngay cả Hạ Tưởng cũng hơi kinh ngạc, không hiểu rõ vì sao Trương Hiểu hướng hắn bày thiện ý mà không hướng Trịnh Thịnh. Chuyện càng ngày càng bất ngờ và khó bề phân biệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng thì Hạ Tưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, cái ghế vàng phó thị trưởng cuối cùng cũng đã vào tay Mai Hiểu Lâm. Tuy nhiên Hạ Tưởng trong lòng càng hiểu rõ hơn một điều chính là Mai Hiểu Lâm thì yên tâm rồi, đã được như ý muốn rồi, còn vấn đề khó khăn của hắn thì mới bắt đầu mà thôi. Chương 1314, lần đầu thấy manh mối. Một hội nghị thường vụ thật dài và ảnh hưởng thật sâu cuối cùng cũng đã hạ màn. Trịnh Thịnh cuối cùng trịnh trọng tuyên bố, thông qua sự đề cử của ban tổ chức cán bộ, hội nghị thường vụ biểu quyết thông qua bổ nhiệm đồng chí Mai Hiểu Lâm trở phó bí thư thành ủy thành phố Tương Giang. Cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Tương Giang đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm lên chức thị trưởng. Đến đây, lực lượng các bên của tỉnh Tương đại duyệt binh, các nhân vật đều thể hiện ra lợi ích của bản thân mình. Tất cả đều bị Hạ Tưởng nhìn thấy, có sự bất ngờ, có niềm vui và cũng có nỗi lo âu. Bất ngờ chính là thái độ Dương Hằng Dịch lại có ý vị sâu xa, người khác có thể sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Hạ Tưởng thì khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện hoang đường giữa hắn và Dương Diêu Nhi. Chẳng lẽ lại là Dương Diêu Nhi bày mưu đặt kế để Dương Hằng Dịch cất nhắc hắn ở trên hội nghị thường vụ, bởi vì sợ hắn tung ra ảnh khỏa thân của cô ta? Nếu thực là như vậy, cũng khiến cho Hạ Tưởng xấu hổ vô cùng. Hắn không có thói quen thưởng thức và giữ ảnh khỏa thân, càng không muốn tự hạ thân phận của mình xuống đi lấy ảnh khỏa thân để uy hiếp người khác. Lúc đó chụp ảnh chỉ là có mục đích đùa Dương Diêu Nhi mà thôi, cũng là chuẩn bị cho việc trốn chạy. Niềm vui bất ngờ chính là Trương Hiểu lại bất ngờ đem đến cho hắn cảm giác choáng như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Tuy nhiên lập tức tỉnh táo lại nhớ đến điều gì đó, thì lại thầm cười lắc đầu, nhiều bạn thì đường dễ đi, câu nói này thực chẳng sai. Nhưng ngoại trừ sự bất ngờ và niềm vui ra thì nỗi lo càng nhiều hơn. Mai Hiểu Lâm được thông qua bổ nhiệm, Hạ Tưởng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Mai Hiểu Lâm một đoạn đường. Nhưng từ đó có thể thấy rõ được sau khi so sánh thế cục và lực lượng của tỉnh Tương, thì càng khiến cho hắn trong lòng bất an. Lực lượng của hệ Diệp Thiên Nam quả thật là khổng lồ. Tuy nhiên không đến mức không khống chế được, nhưng sau khi liên kết với Phó Tiên Phong thì cũng có được thực lực bức cung. Uy quyền của bí thư tỉnh ủy Trịnh Thịnh không thể nói là nguy cơ nguy ngập, cũng chịu sự khiêu chiến chính diện và trực tiếp. Mà thắng lợi ở hội nghị thường vụ lần này là một lần thắng hiểm. Nói cách khác quyền uy của bí thư tỉnh ủy Trịnh Thịnh cũng không có áp chế được một số người thỏa hiệp với ông ta. Mà ngược lại nếu như không phải là hắn đột nhiên xuất chiêu thì thế cục hôm nay nói không chừng sẽ có kết quả là thất bại thảm hại. Phó Tiên Phong không thể so với người khác, ông ta có thế lực gia tộc hùng hậu chống đỡ, lại có sự liên hợp với Diệp Thiên Nam cầm đầu thế lực địa phương. Ông ta liền dám trực tiếp đưa ra sự uy hiếp, thậm chí không tiếc việc bác bỏ thể diện của nhà họ Mai. Phó Tiên Phong là điển hình của khách đầu cơ chính trị. Hạ Tưởng quả thật là rất hiểu về anh ta. Vì thế nên đối với việc thể diện của Mai Thái Bình mà Phó Tiên Phong cũng không quan tâm lần này, hiển nhiên là với Diệp Thiên Nam đã đạt đến một nhận thức chung rộng lớn. Cũng gián tiếp chứng minh một điều,
Phó Tiên Phong muốn gây nên làn sóng sức ép ở tỉnh Tương. Nếu nói trước kia Phó Tiên Phong còn ít nhiều nể mặt hắn vài phần, sẽ ở vấn đề cầu đường tỉnh Tương, phối hợp thỏa đáng với hắn. Sau hội nghị thường vụ, Hạ Tưởng nhận rõ tình thế, giữa hắn và Phó Tiên Phong hoàn toàn là mỗi người đi một ngả. Cầu đường tỉnh Tương từ nay về sau sẽ là chiến trường đầu tiên giữa hắn và Phó Tiên Phong. Điều càng quan trọng hơn là ở hội nghị thường vụ nói ra vấn đề của Thất Bằng trước mọi người mới dẫn đến mối liên kết bị sụp đổ giữa Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong. Tuy nhiên sự việc không chỉ là nêu ra mà thôi, mà cần có biện pháp về sau. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không phải cố ý làm mê hoặc. Chắc chắn là có sự chuẩn bị về sau, không thể nói năng tùy tiện được, nhất là ở một trường hợp trọng yếu như hội nghị thường vụ. Hội nghị thường vụ hôm nay nói trong thời gian ngắn thì đã đặt xong mối liên hợp giữa Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam. Thế cục chia đôi thiên hạ, về lâu dài mà nói thì là, xoay quanh cuộc đấu tranh của cầu đường tỉnh Tương, cùng với cuộc đọ sức với uy lực của Trịnh Thịnh và sự đọ sức tranh quyền của Phó Tiên Phong. Tỉnh Tương sẽ một lần nữa rơi vào một quá trình lâu dài và rối rắm của cuộc thanh trừ và ly hợp. Từ nay về sau, tỉnh Tương chính thức đi vào thời kỳ giằng co của hai thế lực mạnh. Cũng là từ hội nghị thường vụ này bắt đầu, Hạ Tưởng đã xác định quyền phát ngôn trên hội nghị thường vụ, trở thành một sự quật khởi của một lực lượng khác, nhìn thấy manh mối đầu tiên. Sau khi tan họp, các ủy viên thường vụ túm năm tụm ba rời đi. Hạ Tưởng nói mấy câu với Lương Hạ Ninh, đứng dậy bước đi, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Hiểu vẻ mặt tươi cười đứng ngay đằng sau. Chủ nhiệm Hạ, tối nay có thời gian không? Tôi mời anh một chén. Trương Hiểu vừa rất nho nhã nhưng cũng có sự ngay thẳng của quân nhân. Tối nay, Hạ Tưởng cũng có ấn tượng không tồi lắm với Trương Hiểu, chỉ nói nhỏ một câu đáp lại. Được, không vấn đề, anh chọn thời gian và địa điểm đi, tôi chắc chắn sẽ không đến muộn đâu. Được, rất thẳng thắn. Trương Hiểu cười ha hả, lúc này trong hội trường cơ bản mọi người đã đi về hết, nên anh ta nói chuyện cũng bớt e dè. Tướng quân Hứa không ngớt khen anh trước mặt tôi. Nói anh là một người rất đáng làm bạn. Quả nhiên không sai. Hạ Tưởng cũng cười thật sự vui vẻ. Lâu lắm rồi không liên hệ với Quan Hoa. Anh ta dạo này vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, vẫn tốt. Trương Hiểu lại bắt tay Hạ Tưởng, xác định rõ thời gian và địa điểm mời cơm rồi xoay người bước đi. Nếu như là ủy viên thường vụ khác thì khi nói chuyện với Hạ Tưởng chắc chắn cần chú ý phù hợp, phải e dè thân phận của mình. Đừng thấy Trương Hiểu cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng về cơ bản thì ủy viên thường vụ quân đội không có hứng thú lắm với sự việc địa phương, cũng có rất ít quyền phát ngôn, chuyện phải hùa theo thì rất nhiều, nhưng hùa theo ai thì phải xem ai hấp dẫn hơn và quyền lực hơn. Ít nhất thì Hạ Tưởng hiện tại ở hội nghị thường vụ, đã có một đồng minh không mật thiết lắm là Lương Hạ Ninh. Hiện tại lại có thêm một Trương Hiểu, hy vọng sẽ có mối liên hệ mật thiết. Hạ Tưởng ở tỉnh Tương cũng dần dần củng cố được địa vị. Hội nghị thường vụ kết thúc rồi nhưng có một cuộc đọ sức vừa mới bắt đầu. Sau khi các ủy viên thường vụ quay trở về văn phòng thì hoặc là gọi điện thoại, hoặc là nói chuyện trong phòng về vấn đề bất ngờ trong hội nghị thường vụ hôm nay và cái kết thúc ngoài dự đoán của nó, bàn luận với nhau về đối sách và nghiên cứu quyết định hướng đi về sau. Nhưng thật ra hai người Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong, ai cũng đều đóng chặt cửa nên cũng không biết là đang nói điện thoại mưu đồ bí mật hay là làm những chuyện khác. Hạ Tưởng cũng sẽ gặp mấy người, nhưng đều không phải là ủy viên thường vụ mà là người của ủy ban kỷ luật, Lâm Hoa Kiệt, Lý Tòng Đông, Thương Giang, Đào Hà Giang, thậm chí cả Tiêu Ngũ cũng được hắn gọi đến văn phòng đợi công tác. Sau đó, Hạ Tưởng lại mời dự họp hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, bố trí các trọng điểm công tác tiếp theo. Nhưng ở hội nghị này thì không nhắc đến Tất Bằng, chỉ là nhấn mạnh tăng cường việc thẩm tra xử lý đối với vụ án của Trần Công Phương. Thẩm Hà Dương cần phải kết án trong thời gian sắp tới. Buổi tối sau khi nâng cốc uống rượu với Trương Hiểu, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Cảm ơn anh thực sự là một người đàn ông có trách nhiệm. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm dịu dàng lại rất có hương vị. Lần này cô nói hoàn toàn không phải là với tư cách là phó thị trưởng mà với tư cách là một người phụ nữ tình thâm. Đừng khách khí thế, khách khí quá thì sẽ thấy xa cách. Hạ Tưởng cười ha hả. Tâm trạng của hắn khá tốt. Hắn ta nói chuyện khá ăn ý với Trương Hiểu, lại thêm chuyện của Mai Hiểu Lâm được giải quyết trọn vẹn, nên không tránh khỏi vui quá uống vài chén. Trương Hiểu không phải là người mà một mình lão cổ đề bạt lên. Mối quan hệ giữa anh ta và Quan Hoa rất tốt,
Hạ Tưởng từ đó có thêm chiếc cầu nối với Trương Hiểu. Hơn nữa cách đối nhân xử thế của hắn qua lời khen của Quan Hoa thì cũng khiến anh ta vô cùng khâm phục Hạ Tưởng. Điều này khiến cho việc gặp gỡ giữa anh ta và Hạ Tưởng có được thành công lớn. Đối với Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng vẫn là không muốn nhắc đến chuyện tình cảm, chỉ là bạn bè bình thường là được rồi. Lại thêm có chung lợi ích, giúp đỡ lẫn nhau thì cũng yên tâm thoải mái. Mai Hiểu Lâm lại không nghĩ giống như Hạ Tưởng. Cô trần trừ một chút rồi cẩn thận hỏi một câu. Bây giờ anh sang đây có tiện không? Tôi có món quà muốn tặng anh. Hơi muộn rồi. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi. Ở Tương Giang, 10 giờ tối là bắt đầu cuộc sống về đêm. Mai Hiểu Lâm đến phía Nam đã lâu, nên cũng thích ứng với cuộc sống về đêm phồn hoa ở phía Nam. Hạ Tưởng không muốn mạnh mẽ cự tuyệt Mai Hiểu Lâm liền hỏi địa điểm và lái xe qua. Địa điểm Mai Hiểu Lâm hẹn gặp Hạ Tưởng vẫn là Vườn Mai. Vườn Mai vốn là một nhà hàng tư, thực ra là một trang viên đa công năng, vừa là nơi ăn cơm uống trà, vừa là nơi nghỉ ngơi tắm rửa. Vừa là đầu hạ nên chưa đến đêm thì gió đã thổi rất mát. Sau khi Hạ Tưởng đến Vườn Mai thì cùng Mai Hiểu Lâm đến một sân vườn, gió lạnh thổi phơ phất. Ngồi trong sân đó uống trà cũng là một chuyện thật vui. Mai Hiểu Lâm có chuyện vui nên tâm trạng vui vẻ, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc quần bò tầm thường chắc chắn không dám mặc, để lộ ra nét mê hồn thành thục nhất của người phụ nữ thủy mỹ thướt tha. Nghĩ lại cũng đúng, Mai Hiểu Lâm mới 36 tuổi, không nhiều bao hơn tuổi so với những cô gái vẫn ăn mặc thuần túy như trên TV. Hơn nữa do cô biết cách chăm sóc bảo dưỡng nên nhìn ra chỉ cảm giác như 30 tuổi mà thôi. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nhìn ra hôm nay Mai Hiểu Lâm tâm trạng hơi bất an. Tuy rằng cười nói vui vẻ đấy nhưng hiển nhiên là có tâm sự khác. Uống một ngụm trà, nói chuyện rồi nhìn thấy trời đã về khuya, Hạ Tưởng liền trấn an cô vài câu, bảo cô đừng có nghĩ nhiều, người chủ trương cố gắng giúp cô chủ quản thành phố Tương Giang là Trịnh Thịnh chứ không phải là hắn. Nói được một nửa, Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên đứng lên, lập tức liền xà vào lòng Hạ Tưởng. Đừng nói mấy câu vô ích này nữa. Tôi chỉ hỏi anh một câu, với tôi, anh không có chút ý gì sao? Cơ thể Mai Hiểu Lâm toát ra mùi thành thục của phụ nữ. Và vì do xúc động nên cổ ửng đỏ khiến cho Hạ Tưởng có chút men say khó tránh khỏi say tình. Tôi hỏi anh câu cuối cùng, nếu như anh không có chút tình cảm gì với tôi, thì tôi sẽ quyết tâm, từ nay về sau không quấn lấy anh nữa. Hạ Tưởng không muốn làm tổn thương một người phụ nữ đợi chờ tình yêu. Nhưng hắn cũng không thể lựa gạt chính con tim của mình. Giữa hắn và Mai Hiểu Lâm hoặc có lẽ là không đủ duyên phận, hoặc có lẽ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dù sao thì cũng thiếu đi chút lửa. Nên trả lời cô như thế nào đây? Hắn có thể ung dung đối mặt với Phó Thiên Phong, nhưng trước mặt một phụ nữ với tình cảm như thế thì lại cảm thấy khó xử. Cũng may tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Nghiêm Tiểu Thì, đã giúp hắn giải vây. Đường Gia Thiếu đang chuẩn bị trong đêm thoát khỏi Tỉnh Tương. Hạ Tưởng, anh nhất định phải bắt hắn lại. Âm thanh giọng nói của Nghiêm Tiểu Thì rất gấp rút. Muốn chạy trốn, không dễ dàng vậy đâu. Tuy nhiên cũng minh chứng một điều, đối phương đã hoảng loạn rồi, chuẩn bị thí xe giữ tướng. Đường Gia Thiếu không thể chạy được, gã ta mà chạy rồi thì trò chơi cũng không còn hay. Đồng thời cũng khiến Hạ Tưởng càng nhìn nhận rõ được thế cục. Ở bên trong ủy ban kỷ luật, hắn vẫn chưa để lộ ra chứng cứ để nắm lấy Đường Gia Thiếu, đang chuẩn bị tiến hành biện pháp cưỡng chế đối với Đường Gia Thiếu, thì lại thêm chuyện Đường Gia Thiếu vì nghe được thông tin nên tháo chạy. Có thể thấy bên trong ủy ban kỷ luật vẫn là rất cần kỷ luật nghiêm khắc, thắt chặt quyền, nếu không thì ý đồ của hắn khó mà thực hiện một cách toàn diện được. Hạ Tưởng hiện tại vẫn chưa biết Đường Gia Thiếu có ý đồ bỏ trốn, không chỉ là bên trong ủy ban kỷ luật có người để lộ tin hay là vì có chuyện khác xảy ra. Cũng một phần nữa là vì một chuyện không ngờ xảy ra mới khiến cho tiến trình thanh trừ của Tỉnh Tương đột ngột đẩy nhanh, cũng đã làm loạn cả sự bố trí của Hạ Tưởng, đem đến tiến triển không thể biết trước được. Chương 1315, bắt đầu. Mai Hiểu Lâm ngồi một bên nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của Hạ Tưởng, sắc mặt hơi thay đổi, không nói lời nào liền gọi điện cho Trần Tập Minh. Nhận được thông báo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lập tức thi hành biện pháp, hạn chế sự tự do của Đường Gia Thiếu, không cho Đường Gia Thiếu rời khỏi thành phố Tương Giang. Một lúc không lâu sau Trần Tập Minh lại gọi điện thoại đến. Thị trưởng Mai, Đường Gia Thiếu đã rời khỏi thành phố Tương Giang rồi. Bây giờ đang trên đường đi về phía Bắc,
có lẽ đã ra khỏi tỉnh rồi, bây giờ đang ở tỉnh sở. Hành động nhanh thật, tại sao lại không đáp máy bay ngay tại Tương Giang? Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc, gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tòng Đông, bảo y chuẩn bị tất cả những tài liệu về Đường Gia Thiếu, sau đó nói với Mai Hiểu Lâm. Là tôi gọi cho Bí Thư Trần, hay là cô gọi cho Chủ tịch tỉnh Mai? Nếu Đường Gia Thiếu đi về hướng Bắc, chắc chắn phải đi qua tỉnh sở, bất luận điểm đến của y là ở đâu, chỉ cần ở tỉnh sở, thì khó tránh khỏi thiên la địa võng. Tỉnh sở có Trần Phong và Mai Thái Bình, bất luận là ai hạ lệnh, chắc chắn sẽ canh phòng nghiêm ngặt, Đường Gia Thiếu có mọc cánh cũng khó thoát. Mai Hiểu Lâm cũng rất cẩn thận. Trời đã tối rồi, hay là tôi gọi điện thoại sẽ tốt hơn? Mai Hiểu Lâm lập tức gọi điện thoại cho Mai Thái Bình, vừa trần thuật tình hình, Mai Thái Bình lập tức trả lời thẳng. Tôi lập tức lệnh cho cấp dưới. Lại dừng lại một lúc, nhớ đến cái gì đó, hỏi. Cô ở cùng với Hạ Tưởng. Mai Hiểu Lâm không hiểu sao mặt bỗng nhiên đỏ lên, may mà có bóng đêm che bớt nên không nhìn thấy rõ, cô nhỏ giọng nói. Tôi vì cảm ơn sự dẫn dắt của chủ nhiệm Hạ đối với tôi. Mai Thái Bình liền cười ha hả. Đường Gia Thiếu bỏ chạy cũng thật không đúng lúc, bắt được y, phải xử lý một chút mới được. Mai Hiểu Lâm mặt đỏ tới mang tai. Chú là chủ tịch tỉnh đấy. Chủ tịch tỉnh thì sao? Chủ tịch nước cũng có dây mơ dễ má, cũng có đạo lý đối nhân xử thế. Mai Thái Bình có lẽ cũng chưa ngủ, còn rất tỉnh táo, còn có tâm tình đùa cợt, còn nói thêm vài câu, mới buông điện thoại. Sau đó Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Thương Giang, báo cáo vấn đề của Tất Bằng và xin chỉ thị của hắn. Hạ Tưởng biết rằng việc này không nên chậm trễ, kế hoạch vốn vạch sẵn phải hoãn lại 2 ngày, chờ cho bố trí chặt chẽ xong sẽ bắt giam Tất Bằng trở lại, tuy chứng cứ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vì để phối hợp với một loạt hành động, cho nên phải cố ý đánh đòn gió, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch bị rối loạn rồi, phải ra tay trước. Thương Giang, anh sắp xếp người trợ thủ mà anh tin tưởng nhất, đến Thần Đông ngay trong đêm, bắt Tất Bằng. Hạ Tưởng kiên định ra lệnh, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Thương Giang hơi chần chừ. Chủ nhiệm Hạ, không trình lên hội nghị thường vụ thảo luận một chút, không tiện nói chuyện với Bí Thư Lâm. Tuy Thương Giang bây giờ đã nghiêng về phía Hạ Tưởng, nhưng Lâm Hoa Kiến cũng đã ở trong Ủy ban Kỷ luật nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn, đề nghị của Thương Giang cũng là một trình tự bình thường, không có gì đáng trách. Nhưng Lâm Hoa Kiến dù là Phó Bí Thư Thường vụ, dù có uy vọng bao nhiêu đi nữa, hắn cũng chỉ là người sướng ca, Hạ Tưởng mới thực sự là nhân vật đứng đầu, hơn nữa còn là nhân vật xếp thứ tư trong tỉnh ủy. Hạ Tưởng lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Việc đặc biệt phải xử lý đặc biệt, đừng kinh động đến ai, lập tức xuất phát. Thương Giang ngay lập tức cũng bị sự kiên định của Hạ Tưởng thu phục, gặp được một lãnh đạo dám nghĩ dám làm, nếu không theo sát, sau này đâu còn có lợi ích cho y. Lại là một cơ hội tốt cho việc sắp xếp lại nội bộ ủy ban kỷ luật, nếu bỏ lỡ thì rõ ràng quá không có tầm nhìn chính trị, y lập tức đưa ra một quyết định mà khiến y sau này mỗi khi nhắc đến đều cảm thấy tự hào. Tôi đích thân dẫn người đi, xin chủ nhiệm Hạ yên tâm, tuyệt đối không có sai sót gì xảy ra, nếu có vấn đề, tôi gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Để bắt một gã thị trưởng thường trực bù nhìn thì không cần một bí thư ưu tú của ủy ban kỷ luật phải ra tay, nhưng thái độ của Thương Giang khiến Hạ Tưởng rất vừa ý, một cấp dưới dám nghĩ dám chịu trách nhiệm là rất cần thiết, bởi hắn vừa mới đến ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, những cán bộ đứng đầu ủy ban kỷ luật để lại cho hắn ấn tượng không tốt lắm, quá sĩ diện quá mềm mỏng. Không có một chút cứng rắn của cán bộ ủy ban kỷ luật gì hết. Những cái khác thì không nói, ngay ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, lúc đó đều giao tiếp với hắn theo kiểu trắng đen vô thường, đó chính là ấn tượng của hắn về cán bộ ủy ban kỷ luật. Nội bộ của một ủy ban kỷ luật, chủ nhiệm có thể quan liêu, phó chủ nhiệm cũng có thể mở ám, nhưng cụ thể đến những người thi hành án bên dưới, phải là những nam tử hắn cứng rắn, quyết đoán, có nghĩa khí, mới có thể thật sự đẩy mạnh thế cục lâu dài của hắn ở tỉnh Tương. Ủy ban kỷ luật là ủy ban kỷ luật của đảng, tự mình kiểm soát người nhà của mình, tuy rằng người ngoài nhìn vào hơi có chút rối mình rối người, nhưng nếu một tên tham quan thật sự lọt vào tay Hạ Tưởng tuyệt đối không tha. Vừa xuất động lực lượng đi bắt Đường Gia Thiếu, mặt khác bí thư ủy ban kỷ luật đích thân dẫn người đến Thần Đông bắt Tất Bằng, sự kiện lớn đầu tiên từ sau khi Hạ Tưởng lên nhậm chức, bắt đầu từ đây. Hạ Tưởng trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Hắn thật sự cũng muốn giữ một chút tình cảm với Phó Tiên Phong,
chờ thêm vài ngày nữa hắn bắt tất bằng, cũng là để nể mặt Phó Tiên Phong một chút. Nhưng Đường Gia Thiếu bất ngờ bỏ trốn làm loạn kế hoạch, nếu sáng ngày mai tất bằng lọt lưới, tất nhiên sẽ xảy ra sóng to gió lớn ở tỉnh ủy. Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm không còn chần chừ nữa, hai người lập tức ngồi xe quay trở về nội thành, không về tỉnh ủy trước, mà là đi tới thành phố Tương Giang trước. Trên đường đi, Hạ Tưởng lần đầu tiên giữa đêm khuya khoắt gọi điện thoại cho Trịnh Thịnh. Với mối giao tình giữa hắn và Trịnh Thịnh, trừ phi có vụ án lớn, nếu không nửa đêm quấy nhiễu bí thư tỉnh ủy, quả thật thất lễ vô cùng. Hạ Tưởng báo cáo với Trịnh Thịnh hai việc, Đường Gia Thiếu chạy trốn và phương án mà ủy ban kỷ luật áp dụng bắt giam tất bằng. Trịnh Thịnh sau khi nghe xong, đầu tiên khen ngợi công việc của ủy ban kỷ luật, sau đó yêu cầu ủy ban kỷ luật nghiêm khắc dựa vào điều lệ quản lý đảng viên, dựa theo tình tiết vụ án, nghiêm khắc xử lý, trừng trị bọn quan tham, bắt đầu một làn gió chính trị mới ở tỉnh Tương. Tuy lời nói của Trịnh Thịnh cũng hơi khách sáo, nhưng trong lòng Hạ Tưởng cũng có tính toán, sự ủng hộ của Trịnh Thịnh đối với công việc của hắn, đang ngày càng nhiều thêm. Cũng tức là, nền tảng hợp tác đã xây dựng xong, bước tiếp theo cần bắt tay chặt chẽ hơn nữa. Hạ Tưởng cũng ít nhiều hiểu được tâm lý của Trịnh Thịnh, tỉnh Tương quả thật là chướng ngại vật của Trịnh Thịnh, y chắc chắn muốn nhanh chóng vượt qua nó, nhưng dù sao y cũng chỉ là một bí thư tỉnh ủy, không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đồng thời, sức khống chế của y đối với ủy ban nhân dân tỉnh cũng có hạn, bây giờ lại thêm một vật cản lớn là Phó Tiên Phong, y rất mong có một trợ lực để mượn. Hạ Tưởng lại đúng lúc đưa tay ra giúp, Trịnh Thịnh không vui mừng đáp trả mới lạ. Hơn nữa cánh tay giúp đỡ của Hạ Tưởng cũng không có điều kiện kèm theo. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Đến thành ủy thành phố Tương Giang, Mai Hiểu Lâm dặn dò mấy câu về công việc, rồi lại cùng Hạ Tưởng đến bệnh viện, gặp mặt Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì bây giờ cũng đã tốt hơn nhiều rồi, hồi phục nhanh hơn so với dự đoán nhiều. Nhưng bệnh cơ thể chữa khỏi rồi, bệnh tinh thần khó chữa, vẻ mặt cô vẫn rất mệt mỏi, thấy Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm cũng không hề nói gì, trong ánh mắt còn có vẻ xấu hổ. Hạ Tưởng không hề oán giận Nghiêm Tiểu Thì một câu, cô đã trả giả cho ý nghĩ tham lam của mình, hắn có nói thêm gì nữa cũng vô nghĩa, ngoài việc thương cảm ra, cũng không làm gì hơn được nữa. Hơn nữa hắn cũng tin người thông minh như Nghiêm Tiểu Thì, cũng đã hối hận lắm rồi, đồng thời chắc chắn cũng đã nhớ kỹ trong lòng, sau này sẽ không tái phạm nữa. Vết thương trên mặt Nghiêm Tiểu Thì cơ bản đã biến mất hoàn toàn, cơ thể cũng hồi phục tốt. Chưa xuất viện là do tâm lý còn chưa tốt, cô vẫn chưa vượt qua được cửa ải ngay chính trong lòng mình. Nói trắng ra là, cô vẫn còn hy vọng lời an ủi của Hạ Tưởng, rất quan tâm đến suy nghĩ của Hạ Tưởng. Sau khi Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm vào phòng mới phát hiện, Phó Tiên Tiên đã ở đó. Gần đây biểu hiện của Phó Tiên Tiên không tồi, gần như ngày nào cũng ở bên cạnh Nghiêm Tiểu Thì. Trước đây quan hệ giữa Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu Thì cũng không thân thiết như vậy, nhưng qua việc này, tình bạn giữa hai người lại càng thêm thân thiết. Mai Hiểu Lâm tuy là thị trưởng, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, rất để ý, phát hiện được sự khác thường của Nghiêm Tiểu Thì, liền bước lên an ủi cô mấy câu. Ngược lại Phó Tiên Tiên vừa thấy Hạ Tưởng, đã kéo Hạ Tưởng đến một bên, hỏi rằng giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hạ Tưởng cũng không nói nhiều đến những mâu thuẫn giữa hắn và Phó Tiên Phong, dù sao đều là những sự kiện chính trị. Không muốn để Phó Tiên Tiên lo lắng thừa. Nhưng nằm ngoài dữ liệu của hắn là, Phó Tiên Tiên lại nói một câu khiến hắn cảm động. Tuy tôi cũng có chút giận anh quá nhẫn tâm, không quan tâm tới chị Tiểu Thì, nhưng nghĩ lại ngày trước anh đã đối xử tốt với tôi cũng tha thứ cho anh. Sau này cho dù anh và Phó Tiên Phong có mâu thuẫn gì, tôi cũng sẽ tin tưởng ở anh. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối rất đáng tin. Trong phòng bệnh không có người ngoài, Hạ Tưởng liền vỗ nhẹ lên lưng Phó Tiên Tiên. Đừng nghĩ nhiều nữa, cô bé ngốc, chuyện giữa những người đàn ông, đều là chuyện lợi ích chính trị. Đã là lợi ích chính trị, thì không phải là ân oán cá nhân, cô không cần phải lo lắng đâu. Nói chuyện xong, lúc đến trước giường Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng liền cười. Tiểu Thì, giờ không nên cứ nằm mãi trên giường nữa, nên xuất viện rồi. Tôi còn có một nhiệm vụ muốn nhờ cô giúp. Nghiêm Tiểu Thì vốn dĩ vẻ mặt u ám đột nhiên hơi sáng lên. Lại dụ dỗ tôi, anh Đường Đường là chủ nhiệm Hạ, uy phong lẫm liệt, nào có cần tôi giúp gì. Lại thêm trái có thị trưởng Mai, bên phải có Tiên Tiên, tôi là một phụ nữ chỉ biết hám lợi, chỉ sợ không có chỗ đứng xung quanh cậu. Quả nhiên tâm bệnh khó chữa, Nghiêm Tiểu Thì trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Hạ Tưởng ghét bỏ cô.
là đàn ông, cũng phải cần phụ đạo tâm lý thật tốt cho những người phụ nữ quanh mình, vì vậy làm đàn ông cũng không phải dễ, huống hồ bên cạnh còn có hai người phụ nữ đứng đó, nói chuyện còn phải chú ý đúng mực, để khỏi đụng đến người này chạm đến người kia, Hạ Tưởng cân nhắc một chút rồi nói. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, có những sai lầm suốt đời cũng không thể chuộc lại được, nhưng có những sai lầm còn có cơ hội sửa chữa. Tôi và Hiểu Lâm, Tiên Tiên đều đến thăm cô, chứng minh một điều, đều xem cô là bạn tốt, không ai trách cô gì cả. Tôi bảo cô ra viện để giúp tôi, quả thật là do có một việc thiếu cô thì không được. Còn có một điều nữa là, nếu cô còn ở viện nữa, không chừng sẽ bị mập lên, cô vẫn nên thon thả một chút thì tốt hơn. Câu nói cuối cùng có lực sát thương lớn nhất, Nghiêm Tiểu thì lập tức mặt mày hớn hở, nói. Ngày mai tôi sẽ xuất viện, nhưng trước tiên cũng phải nói trước, không phải vì giúp anh, mà vì giảm béo. Phó Tiên Tiên và Mai Hiểu Lâm đương nhiên biết Nghiêm Tiểu thì nói một đằng nghĩ một nẻo, liếc nhìn nhau cùng mỉm cười. Ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi, Nghiêm Tiểu thì cuối cùng cũng gỡ xuống được gánh nặng lớn trong lòng, cũng hiểu được Hạ Tưởng chung quy cũng không phải loại đàn ông bình thường. Hắn lòng dạ bao la, đáng để cô dốc lòng. Trước khi Đường Gia Thiếu sắp đi, đã gửi cho tôi một tin nhắn, tôi mới biết y muốn chạy trốn. Nghiêm Tiểu thì lấy di động ra đưa cho Hạ Tưởng. Là một câu thơ, tôi gửi sầu cho ánh trăng sáng, phiêu dạt theo cơn gió đến hừng đông. Không ngờ, Đường Gia Thiếu cũng là một người lãng mạn, Hạ Tưởng thầm lắc đầu. Trong đầu Hạ Tưởng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, không đúng, Đường Gia Thiếu đang ám chỉ cái gì? Lẽ nào, Đường Gia Thiếu có khả năng không đi tỉnh sở, là có người cố ý loan tin như vậy? Chương 1316, Thu Quyền. Trúng kế rồi. Là Trần Tập Minh báo cáo không đúng tình hình quân sự, hay là hắn cũng bị người ta che mắt rồi? Hạ Tưởng tức thời ngây ngốc tại chỗ, vừa sừng sờ được một lúc, điện thoại liền dồn dập vang lên. Là Mai Thái Bình. Hạ Tưởng, theo tin tình báo tin cậy, Đường Gia Thiếu không ở tỉnh sở. Cùng lúc đó, di động Mai Hiểu Lâm cũng vang lên, là Trần Tập Minh gọi đến. Báo cáo thị trưởng Mai, tin tức vừa rồi có sai lầm, có người truyền tin tức giả, cố ý đánh lạc hướng. Đường Gia Thiếu không đến tỉnh sở, tung tích không rõ. Sự việc, đột ngột thay đổi. Mai Hiểu Lâm, Nghiêm Tiểu Thì, Phó Tiên Tiên, ba người đều dùng ba cặp mắt xinh đẹp nhìn Hạ Tưởng không chớp, chờ Hạ Tưởng ra quyết định. Mai Thiếu Lâm cũng không có cảm giác gì nhiều với Đường Gia Thiếu. Chỉ vì Hạ Tưởng muốn bắt gã, cô mới dốc hết sức lực giúp hắn. Còn Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên đều rất hiểu rõ Đường Gia Thiếu, mới không muốn cho hắn thong dong bỏ chạy. Thời gian, phải tranh thủ từng giây. Hạ Tưởng cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với Nghiêm Tiểu Thì. Trước đây lúc Đường Gia Thiếu còn ở cùng cô, gã không hề thể hiện tinh thần vượt mạo hiểm. Nghiêm Tiểu Thì nghĩ một lát, sắc mặt buồn bã nói. Tôi trước đây cũng không thường xuyên ở cùng gã lắm. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Hỏi cô việc chính sự, đừng lảng tránh, mau nói đi. Hình như có. Nghiêm Tiểu thì nghiêng đầu suy nghĩ. Gã dường như thích nói đến chuyện của những quốc gia cũ đã biến mất, ví dụ như Dạ Lang, Lâu Lan. Hạ Tưởng cười hiểu ý. Như vậy đúng rồi. Hắn quay đầu nói với Mai Hiểu Lâm. Lệnh cho Trần Tập Minh bố trí lực lượng, đi theo hướng đường đến Quý Châu. Không bỏ qua bất kỳ chiếc xe nào, kiểm tra toàn bộ. Chỉ dựa vào thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh của Hạ Tưởng, hạ lệnh như vậy, Mai Hiểu Lâm cũng không chắc hoàn toàn phục tùng, nhưng bởi vì ủy ban kỷ luật tỉnh không phải ai khác, mà chính là Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm liền nghĩ cũng không cần nghĩ, thậm chí không hề chần chừ chút nào, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Phụ nữ nhiều khi trước mặt người đàn ông mà họ thần phục, lại thiếu đi sự độc lập. Sau khi mệnh lệnh của Mai Hiểu Lâm được truyền đạt, Trần Tập Minh không hỏi nhiều, lập tức liền chấp hành. Ngoài việc mối quan hệ cá nhân giữa Mai Hiểu Lâm và Trần Tập Minh cũng coi như không tồi ra, Mai Hiểu Lâm còn sắp được thăng chức làm thị trưởng, là cấp trên trực tiếp của y, vì vậy Trần Tập Minh hành động rất sáng suốt. Đã 11 giờ đêm rồi, Hạ Tưởng lại không hề có ý đi ngủ, ở cùng với ba người phụ nữ, lại chỉ có một mình hắn là đàn ông, dù sao cũng có chút bất tiện. Nên hắn một mình quay trở về tỉnh ủy, xử lý một số việc, rồi mới về nhà ngủ. Một đêm, Hạ Tưởng chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ, trời còn chưa sáng đã bị tiếng điện thoại reo đánh thức, Thương Giang báo cáo tình hình mới nhất, Tất Bằng đã bỏ chạy, bây giờ không rõ tung tích. Sự tức giận trong lòng Hạ Tưởng đột nhiên tăng vọt,
những tên quỷ trong nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh quá ngang ngược rồi, liên tiếp để lộ tin tức ra cả hai nơi, sau này hắn làm sao có thể âm thầm phá án được. Không tránh khỏi khiến người ta tức giận, càng làm cho Hạ Tưởng Hạ quyết tâm phải điều chỉnh nhân sự nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh. Có phải Lâm Hoa Kiến cố ý tung tin ra hay không, Hạ Tưởng tuy không có chứng cứ, nhưng cũng biết, là một phó thường vụ kiêm giám đốc sở cảnh sát, Lâm Hoa Kiến trở thành một nhân vật đứng thứ hai trong ủy ban kỷ luật tỉnh, có thể có quyền tiếp xúc với nhiều thông tin cơ mật, rất nhiều hội nghị quan trọng không thể thiếu y. Nhưng quyền điều chỉnh của Lâm Hoa Kiến ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, còn cần sự gật đầu đồng ý của ủy ban kỷ luật trung ương. Thời điểm hiện tại Hạ Tưởng còn chưa thể đụng đến y, trừ phi y phạm sai lầm, hoặc có vấn đề gì đó để có thể làm lớn chuyện. Hắn vừa mới đến đã muốn đụng đến Lâm Hoa Kiến, cực kỳ khó, nhưng cũng không phải không có cách, có thể dần dần điều chỉnh phân công nội bộ, khiến cho chức quyền của Lâm Hoa Kiến chỉ là hư danh. Chủ yếu là, để Thương Giang và Lý Tòng Đông nhanh chóng thiết lập quyền uy, có được tài thu phục số đông, mới có thể dần dần lấy quyền từ trong tay Lâm Hoa Kiến. Tuy nhiên kế tiếp tình hình mà Thương Giang báo cáo, lại khiến mắt Hạ Tưởng sáng lên. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Tất Bằng bây giờ đã chạy về hướng tỉnh sở. Tối hôm qua náo loạn một hồi, Đường Gia Thiếu không chạy về hướng tỉnh sở, hại Mai Thái Bình không công huy động lực lượng. Nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin rằng, Mai Thái Bình đối với việc đích thân hạ lệnh bắt Tất Bằng, chắc chắn rất vui mừng. Sau khi xác định chắc chắn lại hướng chạy trốn của Tất Bằng, Hạ Tưởng lập tức gọi điện thoại cho Mai Thái Bình. Lúc này trời mới vừa sáng, Mai Thái Bình có lẽ còn chưa thức giấc, nhưng không còn thời gian quan tâm đến nhiều việc như thế nữa. Điện thoại lập tức được nối, giọng nói của Mai Thái Bình cũng rất tỉnh táo. Hạ Tưởng, mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến, cậu thật đúng là quá nhiệt tình rồi. Ha ha, chủ tịch tỉnh Mai không ngủ ngon được, thì cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách Đường Gia Thiếu và Tất Bằng. Hạ Tưởng mở lời. Mai Thái Bình quả nhiên giống như Hạ Tưởng suy đoán, vừa nghe đã nhận ra ý trong lời nói. Tất Bằng sao rồi? Tất Bằng là người được Phó Tiên Phong đề cử làm thị trưởng, Mai Thái Bình không mẫn cảm mới lạ. Lúc ủy ban kỷ luật chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Tất Bằng, lại phát hiện y đã chạy trốn, theo nguồn tin đáng tin cậy, bây giờ y đang ở tỉnh sở. Hạ Tưởng không phải đang đào hầm cho Mai Thái Bình, mà là cố tình thử xem phản ứng của Mai Thái Bình thế nào. Cũng may, Mai Thái Bình cũng bình tĩnh hơn trước kia, không mắc mưu, nói. Chỉ cần cậu mở miệng, tỉnh sở chắc chắn sẽ phối hợp với những tỉnh lân cận để chống hành vi tham nhũng. Chủ nhiệm Hạ có yêu cầu gì cứ nói. Hay cho một Mai Thái Bình, lại đem bóng đá trở lại, không chịu thể hiện sự nóng nảy ra. Hạ Tưởng ngược lại lại mỉm cười, trong tính cách của Mai Thái Bình và Phó Tiên Phong có điểm giống nhau, chính là trong thời điểm quan trọng sẽ không nương tay. Nhưng cách làm và mưu tính của Mai Thái Bình và Phó Tiên Phong lại có điểm khác nhau. Y còn có ưu điểm là tính nhẫn nại chờ đợi. Tôi đại diện cho Ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, mong Chủ tịch tỉnh Hạ ra lệnh bắt giữ Tất Bằng. Hạ Tưởng trịnh trọng đưa ra lời yêu cầu. Tôi đại diện cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sở, tiếp nhận yêu cầu phía tỉnh Tương. Mai Thái Bình cũng trả lời theo kiểu làm theo việc công. Cùng với cuộc nói chuyện giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng chấm dứt, tỉnh sở lại một đợt vây bắt, trong vòng nửa tiếng, toàn bộ lại được triển khai. Lúc đi làm, Hạ Tưởng cấp tốc triệu tập hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, nhấn mạnh nhiều lần về điều lệ giữ bí mật của ủy ban kỷ luật, đã cảnh cáo thẳng thắn nhiều lần về việc để lộ tin tức, công bố nếu phát hiện ai để lộ tin tức, chắc chắn sẽ nghiêm túc xử lý. Bất luận là ai, hắn đều sẽ trình lên tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật trung ương, tuyệt đối không tha cho ai. Cảnh cáo chính diện của Hạ Tưởng cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa còn nêu ra trước mặt mọi người trong hội nghị. Lý Tòng Đông rất biết phối hợp mà liên tục dùng ánh mắt liếc qua Lâm Hoa Kiến, khiến Lâm Hoa Kiến rất tức giận, nhưng lại không tiện phát tác ra, nếu không chẳng phải lại ông tôi ở bụi này sao. Đào Hà Giang liền không bỏ qua cơ hội đưa ra một kiến nghị. Chủ nhiệm Hạ, tôi kiến nghị mỗi một ủy viên thường vụ nên ký thêm một điều lệ về việc giữ bí mật, lấy nhân cách và tư cách đảng viên bảo đảm sẽ không để lọt tin tức cơ mật của ủy ban kỷ luật ra bên ngoài. Thật ra những cán bộ cấp cao của Ủy ban kỷ luật đều đã ký những điều lệ liên quan đến việc bảo vệ cơ mật, kiến nghị của Đào Hà Giang cũng có khả năng thực hiện nhất định, Hạ Tưởng gật đầu nói. Đề nghị của đồng chí Hà Giang rất có sáng kiến, theo tôi, bổ sung điều lệ giữ bí mật không liên quan đến chính trị, chỉ lấy nhân cách và danh dự của một người để ký tên,
coi như một bài thi về nhân cách. Thật ra điều lệ là việc nhỏ, mà mượn cơ hội để thử xem sức nặng của lời nói của hắn trong Ủy ban Kỷ luật mới là chuyện quan trọng. 11 ủy viên thường vụ của Ủy ban Kỷ luật, Lâm Hoa Kiến từ chối cho ý kiến, 4 người khác phản đối, cho rằng không có ý nghĩa gì lớn, còn có 2 người không tỏ thái độ. Trong lòng Hạ Tưởng cũng có tính toán, hắn cơ bản đã đứng vững trong Ủy ban Kỷ luật, nhưng nếu muốn có thêm nhiều người tâm phục khẩu phục nữa, còn phải điều tra và phá vài vụ án lớn nữa. Được rồi, Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, các cậu sẽ trở thành vật hy sinh để lập uy, nếu như ở thời xưa, các cậu sẽ rất vinh hạnh, chính là những đầu người dùng để tế cờ. Quyết định cuối cùng, do Đào Hà Giang soạn thảo nội dung hội nghị, tất cả các ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật mỗi người một bản, nhất định phải ký tên. Sau đó, lại chuyển sang vấn đề bắt giam Tất Bằng và Đường Gia Thiếu, do Đào Hà Giang làm một báo cáo ngắn gọn. Nói ngắn gọn, là vì khi báo cáo Đào Hà Giang không nói cụ thể là đã nắm bắt được chứng cứ gì, chỉ nói theo chỉ thị của chủ nhiệm Hạ, v.v., khiến những ủy viên thường vụ đang ngồi cảm thấy một điều, chủ nhiệm Hạ đã bắt đầu thu quyền, có một số chuyện phải thông báo lên hội nghị thường vụ, nhưng những thông tin bí mật, thì chỉ có những người Hạ Tưởng tin tưởng mới được biết. Lâm Hoa Kiên cũng rút ra được kết luận, trong số những ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật, ít nhất Thương Giang, Lý Tòng Đông và Đào Hà Giang đã tích cực nghiêng hẳn về phía Hạ Tưởng, còn có Lã Quốc Trung, Cổ Lộ Đình, Lật Phong Tập cũng đang dao động, nếu để Hạ Tưởng tiếp tục mượn việc Tất Bằng và Đường Gia Thiếu để khuếch trương thanh thế, thì có khả năng sẽ thiết lập được quyền uy tuyệt đối của hắn trong Ủy ban Kỷ luật. Không được, nhất định phải khiến Đường Gia Thiếu và Tất Bằng chạy thật xa mới được, bắt không được người, Hạ Tưởng có tức giận nữa, có hoài nghi có mật báo bên trong Ủy ban Kỷ luật cũng vô dụng, hoài nghi thì hoài nghi. Hắn cũng không có chứng cứ. Chỉ cần thất bại rồi, thì sẽ khiến những người đang dao động không còn muốn nghiêng về Hạ Tưởng nữa. Lâm Hoa Kiến tin chắc dựa vào những mối quan hệ của y trong nhiều năm ở Ủy ban Kỷ luật, lại có thế lực và sự ủng hộ lớn, không tin Hạ Tưởng chỉ cần một chút như vậy đã có thể lấy hết được căn cơ nhiều năm mà y xây dựng. Xung quanh việc bắt Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, không chỉ có chuyện liên quan đến kế hoạch lớn của tỉnh Tương, mà cũng liên quan đến sự thành bại trong việc thu quyền của Hạ Tưởng ở Ủy ban Kỷ luật, còn liên quan đến một cuộc đại chiến trong tỉnh Tương. Thành bại, cũng nằm ở đây. Nửa ngày trôi qua, hành động vây bắt Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, tạm thời không có tiến triển gì. Ngay lúc thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Phó Tiên Phong cũng bắt đầu trả đòn. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phó Tiên Phong, Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng và Lương Hạ Ninh, Trịnh Hải Kỳ mở một cuộc họp khẩn cấp, để bàn bạc kế đối phó về việc Đường Gia Thiếu bất ngờ chạy trốn và Tất Bằng đột nhiên mất tung tích. Đồng thời, Phó Tiên Phong đề cử Hoàng Lâm Thu tiếp nhận chức vụ của Mai Hiểu Lâm, làm Phó Thị trưởng Thường Trực, đề cử Từ Khai Tân làm Phó Thị trưởng. Phó Tiên Phong vừa vung tay lên, đã đề cử hai vị trí quan trọng, hơn nữa còn là hai Phó Thị trưởng quan trọng nhất trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố sau thị trưởng, quả thật lời nói cũng không nhỏ. Ngoài việc đề cử người ra, Phó Tiên Phong còn ác ý tố cáo, chỉ trích Hạ Tưởng không dẫn dắt tốt đội ngũ Ủy ban Kỷ luật, mới dẫn đến việc để lộ thông tin, kết quả khiến Đường Gia Thiếu và Tất Bằng nghe tin đồn nên bỏ chạy, nếu lỡ cả hai người đều chạy trốn ra nước ngoài, là sự tổn thất lớn cho đất nước tỉnh Tương. Hạ Tưởng không thể trốn tránh trách nhiệm chính trị. Được thôi, một lần đụng độ mạnh mẽ, rõ ràng là bọn người Lâm Hoa Kiến âm thầm mật báo mới dẫn đến sự bị động bây giờ. Phó Tiên Phong lại lấy đó mà làm lớn chuyện, để vấn tội, Hạ Tưởng không khỏi không khâm phục sự nham hiểm và vô sỉ của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng có thể để mặc Phó Tiên Phong đổi trắng thay đen. Ngay trước mặt Trịnh Thịnh và Diệp Thiên Nam, hắn lần đầu tiên nảy sinh xung đột trực diện với Phó Tiên Phong. Chương 1317, tình thế đảo ngược. Chủ tịch tỉnh Phó. Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong phản kích quá nhanh và quá trực diện, liền biết vừa đụng đến Tất Bằng. Quả nhiên đã chọc giận Phó Tiên Phong, hắn cũng cười lạnh trong lòng, xem ra trên con đường chính trị, không có tình bạn vĩnh hằng. Nhưng một chủ tịch tỉnh như Tiên Phong, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không thấy nhiều. Tôi không đồng ý cách nói của anh, quả thật phía Ủy ban Kỷ luật đã để lộ tin tức, nhưng là có người cố ý để lộ tin tức cho Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Hiện tại tôi đang định triển khai công tác chỉnh đốn nội bộ Ủy ban Kỷ luật, một khi tra ra là ai. Sẽ trình lên tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật Trung ương, yêu cầu khai trừ người đó ra khỏi hệ thống Ủy ban Kỷ luật. Diệp Thiên Nam vốn ngồi nghiêm chỉnh, vừa nghe lời nói này của Hạ Tưởng,
không tự chủ được cúi thấp người, trong lòng hơi kinh sợ, nghĩ thầm lời của Hạ Tưởng quá thẳng thắn, quả thật không hề nể mặt Phó Tiên Phong một chút nào, dù sao Phó Tiên Phong cũng đường đường là chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên Diệp Thiên Nam cũng có nghe nói ân oán giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, thù cũ hận mới cùng tính một lượt, cũng khó trách tại sao giữa chủ tịch tỉnh Phó và Bí Thư Hạ lại trở mặt thành thù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi chủ tịch tỉnh Phó phê bình Hạ Tưởng không dẫn dắt tốt đội ngũ ủy ban kỷ luật, cũng là thất sách, vừa may lại để Hạ Tưởng mượn thời cơ đánh vào mặt. Diệp Thiên Nam không khỏi suy nghĩ nhiều thêm, nếu Hạ Tưởng thật sự không ra quân bài theo đúng như nguyên tắc, nếu như tra ra được ai là mật báo, sẽ triệt để loại trừ người đó ra khỏi hệ thống ủy ban kỷ luật, thì đúng là một sự việc đau đầu. Trịnh Thịnh thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, liền ra sức ủng hộ Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ vừa mới đến tỉnh Tương, việc không hiểu rõ lắm về công việc ở ủy ban kỷ luật cũng có thể lý giải được, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng những nhân viên cá biệt trong ủy ban kỷ luật để lộ tin tức ra bên ngoài. Tỉnh ủy ủng hộ việc đồng chí Hạ Tưởng điều tra làm rõ chân tướng, bất luận liên quan đến ai, tỉnh ủy cũng tuyệt đối không nương tay. Hạ Tưởng nhóm lửa, Trịnh Thịnh đốt pháo, kết quả khiến Phó Tiên Phong bay vào không trung. Diệp Thiên Nam liền giải vây đúng lúc. Sự việc nội bộ ủy ban kỷ luật tin rằng chủ nhiệm Hạ có thể xử lý tốt. Hơn nữa Đường Gia Thiếu và Tất Bằng có phải xảy ra chuyện gì hay không, thì phải qua được việc này mới biết. Bất luận thế nào, phương pháp làm việc của ủy ban kỷ luật cũng phải được thay đổi, không thể bỏ qua cho một tham quan nào, nhưng cũng không thể để lỡ mất bất kỳ một cán bộ tốt nào. Thật ra Diệp Thiên Nam còn ngấm ngầm hại người hơn so với Phó Tiên Phong. Ý ở ngoài lời là Hạ Tưởng xử lý công việc không tốt khiến Đường Gia Thiếu và Tất Bằng bị dọa chạy mất, còn hai người đó có xảy ra chuyện gì hay không quả thật còn khó nói. Thậm chí còn có ý nói ủy ban kỷ luật đã trách oan cho Đường Gia Thiếu và Tất Bằng. Hạ Tưởng cũng nghe ra được điều gì đó từ việc Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam một sướng một hóa, e rằng trước lúc Đường Gia Thiếu chạy trốn, hai người đó đã sớm biết trước được mọi việc rồi, không chừng còn được truyền thụ rằng tùy cơ mà hành động. Có lẽ trong lòng cũng chắc chắn rằng Đường Gia Thiếu và Tất Bằng chắc chắn sẽ không xa lưới. Chỉ cần hai người bỏ chạy thành công, không những khiến lần ra tay đầu tiên của hắn ở tỉnh Tương đã bị thất bại, còn khiến rất nhiều manh mối liên quan đến tỉnh sở cũng bị đứt đoạn, quả thật là một việc tuyệt vời. Tất Bằng che giấu rất kỹ, nếu không phải Mai Thái Bình không biết từ nơi nào tìm được tài liệu, thì hắn cũng không biết vấn đề của Tất Bằng còn nghiêm trọng hơn cả Trần Công Phương. Cán bộ tốt nếu có thể dọa đến bỏ chạy được, thì cũng không phải là cán bộ tốt được nữa. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười có vẻ trào phúng. Cây ngay không sợ chết đứng, ủy ban kỷ luật không xử oan uổng cho một cán bộ tốt nào hết, cũng sẽ không buông tha cho một tham quan nào hết, mong bí thư Diệp cứ yên tâm. Công tác chống tham nhũng của ủy ban kỷ luật tỉnh Tương tuy không phải rất xuất sắc, nhưng sự nhiệt tình trong công việc của các đồng chí trong ủy ban kỷ luật rất cao. Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh trước sự công kích trước sau của Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong, bắt đầu phản công. Lúc này, tôi cũng muốn báo cáo với Bí Thư Trịnh và các vị lãnh đạo một chút về kế hoạch công tác gần đây của Ủy ban Kỷ luật. Nhằm nâng cao hiệu suất và trình độ của cán bộ Ủy ban Kỷ luật trong việc chống tham nhũng, Ủy ban Kỷ luật quyết định trước tiên sẽ cử những cán bộ ưu tú đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh sở để học tập kinh nghiệm chống tham nhũng. Đồng thời, cử một vài phó chủ nhiệm đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương học tập và bồi dưỡng thêm, để nâng cao thêm năng lực và trình độ công tác. Trịnh Thịnh khẽ gật đầu. Đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng rất hay, rất tốt, công việc của Ủy ban Kỷ luật mấy năm gần đây quả thực tiến triển không nhiều, không so với những tỉnh khác, chỉ so với những tỉnh anh em lân cận, cũng đã lạc hậu hơn nhiều. Các đồng chí, chúng ta đừng nên đắc chí cho rằng tỉnh Tương không có quan tham. Là vì chúng ta xử lý công việc chưa đến nơi đến chốn, là vì chúng ta chưa hoàn toàn đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên trên hết. Thường lấy cớ là giữ gìn sự yên ổn và đoàn kết của cục diện chính trị, không nghiêm túc trong việc chống tham ô, không thẳng tay trừng trị những quan tham, cứ tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Các đồng chí, chúng ta nên suy nghĩ lại một chút, có phải chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm, chưa xem công việc chống tham nhũng thành một việc quan trọng để xử lý. Trịnh Thịnh phát biểu liền một mạch. Vô cùng rõ ràng vạch ra những thiếu sót của tỉnh Tương trong công việc chống tham nhũng hiện tại, chỉ rõ trong khoảng thời gian tiếp theo, tỉnh ủy phải toàn lực ủng hộ ủy ban kỷ luật trong việc chống tham nhũng, phải tiến hành một đợt chỉnh đốn tác phong đảng trong phạm vi toàn tỉnh. Lần hội nghị này, bởi vì đề nghị của Hạ Tưởng, mà Trịnh Thịnh lại nắm được quyền chủ động, trở thành một hội nghị bàn về công tác chống tham nhũng,
còn ý kiến làm khó dễ Hạ Tưởng mà Phó Tiên Phong đề xuất, đều bị Hạ Tưởng hóa giải, hơn nữa còn phản kích bằng một đòn, lại đánh đúng vào điểm yếu của Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam. Sắc mặt Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đều trầm hẳn xuống, hai người cùng nhìn nhau, đều biết hội nghị ngày hôm nay, lại bị Hạ Tưởng thành công dẫn dắt, sau đó lại bị Trịnh Thịnh thành công lợi dụng. Cuối cùng mấy đề nghị của Hạ Tưởng được thành công nhất trí ở hội nghị, mặc dù trong lòng Diệp Thiên Nam biết rõ, Hạ Tưởng đề xuất giao lưu với Ủy ban Kỷ luật tỉnh sở thật ra cũng chỉ châm chọc, chọn phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương để bồi dưỡng là hành vi đoạt quyền. Nhưng đề nghị của Hạ Tưởng rất hợp tình hợp lý do cũng đường hoàng, Trịnh Thịnh hết lời tán thành, y và Phó Tiên Phong cũng không tìm thấy lý do gì để phản đối, đành đồng ý. Ai bảo Hạ Tưởng đã đứng trên đỉnh cao lẽ phải, giai đoạn hiện tại vấn đề chống tham nhũng quả thật là vấn đề lớn, ai dám phản đối việc chống tham nhũng, người đó sẽ đi ngược lại đường hướng của Trung ương. Thân là cán bộ cao cấp của Đảng, việc giác ngộ chính trị này Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong có thừa. Đồng ý thì đồng ý, nhưng cả hai người cùng nhất trí cho rằng, kế hoạch chạy trốn của Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, chu đáo chặt chẽ tuyệt đối không có sai lầm, tính toán của Hạ Tưởng, nhất định sẽ sai lầm. Về phần hai đề cử của hai vị trí Phó Thị trưởng Ủy viên Thường vụ và Thường vụ thành phố Tương Giang của Phó Tiên Phong, mặc dù Diệp Thiên Nam cũng phụ họa theo, Lương Hạ Ninh về nguyên tắc cũng tán đồng, còn Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến, nhưng Trịnh Thịnh vẫn tích cực thu thập ý kiến, tạm thời bỏ qua một bên. Vừa tan họp, Trịnh Thịnh liền giữ Hạ Tưởng lại để nói chuyện riêng, bàn bạc, giao lưu với Hạ Tưởng về kế hoạch tiếp theo của tỉnh sở, đồng thời nêu ra mấy ý kiến, Hạ Tưởng đều khiêm tốn nhìn nhận, cũng biết Trịnh Thịnh có thái độ ủng hộ, có ý lấy hai danh nghĩa là Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Tỉnh ủy tỉnh Tương, để giao lưu với tỉnh sở. Học tập kinh nghiệm chống tham nhũng của tỉnh sở, chọn cán bộ đi bồi dưỡng ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương là bước thu quyền đầu tiên của Hạ Tưởng, cũng là ván thứ nhất được sắp xếp. Tin chắc có thể thu được hiệu quả đáng mừng như mong đợi. Thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, không thể biến Ủy ban Kỷ luật thành một đống hỗn loạn, như vậy làm sao còn có thể nghiêm trị bọn tham quan ở tỉnh Tương. Lý tưởng rất hay, đương nhiên, sự thật lại rất tàn khốc, nếu một của Đường Gia Thiếu và Tất Bằng trước mắt mà không qua được, thì sẽ rất đả kích tinh thần, cũng bất lợi cho việc triển khai kế hoạch lớn tiếp theo. Hạ Tưởng ngoài mặt thì trấn tĩnh, thật ra bên trong rất lo lắng. Bởi vì bây giờ đối với việc có thể bắt được Đường Gia Thiếu và Tất Bằng hay không hắn cũng chưa nắm chắc. Tỉnh Tương không thể so với tỉnh Yến, những thị xã cấp dưới đối với hắn mà nói, quá lạ lẫm, cơ bản không mượn được trợ lực. Một ngày trôi qua rồi, đánh giá của tỉnh ủy cũng đã kết thúc, Đường Gia Thiếu và Tất Bằng vẫn chưa có tin tức gì. Chẳng lẽ thật sự để bọn chúng trốn thoát, lúc sắp hết giờ làm, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên. Mời hắn tham gia bữa tiệc an ủi chúc mừng Nghiêm Tiểu Thì xuất viện. Nghiêm Tiểu Thì vì nghe lời hắn mà ngay hôm đó đã làm thủ tục xuất viện, nếu hắn không góp mặt, cũng không được, nên đồng ý. Nghiêm Tiểu Thì cũng không mời người ngoài, chỉ có hắn và Phó Tiên Tiên, tổng cộng ba người, đặt một căn phòng nhã nhặn ở nhà hàng Mao Gia. Nghiêm Tiểu Thì ngồi bên trái Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên ngồi bên phải, có thể nói người đẹp ngồi bên, đoàn tụ sum vầy. Nghiêm Tiểu Thì cơ bản đã hoàn toàn bình phục, không nhìn kỹ, tuyệt đối không nhận ra vết thương trên mặt, nhưng cô khi ngồi trước mặt Hạ Tưởng, vẫn hạn chế nhắc đến Đường Gia Thiếu. Hạ Tưởng cũng biết, trong lòng cô nhất định hận Đường Gia Thiếu đến tận xương tủy. Thật ra Hạ Tưởng cũng hận đến mức tiếc không thể đánh trực diện với Đường Gia Thiếu một trận, trước tiên đánh vào mặt, sau đó đá vào chân. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn rất nóng lòng, nhưng dù sao cũng đường đường là lãnh đạo cấp phó tỉnh. Còn động chân động tay thì không ra gì, thậm chí còn không thể thể hiện ra mặt, địa vị cao rồi, cũng có chút hạn chế. Tuy nhiên cũng may, Hạ Tưởng không cần đích thân ra tay, tự động sẽ có người giúp hắn ra tay giải hận, đương nhiên tiền đề là Đường Gia Thiếu phải bị bắt. Cuộc hội tụ với Nghiêm Tiểu Thì, Phó Tiên Tiên cũng coi như hòa hợp, trò chuyện vui vẻ, tinh thần của Nghiêm Tiểu Thì cũng dần được phục hồi, cũng không thể gò ép cô trong một thời gian ngắn đã hồi phục tinh thần hoàn toàn được. Tuy nhiên nói mãi, Hạ Tưởng vốn dĩ không muốn nhắc đến việc Đường Gia Thiếu chưa có tin tức gì, nhưng Nghiêm Tiểu Thì lại chủ động nói một câu. Hạ Tưởng cũng không thể nói dối cô, đành phải trả lời theo đúng sự thật. Nghiêm Tiểu Thì lại cười thản nhiên. Y sớm muộn gì cũng bị bắt thôi, sẽ chết không tốt đẹp gì. Hạ Tưởng, anh đồng ý với tôi một chuyện, cho dù khó khăn bao nhiêu, đều không được vứt bỏ việc bắt Đường Gia Thiếu. Về tình về lý. Tôi đều không thể tha cho Đường Gia Thiếu, Tiểu Thì,
tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng. Hạ Tưởng còn chưa nói xong, điện thoại đã reo lên. Phó Tiên Tiên bất mãn nói. Không được nghe, đi cùng hai người đẹp rồi còn nghe điện thoại, anh thật không biết thưởng thức. Hạ Tưởng không để ý đến Phó Tiên Tiên, vì hắn thấy được số điện thoại gọi đến, là đường dây riêng của tỉnh ủy. Sau khi Hạ Tưởng nghe điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm dồn dập của Trịnh Hải Kỳ. Chủ nhiệm Hạ, tôi là Trịnh Hải Kỳ, báo cáo với anh một tình huống khẩn cấp, cây cầu Hoài Dương đột nhiên bị sập, gây nên thương vong rất lớn. Tuy Trịnh Hải Kỳ không nói rõ, nhưng Hạ Tưởng cũng có thể đoán được, không cần nói, cầu Hoài Dương cũng là một trong những dự án trong các công trình xây dựng của công ty cầu đường tỉnh Tương. Hay cho một công ty xây dựng cầu đường tỉnh Tương, Hạ Tưởng thật sự tức giận, Ủy ban Nhân dân tỉnh không ra tay chỉnh đốn, được, vậy hắn sẽ trực tiếp dùng danh nghĩa Ủy ban kỷ luật để xử lý. Hạ Tưởng lập tức quay trở về tỉnh ủy mở cuộc họp, vừa mới xuống lầu liền nhận được điện thoại, Đường Gia Thiếu xa lưới rồi. Hạ Tưởng gần như ngửa mặt lên trời cười to, lúc này Đường Gia Thiếu xa lưới, đương nhiên đã làm một màn mở đầu hấp dẫn cho vở tuồng tiếp theo, cũng gõ một tiếng chuông cảnh tỉnh cho không ít người. Là lúc nên ra tay mạnh mẽ rồi, Hạ Tưởng làm việc nghĩa không được chùn bước. Chương 1318, tập duyệt trước trận chiến. Tai nạn bất ngờ cầu Hoài Dương sập, giống như một gông xiềng đòi mạng, trực tiếp làm một lời bình hoàn mỹ nhất đè Đường Gia Thiếu xa lưới. Cho dù Đường Gia Thiếu lại ngụy biện, thề thốt phủ nhận, cũng không thể che giấu sự thật cầu sập gây thiệt hại đẫm máu. Trong tình huống bình thường, cầu sập là một sự cố an ninh lớn, không cần phải thông báo cho chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng không nhất thiết là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt ứng phó, mà thuộc về chức trách của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng Trịnh Hải Kỳ trước tiên liền thông báo cho Hạ Tưởng, có một ý nghĩa sâu xa trong đó, Hạ Tưởng tự có thể nhận thức, nhất định là ám chỉ của Trịnh Thịnh. Đồng thời dụng ý sâu hơn nữa là, cầu Hoài Dương là công trình của cầu đường tỉnh Tương, hơn nữa nguyên nhân sập mặc dù vẫn chưa điều tra rõ, nhưng liên tưởng đến các sự cố công trình liên tiếp của cầu đường tỉnh Tương, nhất định là chất lượng công trình có vấn đề lớn. Hạ Tưởng khẩn cấp từ biệt Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên, hai người phụ nữ cũng biết sự việc rất quan trọng, không giữ lại, chỉ có điều khi Nghiêm Tiểu Thì nghe được Đường Gia Thiếu xa lưới, cuối cùng lộ ra nụ cười tươi trở lại. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng, niềm vui không thể tả xiết. Khi chạy tới tỉnh ủy, lại nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm, báo cáo lại tỉ mỉ quá trình Đường Gia Thiếu xa lưới. Đường Gia Thiếu căn bản không ra khỏi thành phố Tương Giang. Trần Tập Minh điều động hầu hết lực lượng cảnh sát bố trí ở các đầu mối giao thông then chốt, chỉ sắp xếp một lực lượng cảnh sát nhỏ, mặc quần áo dân thường, đi trên đường vành đai chính thông với Quý Châu, âm thầm kiểm tra. Nếu gióng trống khua chiêng điều tra, nhất định sẽ rút dây động rừng, do đó anh ta không hoàn toàn áp dụng toàn bộ theo mệnh lệnh của Hạ Tưởng, mà điều chỉnh cho phù hợp. Sách lược của Trần Tập Minh đã có hiệu quả, sau vụ việc, Đường Gia Thiếu trình bày, gã thấy hầu hết cảnh sát được bố trí ở sân bay và nhà ga, cho rằng đã lừa được mọi người, sau một ngày đợi quan sát, cho rằng có thể thong dong chạy trốn, liền lái một chiếc xe đi đường tỉnh lộ ra khỏi thành phố. Kết quả không ngờ tới. Vừa ra khỏi thành phố thì bị những người mặc quần áo dân thường bắt được. Hạ Tưởng nghe Mai Hiểu Lâm báo cáo xong, biết lúc đó dưới tình thế cấp bách hắn đã phạm phải việc mà tất cả các lãnh đạo cấp trên đều dễ dàng phạm phải sai lầm là chỉ huy sai, thì thành khẩn nhận lỗi, bảo Mai Hiểu Lâm thay mặt truyền đạt tới Trần Tập Minh, nói với danh nghĩa cá nhân của hắn, cảm ơn Trần Tập Minh đã làm việc cần cù vất vả. Thái độ chân thành của Hạ Tưởng đã làm Trần Tập Minh cảm động. Trong quan trường, lãnh đạo trước giờ đều là anh minh thần võ, mọi việc đều chính xác giống như là các vị thần trên cao vậy, trước giờ sẽ không phạm sai lầm. Người xưa nói biết sai mà sửa, còn gì tốt hơn, đến chính trị minh bạch và hiện đại dân chủ, làm sao lại ngược lại, lãnh đạo đều trở thành lúc nào cũng đúng. Hạ Tưởng đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, với sự tôn nghiêm của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, có thể bày tỏ thái độ thừa nhận chỉ huy sai lầm với anh ta, là phong cách trước đây Trần Tập Minh chưa từng thấy. Hạ Tưởng không hề biết hành động vô định của cá nhân hắn, lại khiến Trần Tập Minh kính nể hắn trong lòng. Khi hắn vội vàng đi tới tỉnh ủy, văn phòng bí thư tỉnh ủy đèn sáng trưng, Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam và Trịnh Hải Kỳ đều có mặt. Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam nhìn Hạ Tưởng bước vào, vẻ mặt hoài nghi, rõ ràng là đang nghĩ, Hạ Tưởng đến làm gì. Cầu đã sập rồi, sự cố đã phát sinh rồi, là việc do tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết hậu quả.
chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh có gì cần nói. Từ vẻ mặt của hai người, Hạ Tưởng đưa ra kết luận, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đều không biết Đường Gia Thiếu đã xa lưới rồi. Từ đó cũng chứng minh, Trần Tập Minh còn đáng tin, không thông báo tình hình cho Dương Hằng Dịch đầu tiên. Thì càng kiên định, Hạ Tưởng cần lôi kéo sự quyết tâm của Trần Tập Minh, lực lượng của Sở Công an tỉnh không mượn dùng được, lực lượng của Cục Công an thành phố lại chỉ huy không được, sẽ gặp phải nhiều trạm kiểm soát không thể lách qua được. Lực lượng chuyên chính của nhân dân vẫn phải nắm trong tay mới được. Trịnh Thịnh nhìn Hạ Tưởng gật đầu, cũng không giải thích với Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam vì sao để Hạ Tưởng đến, bảo Trịnh Hải Kỳ bắt đầu báo cáo những chuyển biến mới nhất của sự cố cầu Hoài Dương. Cầu Hoài Dương là do cầu đường tỉnh Tương nhận thi công xây dựng cải tạo từ kiểu truyền thống thành cầu hình vòm bốn cánh, mỗi đường chéo là 65 mét, cao 42 mét. Tổng vốn đầu tư cho cây cầu là 12 triệu tệ, tổng chiều dài là 320 mét. Trịnh Hải Kỳ rõ ràng là giới thiệu tình hình cụ thể của cầu Hoài Dương, kỳ thật vừa bắt đầu thì trọng điểm đã chỉ rõ trách nhiệm của cầu đường tỉnh Tương. Sự cố xảy ra đúng là lúc giao thông vào giờ cao điểm, 10 người chết tại chỗ, 15 người bị thương, tổn thất tài sản tạm thời chưa thể thống kê, theo người chứng kiến nói, trong thời gian không đến 10 giây, cả cây cầu lớn sập xuống giống như đậu hũ. Vẻ mặt Trịnh Thịnh tức giận, đập bàn một tiếng, rầm. Một công trình mà so với đậu hũ sao? Ánh mắt của ông ta chuyển từ Phó Tiên Phòng sang Diệp Thiên Nam, cuối cùng dừng lại trên mặt Hạ Tưởng. Nếu tôi không nhớ lầm, đây là cây cầu thứ ba của cầu đường tỉnh Tương bị sập. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ gật đầu một cách im lặng. Trịnh Thịnh vô cùng đau đớn nói. Chủ tịch tỉnh Phó, tôi nhớ chủ nhiệm Hạ trước kia đã nói, đề nghị ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước bãi miễn chức vụ của Đường Gia Thiếu, hơn nữa chủ nhiệm Hạ cũng chính miệng đề xuất với anh. Vì sao Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không coi trọng việc đó? Tôi cũng mới nghe nói, Đường Gia Thiếu làm chuyện khiếm nhã với Nghiêm Tiểu Thì, còn đánh Nghiêm Tiểu Thì mang đầy thương tích phải vào bệnh viện, đây là loại người gì, đây là loại người cặn bã. Giọng nói của Trịnh Thịnh bỗng nhiên nâng cao lên 8 độ, với giọng nói to mà trước giờ chưa từng có. Một cán bộ đảng viên, cưỡng gian chưa thỏa lòng, còn đánh đập hại người. Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước đến một thái độ cũng không có, còn để cho Đường Gia Thiếu đảm nhận chức tổng giám đốc của cầu đường tỉnh Tương, đây là chuyện làm mất mặt của đảng viên, khiến cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng khó chịu nổi. Tôi muốn trực tiếp hỏi người của ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, một kẻ bại hoại, một loại người bại hoại mà ngay cả nhân cách cơ bản nhất cũng không có, còn đảm nhận chức tổng giám đốc của cầu đường tỉnh Tương. Là dựa vào cái gì, các đồng chí, hiện tại quả nhiên lại xảy ra chuyện sập cầu. Người dân sẽ mắng chửi tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta là người mù, tâm mù mắt cũng mù. Đồng chí Hải Kỳ báo cáo, hôm qua Đường Gia Thiếu chạy án, có phải nói rõ một điều là anh ta sớm đã biết bản thân có vấn đề, có phải đã nghe chuyện cầu Hoài Dương sụp mới chạy trốn. Đã hơn một ngày trôi qua, một nhóm người lão luyện của ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước đến hiện tại vẫn chưa có thái độ gì. Tin tức của bọn họ sẽ không bế tắc hơn tôi một bí thư tỉnh ủy chăng? Cơn giận của Trịnh Thịnh càng tăng thêm, khí thế kiêu ngạo, áp chế được Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đang mang vẻ mặt ảm đạm, ngay cả đầu cũng ngẩng không nổi, càng không dám nói lời phản bác. Còn biết nói gì đây? Họa vô đơn chí, sự việc liên tục phát sinh, từng việc chỉ thẳng đến công ty cầu đường tỉnh Tương. Trước sự thật phũ phàng, bất cứ sự giải thích nào cũng đều là vô tác dụng. Phó Tiên Phong thì thôi không nói, vì không quá hiểu về Trịnh Thịnh trước kia, nhưng Diệp Thiên Nam lại âm thầm kinh hãi. Trịnh Thịnh trước đây được biết đến với phong cách cầm quyền ôn hòa, trung thực, chưa bao giờ để lộ biểu hiện mạnh mẽ như vậy, hôm nay lại dõng dạc khiến gã cảm nhận được một áp lực, đã mang đến hào quang quyền lực của một bí thư tỉnh ủy, lại còn phát ra áp lực từ tinh thần nhân cách của Trịnh Thịnh. Trịnh Thịnh giận dữ, vừa vì sự cố nghiêm trọng của cầu Hoài Dương tạo ra điều kiện trước nhất. Lại có Phó Tiên Phong âm thầm quấy rối việc điều tra cầu đường tỉnh Tương dẫn đến đủ chuyện không hài lòng trước đây dồn lại một chỗ, đồng loạt phát tác, uy lực không phải là nhỏ. Hơn nữa cơn giận của Trịnh Thịnh, đã hướng về phía cầu đường tỉnh Tương, cũng là thể hiện sự bất mãn gay gắt đối với Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Bí thư tỉnh ủy giận dữ, vị trí chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước khó mà giữ được. Hạ Tưởng nghĩ thầm. Chỉ sợ Trịnh Thịnh từ lâu đã bất mãn với chủ nhiệm nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, không phải bây giờ mượn cơ hội tóm anh ta, thì khi nào? Chính là có người cố ý dung túng, thật
thậm chí đưa ra mật báo trước, mới có thể khiến cho Đường Gia Thiếu thong dong chạy trốn. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Công tác chống tham nhũng của chúng ta luôn đi sau cả nước, không phải là các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật triển khai công việc không có hiệu quả, mà là chúng ta có quá nhiều cán bộ đảng viên che chở và dung túng tội phạm. Câu nói này của Trịnh Thịnh rất có trọng lượng, hơn nữa nói bóng gió rất rõ khiến cho sắc mặt Diệp Thiên Nam lập tức biến đổi, cuối cùng không chịu nổi chêm vào một câu. Bí thư Trịnh, quả thật có một số ít cán bộ đảng viên làm trái pháp luật, loạn kỷ cương, nhưng đa số các cán bộ vẫn là cán bộ tốt, không thể phủ định toàn bộ. Phó Tiên Phong cũng nói phụ họa. Xuất phát điểm của bí thư Trịnh là tốt, tâm trạng lo lắng cũng có thể lý giải. Nhưng đường phải đi từng bước, công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương, trách nhiệm nặng nề, tôi xin biểu lộ thái độ, về sau hết sức ủng hộ công tác chống tham nhũng của Ủy ban Kỷ luật. Thái độ của Phó Tiên Phong có thật lòng hay không, không cần suy nghĩ, chí ít gã cũng bộc lộ thái độ rồi, cũng xem như gã thông minh. Thái độ của Phó Tiên Phong khiến cho Trịnh Thịnh cảm thấy hài lòng, cũng khiến ông ta hiểu trong chính trị, khí thế rất quan trọng, chính khí rất trọng yếu, nắm giữ được đến cao điểm, thì thực hiện được bước đầu tiên mấu chốt của quyền lực toàn diện. Nói đến cũng nên cảm ơn Hạ Tường. Sau cơn giận dữ thì Trịnh Thịnh liền nhẹ giọng đi, quay đầu hỏi Hạ Tường. Đồng chí Hạ Tường, có phải Ủy ban Kỷ luật đang nắm giữ ghi chép về hành vi phạm pháp của Đường Gia Thiếu và Tất Bằng hay không? Vừa nhắc tới Tất Bằng, Phó Tiên Phong liền nóng mặt, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ủy ban Kỷ luật đang chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Đường Gia Thiếu và Tất Bằng thì hai người cùng lúc trốn đi. Công tác của Ủy ban Kỷ luật luôn rất bị động, từ khi Đường Gia Thiếu bị bắt vì hành hung hại người. Ủy ban Kỷ luật đề nghị Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước áp dụng biện pháp cắt chức đối với Đường Gia Thiếu, để tiến thêm một bước thẩm tra xử lý vấn đề của Đường Gia Thiếu. Bên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không đáp lại. Do đó, Cục Công an thành phố vì thân phận cán bộ quốc gia của Đường Gia Thiếu rất khó tiến hành thẩm vấn một cách công bằng, cuối cùng đành phải để anh ta nộp tiền bảo lãnh. Hạ Tường rất rõ Trịnh Thịnh muốn mượn cơ hội để nói chuyện Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước. Liền cho Trịnh Thịnh một lý do. Sắc mặt của Phó Tiên Phong càng thêm ảm đạm, cuộc họp hôm nay rất khó chịu, hoàn toàn bị Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng hợp sướng cùng nắm thế chủ động, gã và Diệp Thiên Nam bị ép gắt gao. Tuy nhiên nghĩ lại, khí thế hùng hổ của Trịnh Thịnh có ích lợi gì? Hạ Tưởng châm ngòi thổi gió lại có tác dụng gì? Chỉ cần Đường Gia Thiếu và Tất Bằng không xa lưới, tất cả manh mối đều sẽ gián đoạn, đến lúc đó chỉ có thể xử lý mấy con cá nhỏ tép nhỏ cho xong việc. Không động tới được gốc rễ của cầu đường tỉnh Tương. Còn có một điểm, vị trí chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là khó giữ, nhân vật số một nổi giận lôi đình, chức chủ nhiệm của Triệu Lâm làm không được bao lâu nữa rồi. Kỳ thực Phó Tiên Phong cũng xem như hài lòng đối với Triệu Lâm, bởi vì với cương vị là chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, Triệu Lâm đối với gã là nói gì nghe nấy. Không ngờ phải hy sinh Triệu Lâm, Phó Tiên Phong trong lòng vẫn không vui. Đối với Hạ Tưởng càng không vừa mắt. Tuy nhiên gã vẫn ôm dù là một tia hy vọng đối với Hạ Tưởng. Có cơ hội sẽ phải ngồi xuống cùng nói chuyện với Hạ Tưởng. Có lẽ còn có cơ hội bắt tay giảng hòa. Tuy nhiên Hạ Tưởng ngay lập tức nói một câu, chẳng những khiến cho Trịnh Thịnh vui vẻ bất ngờ, còn khiến cho Diệp Thiên Nam lấy làm kinh ngạc, càng khiến cho niềm hy vọng của Phó Tiên Phong hoàn toàn tan biến, và rõ ràng, giữa gã và Hạ Tưởng khẳng định phải xảy ra xung đột. Chương 1319, xa lưới. Trịnh Thịnh tiếp thu lời nói của Hạ Tưởng. Về vấn đề của Đường Gia Thiếu, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước có trách nhiệm chính trị nhất định. Một lời đã định, bí thư tỉnh ủy vừa nói, vận mệnh của Triệu Lâm liền trở nên ảm đạm. Cũng hết cách, xảy ra vấn đề, nhất định phải tìm người chịu tội thay, Phó Tiên Phong cũng không nên nói nhiều thêm gì nữa, toàn bộ tình huống đều nằm trong tay của Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng. Gã và Diệp Thiên Nam từ đầu đến cuối đều không chiếm được thế chủ động. Chủ nhiệm Hạ, Ủy ban Kỷ luật chuẩn bị dùng biện pháp với Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, có phải trước đó nên thông báo một tiếng cho bên Ủy ban Nhân dân tỉnh không? Phó Tiên Phong cuối cùng phun ra bực tức đã đè nén lâu trong lòng, liền hỏi. Không phải Ủy ban Kỷ luật không tôn trọng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự việc rất cần giữ bảo mật, chỉ có thể áp dụng biện pháp trước rồi thông báo. Hạ Tưởng cũng biết Phó Tiên Phong muốn trở mặt, tìm một điểm để làm hạ uy tín, không thông báo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không sao. Nhưng theo thường lệ, nhất định phải tôn trọng Chủ tịch tỉnh là nhân vật số 2 của tỉnh ủy.
việc này không thể trách đồng chí Hạ Tưởng, anh ta đã đánh tiếng với tôi trước tiên. Trịnh Thịnh lần đầu tiên ở trước mặt Hạ Tưởng nói đỡ cho Hạ Tưởng, biểu hiện một mặt của tính trách nhiệm. Nhân vật số một đã nói trước, người khác chỉ có thể ngậm miệng. Không ngậm miệng thì còn có thể thế nào, lẽ nào còn muốn làm cho nhân vật số một không bằng lòng. Cả Tỉnh Tương, bất kể có người không hiểu nhiều về quy tắc, chỉ cần nhân vật số một nói anh ta hiểu rõ tình hình, người khác liền không nói được lời nào. Diệp Thiên Nam lặng lẽ liếc mắt về phía Phó Tiên Phong, mặc dù nói chức phó lại nháy mắt với chức chính là không tôn trọng, nhưng lúc này tình thế đối với bên gã cực kỳ bất lợi, gã cũng không thể cố hơn nữa. Tình cảnh hiện tại là, chỉ cần nói chuyện của Đường Gia Thiếu và Tất Bằng trước, về phần chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Triệu Lâm, có thể thì giữ, không thể giữ thì hy sinh. Tôi đề nghị, khai trừ đảng viên của Đường Gia Thiếu, cũng đề nghị Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước theo pháp luật cắt chức anh ta. Đến vấn đề của Tất Bằng, mời chủ nhiệm Hạ phát biểu suy nghĩ. Diệp Thiên Nam biết Đường Gia Thiếu không giữ lại được, liền bỏ đi, mà trong lòng gã thiếu tự tin về chuyện Ủy ban Kỷ luật tỉnh rốt cuộc nắm được bao nhiêu chứng cứ, cho nên muốn nói một lời đề nghị xuôi tai với Hạ Tưởng để nghe ra đáp án. Vấn đề của đồng chí Tất Bằng, đợi sau khi chóc nã quy án, Ủy ban Kỷ luật sẽ căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của tình tiết vụ việc, sẽ đệ trình ý kiến xử phạt lên tỉnh ủy. Hạ Tưởng không lộ ra nửa chữ, miệng kín như bưng. Cũng tốt, sau đó nên nghiên cứu một chút về vấn đề giải quyết hậu quả của cầu Hoài Dương cho tốt, ý kiến của tôi là. Diệp Thiên Nam cũng khôn khéo, lập tức chuyển đề tài, ý kiến của gã cũng là bổ sung vào lời đề nghị vừa rồi của Trịnh Thịnh. Đơn giản là do tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu thành lập tổ điều tra sự cố, nhưng về việc lựa chọn người phụ trách cụ thể, đưa ra suy nghĩ bất đồng với Trịnh Thịnh. Cuối cùng thông qua thảo luận, vẫn theo ý kiến của Trịnh Thịnh, là do Trịnh Thịnh chỉ định người toàn quyền phụ trách công việc của tổ điều tra, về cơ bản, cuộc họp từ đầu đến cuối nằm trong tay của Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam luôn bị ép gắt gao. Có lẽ cảm thấy rất khó khăn. Lại có lẽ là cho rằng biểu hiện hôm nay của Hạ Tưởng rất khó coi, rất ngạo mạn, khi cuộc họp kết thúc, Phó Tiên Phong đột nhiên hỏi Hạ Tưởng một câu không đúng lúc. Chủ nhiệm Hạ, tôi vẫn muốn hỏi anh một câu, nếu chẳng may Đường Gia Thiếu và Tất Bằng vẫn không bị bắt quy án, cuối cùng Ủy ban Kỷ luật định tính làm sao? Ngụ ý chính là nói, anh nói Đường Gia Thiếu có vấn đề, anh nói Tất Bằng và cầu Đường Tỉnh Tương có giao dịch ngầm phía sau, nhưng nếu không có đương sự nhận tội, cuối cùng làm sao để xong việc? Hạ Tưởng nhìn ánh mắt luyến láy của Phó Tiên Phong dường như tỏa ra ánh sáng, thì hiểu rõ trong lòng Phó Tiên Phong kết luận Đường Gia Thiếu có thể thong dong bỏ trốn, cũng càng khiến cho hắn biết rõ mối quan hệ giữa nội bộ Ủy ban Kỷ luật, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam rất thân thiết. Thậm chí có thể kết luận Phó Tiên Phong tránh ở phía sau màn, không dám nói nhất định đích thân tham dự vào mọi việc, nhưng nhất định biết trước việc lẩn trốn của Đường Gia Thiếu và Tất Bằng. Hạ Tưởng thấy có người tự làm xấu mình. Hắn vốn dĩ muốn báo cáo tin tức Đường Gia Thiếu muộn một chút, nếu hiện tại Phó Tiên Phong không nghĩ là đêm nay sẽ mất ngủ, hắn cũng nói ra trước. Cảm ơn Chủ tịch tỉnh Phó đã chú ý tới công tác của Ủy ban Kỷ luật, đúng lúc tôi muốn báo cáo lên Bí thư Trịnh và các vị lãnh đạo một bước tiến triển mới nhất, vừa mới nhận được tin tức của Cục Công an thành phố Tương Giang, Đường Gia Thiếu đã xa lưới rồi. Cái gì? Diệp Thiên Nam luôn tỏ ra khó lường lập tức biến đổi sắc mặt, bỗng chốc đứng lên. Chủ nhiệm Hạ không nói đùa chứ? Phó Tiên Phong cũng rất sợ hãi. Thật hay giả vậy? Hai con cáo giả đại gian đã thất thố rồi, Hạ Tưởng trong lòng càng kết luận, Đường Gia Thiếu xa lưới, nhất định phải khiến cho một số người cả đêm khó ngủ. Lần đầu tiên thấy sự thất thố của Diệp Thiên Nam và lần đầu tiên thấy Phó Tiên Phong khiếp sợ từ khi đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh đến nay, ác ý trong lòng Hạ Tưởng cũng dài ra cả thước, cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết, kỳ thực tranh đấu vừa mới bắt đầu, cũng may giành được thắng lợi, đáng để vui vẻ một trận. Sau đó, khi Hạ Tưởng rời khỏi ủy ban tỉnh ủy, nhìn thấy phòng làm việc của Phó Tiên Phong vẫn sáng đèn, hắn biết, Chủ tịch tỉnh Phó nhất định mất ngủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức cầu Hoài Dương xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn và Đường Gia Thiếu bị bắt truyền khắp tỉnh ủy. Lập tức lòng người hoảng sợ, đều biết cầu Đường Tỉnh Tương luôn đứng sừng sững không đổ ở tỉnh Tương sắp gặp phiền phức lớn rồi. Phó Tiên Phong quả thật một đêm không ngủ, gã trằn trọc cả đêm, đột nhiên hạ quyết tâm, khi công ty cầu Đường Tỉnh Tương còn chưa đến lúc sập xuống hoàn toàn, gã vẫn muốn cố giữ. Bởi vì cầu Đường Tỉnh Tương là sự ràng buộc giữa hệ của Diệp Thiên Nam và gã,
cầu đường tỉnh tương không sập, giữa gã và Diệp Thiên Nam vẫn còn có cơ sở hợp tác vững chắc. Xem xét từ xuất phát điểm của Phó Tiên Phong, gã và Diệp Thiên Nam hợp tác toàn diện, đương nhiên ý đồ là nhanh chóng đứng vững gót chân ở tỉnh tương, củng cố thế lực, để giành những lợi ích chính trị lớn nhất, để làm cơ sở vững chắc cho bước tiếp theo Trịnh Thịnh vừa đi thì trực tiếp tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy. Phó Tiên Phong cũng rõ một điều là, gã và Diệp Thiên Nam hợp tác chẳng qua cũng là kế sách tạm thời, chỉ là nhu cầu mà thôi. Trên thực tế nếu không phải do Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tương liền tham gia điều tra cầu đường tỉnh Tương, làm cho Diệp Thiên Nam có chút luống cuống, thì Diệp Thiên Nam cũng không chắc phối hợp ăn ý với gã. Nói cho cùng, gã nên cảm ơn Hạ Tưởng mới đúng. Nhưng Hạ Tưởng đối nhân xử thế quá cố chấp, cứng đầu, cầu đường tỉnh Tương nhiều năm ở tỉnh Tương mà không sập, khẳng định có nguyên nhân lịch sử sâu xa. Hắn vừa lên nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy liền nghĩ ra cách trừng trị nặng tay, là quá tự tin hay là quá muốn làm náo loạn. Về chính trị, Hạ Tưởng còn quá ngây thơ, cái gì là chính khí, cái gì là công lý, cái gì là đạo nghĩa, chính trị chính là sự trao đổi lợi ích một cách trắng trợn, nói gì đến lý tưởng và mục tiêu, thì quá đạo đức giả, quá cao thượng rồi. Phó Tiên Phong cũng biết, ngay thời điểm Hạ Tưởng nói ra đường ra thiếu xa lưới, giữa gã và Hạ Tưởng đã một lần nữa đứng hai bên bờ của con hào rộng. Trừ khi gã từ bỏ hợp tác với Diệp Thiên Nam, nếu không Hạ Tưởng và gã sẽ càng lúc càng xa, hơn nữa nói không chừng có một ngày trở thành kẻ thù. Nhưng nghĩ lại lúc này ở tỉnh Tương, gã thân làm chủ tịch tỉnh, không thể hợp tác cùng bí thư, chỉ có thể bắt tay với Diệp Thiên Nam. Mặc dù gã cũng biết, kỳ thực sự lựa chọn của Hạ Tưởng cũng rất thông minh sáng suốt, nhưng chung quy Hạ Tưởng đứng ở mặt đối lập với gã. Gã vẫn cảm thấy thất vọng tràn trề và bất an, cả bất mãn và khó chịu. Bởi vì lúc đầu gã một lòng vận động Hạ Tưởng đến tỉnh Tương, là muốn Hạ Tưởng đến giúp gã. Mặc dù cuối cùng Hạ Tưởng đến được tỉnh Tương không phải là một tay gã thúc đẩy, nhưng dù sao gã cũng đã từng gặp mặt đề xuất với Hạ Tưởng. Kết quả là sau khi Hạ Tưởng đến, không ngờ đi tới phe đối lập với gã, vẫn khiến cho gã không khỏi hận cũ thù mới cùng dấy lên trong lòng. Nếu lúc này đi đến điểm mấu chốt, Phó Tiên Phong cũng không thể buông tay như vậy, gã trải qua một đêm suy tư không ngủ, vẫn quyết tâm phải tiếp tục đi tiếp. Chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước có thể hy sinh, đường gia thiếu có thể trở thành đứa con bị bỏ rơi, nhưng nếu lại đem dự án công trình cao tốc giao cho cầu đường tỉnh Tương, vậy thì cầu đường tỉnh Tương không thể sập được. Về phần đường gia thiếu, Phó Tiên Phong có lý do tin tưởng với sự thông minh của đường gia thiếu, sẽ không nói năng linh tinh. Bất giác trời đã sáng rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng mờ ảo, Phó Tiên Phong biết, ngày hôm nay, sẽ là một ngày hỗn loạn. Bởi vì cầu Hoài Dương sập mà cầu đường tỉnh Tương nhận xây đã sập và tin tức đường ra thiếu xa lưới, cùng một lúc truyền tới, thì nhanh chóng đẩy cầu đường tỉnh Tương lên trên đầu sóng ngọn gió. Buổi chiều, sau khi tổ đảng của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước họp khẩn cấp, chính thức tuyên bố cắt chức Tổng Giám đốc Công ty cầu đường tỉnh Tương của đường ra thiếu, và khai trừ ra khỏi đảng và đội ngũ công chức, Phó Tổng Giám đốc Cao Thành tiếp nhận chức Tổng Giám đốc. Tin tức về đường gia thiếu đưa ra, lại một lần nữa dẫn đến sự suy đoán của không ít người, cho dù đường gia thiếu cấp bậc không cao, nếu đổi là việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và rớt đài của một cán bộ cấp cục trưởng khác, thì thật không lọt vào mắt các cán bộ trong trụ sở cơ quan tỉnh ủy. Nhưng đường gia thiếu cấp bậc không cao, nhưng quyền lại cao, thêm vào đó ai không rõ thế lực đứng sau cầu đường tỉnh Tương lớn như thế nào. Liền đều biết rõ, sợ rằng một cơn phong ba chính trị sắp xảy ra. Buổi chiều muộn một chút, sự cố cầu Hoài Dương truyền đến một tiến triển mới, số người chết đã tăng lên đến quá lớn, tình thế nghiêm trọng, đã kinh động tới Quốc vụ viện. Phó Tiên Phong vốn nghĩ ở lại tỉnh ủy, để bất cứ lúc nào cũng chú ý được tới sự tiến triển của vụ án đường gia thiếu, nhưng không tự chủ được, sự cố cầu Hoài Dương lan rộng, gã nhất định phải đích thân tới hiện trường, có thể phải đi xuyên đêm. Phó Tiên Phong không yên tâm, trước khi đi còn nói chuyện với Diệp Thiên Nam mấy phút. Diệp Thiên Nam cũng tỏ vẻ, sẽ dùng khả năng lớn nhất để khống chế tình huống trong phạm vi có thể khống chế. Tuy nhiên Diệp Thiên Nam có hơi chút lo lắng, nếu số người chết trong sự cố cầu Hoài Dương lại tăng lên, hậu quả không thể chịu nổi, có khả năng cầu đường tỉnh Tương từ trên xuống dưới, sẽ bị thay máu toàn bộ, đến lúc đó nếu thay hết thành người của Trịnh Thịnh, cầu đường tỉnh Tương sẽ không còn là cầu đường tỉnh Tương của gã. Có lẽ điều đối phương muốn không phải là phá hủy công ty cầu đường tỉnh Tương, mà là giải quyết tận gốc. Phó Tiên Phong vừa mới đi, một tin tức kinh người khác truyền đến, Tất Bằng bị xa lưới ở tỉnh sở rồi.
đánh đòn cảnh cáo. Diệp Thiên Nam trước đây luôn luôn trấn tĩnh, cho dù núi lở cũng không thay đổi sắc mặt, cuối cùng đã hết sức kinh sợ, may mà đang ở trong phòng làm việc của gã mà kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, nếu không để cho người ngoài nhìn thấy, sẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất của gã. Diệp Thiên Nam vô cùng khó hiểu, Đường Gia Thiếu Xa Lưới vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, suy nghĩ của Tất Bằng kín đáo, làm việc thận trọng, y làm sao lại cũng bị bắt chứ? Không ổn, gay gâu to. Đường Gia Thiếu và Tất Bằng trong một ngày, lần lượt xa lưới, lập tức khiến cho tỉnh ủy nổi cơn gió lớn. Ban đầu ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, sau khi Hạ Tưởng đưa ra vấn đề, liền khiến cho trọng lượng lời nói của Hạ Tưởng tăng thêm một chút, nhưng sau việc Đường Gia Thiếu và Tất Bằng cùng lúc bỏ trốn, lại càng khiến cho không ít người ngồi đợi nhìn thấy hắn bị chê cười. Lần này hai người trốn đi một ngày đã bị bắt giữ nhanh chóng, lập tức khiến cho Hạ Tưởng tăng tầm quan trọng, đồng thời bao phủ một quầng sáng thần bí. Điều mà càng khiến cho không ít người mở to mắt ra là, sự việc sẽ kết thúc như thế nào? Chương 1320, một mớ hỗn loạn. Vào lúc tỉnh ủy biến ảo khó lường, thành ủy Tương Giang cũng cùng một lúc lâm vào trong sự hỗn loạn. Trong lúc Trần Tập Minh thẩm vấn Đường Gia Thiếu, áp lực trước mắt, đến bất ngờ, một vị phó giám đốc sở của Sở Công an tỉnh đích thân gọi điện thoại, yêu cầu Cục Công an thành phố khi thẩm tra xử lý vụ án Đường Gia Thiếu, phải căn cứ vào nguyên tắc thẩm tra xử lý công khai, công bằng, và kiến nghị Cục Công an thành phố xem xét tới địa vị xã hội và tầm ảnh hưởng của Đường Gia Thiếu, dốc hết khả năng giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Phó giám đốc sở gọi điện thoại nhắc nhở Trần Tập Minh nói chuyện không tồi, trong lời nói có nhiều ám chỉ, trực tiếp nhắc nhở Trần Tập Minh nếu muốn tiến thêm một bước, thì đừng nhúng tay vào mọi việc trong ngoài của cầu đường tỉnh Tương, nếu không sẽ rất phiền phức. Đối phương khuyên nhủ là xuất phát từ thiện ý. Với tư cách là lãnh đạo cũ, bạn cũ của Trần Tập Minh, khiến cho Trần Tập Minh mặc dù căm tức cũng không tiện phát ra. Đồng thời cũng hiểu rõ, áp lực vẫn là lớn không ít so với trong tưởng tượng. Chẳng những Trần Tập Minh nhận cuộc điện thoại gây áp lực, mà toàn bộ lãnh đạo lớn bé của Cục Công an thành phố Tương Giang, dường như đều nhận được điện thoại, có gây áp lực, có nói chuyện, có khuyên bảo, có cảnh cáo, tất cả những việc này, tóm lại đều cùng một dụng ý, là giải vây cho Đường Gia Thiếu. Toàn bộ Cục Công an thành phố biến thành một mớ lộn xộn, gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Áp lực đến từ Sở Công an tỉnh khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, bởi vì Sở Công an tỉnh có sức ảnh hưởng trực tiếp đối với Cục Công an thành phố, lại có mối quan hệ tốt xấu rắc rối phức tạp rằng có ở bên trong, hoặc là không nể mặt nhà sư cũng phải nể mặt Phật, hoặc là không nể tình nghĩa cũ. Trong đó không chỉ đơn giản là cấp trên lệnh cho cấp dưới, khiến cho không ít người khó xử. Khi Trần Tập Minh mời các cán bộ trung tầng họp, lúc đưa ra vấn đề của Đường Gia Thiếu, bốn phía nổi lên những thanh âm phản đối. Có người kiến nghị trực tiếp lấy sự thật không rõ, chứng cứ không đủ phóng thích Đường Gia Thiếu, lại để cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp truy cứu hành vi phạm pháp của anh ta, tương đương với việc vứt củ khoai lang nóng bỏng tay đi. Thậm chí còn có người nói Cục Công an thành phố ra mặt bắt được Đường Gia Thiếu chính là một sai lầm, giống như chính mình đào hố rồi nhảy vào. Bây giờ tốt rồi, mời thần dễ tiễn thần khó. Trần Tập Minh đợi mọi người phát biểu xong, anh ta nãy giờ vẫn ngồi im bỗng đập bàn, nói một cách gióng giạc. Người là tôi hạ lệnh bắt, cũng do tôi đích thân thẩm vấn. Xảy ra bất cứ vấn đề nào, một mình tôi nhận toàn bộ trách nhiệm. Từ khi tôi làm một cảnh sát, tôi chưa gặp đàn ông bạo hành với phụ nữ, cán bộ đảng viên càng không thể cố làm ra vẻ ngồi ở trên cao nói lời giống tuếch. Quay người lại kéo lớp ngụy trang không ngờ là nam tặc nữ tặc. Nếu tôi không phải cục trưởng cục công an, tôi sẽ đích thân ra tay bắt giữ Đường Gia Thiếu, còn lấy tư cách của một người đàn ông, hung hăng đánh anh ta một trận. Lời nói mạnh mẽ của một nam nhi đã làm chấn động từng người có mặt tại đây, không còn ai dám mở miệng xin tha cho Đường Gia Thiếu. Chỉ không đến một ngày, Đường Gia Thiếu đã thừa nhận sự thật cưỡng gian chưa toại và hành hung đả thương người. Sau khi Cục Công an thành phố chỉnh lý những tư liệu có liên quan đến gã, liền trực tiếp nộp lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chính thức đề xuất với Cục Công an thành phố, để Ủy ban Kỷ luật tỉnh can thiệp vào vụ việc của Đường Gia Thiếu, Cục Công an thành phố cũng lập tức trả lời Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mời Ủy ban Kỷ luật tỉnh bất cứ lúc nào cũng có thể đến Cục Công an thành phố lấy người. Sau khi Đường Gia Thiếu bị thẩm vấn xong, bởi vì thân phận hiện tại của gã là người bình thường, cho nên đã bị sắp xếp ở trại tạm giam thông thường. Vừa vào trại tạm giam, thì có người nói lên sự thật gã đánh phụ nữ, có mấy người vây quanh lại, châm chọc khích bác Đường Gia Thiếu một trận.
bởi vì cho dù là ở nhà giam, cũng đều xem thường đàn ông hành hung phụ nữ. Đường Gia Thiếu thực sự là bị chửi đến hộc máu, không kìm nổi nói trả, kết quả là gây ra sự phẫn nộ của một nhóm người, lại đúng lúc truyền đến tin tức cầu Hoài Dương sập. Đám người mặc dù phạm tội nhưng vẫn có người bị tình nghi phạm tội có tinh thần trọng nghĩa, trực tiếp đánh gã tới sứt đầu mẻ răng, kêu cha gọi mẹ. Tuy nhiên lại đang bị giữ trong lồng sắt, trốn cũng trốn không thoát, thời điểm quan trọng, không có cảnh sát ở bên, gào thét cứu mạng cũng không có người để ý. Đợi khi ủy ban kỷ luật tỉnh đến đưa Đường Gia Thiếu đi, hoảng sợ, một cái đầu heo thật lớn, thật đúng là nhận không ra gã trước đây là người đứng đầu cầu Đường tỉnh tương uy phong tám hướng, sợ là cha mẹ gã cũng không nhận ra được. Nhân viên ủy ban kỷ luật vội vàng can thiệp với Cục Công an thành phố. Có được sự thừa nhận trên giấy tờ của Cục Công an thành phố, và chụp ảnh lưu lại, để chứng minh không phải sau khi ủy ban kỷ luật hành hung mới đem Đường Gia Thiếu đi. Đường Gia Thiếu không hề bị đem về ủy ban kỷ luật tỉnh, mà được an toàn chuyển thẳng đến một cứ điểm bí mật mới khai thác, nghe nói chỉ có mấy người hạ tưởng, Lý Tòng Đông và Thương Giang biết, không phải người thân tín, thậm chí kể cả phó chủ nhiệm thường vụ Lâm Hoa Kiến, cũng không hề hay biết. Ảnh chụp của Đường Gia Thiếu sau khi đặt trên bàn của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lắc đầu cười, hay cho một Trần Tập Minh, hạ độc thủ để thị uy với một số người, dùng sự thê thảm mà Đường Gia Thiếu trải qua cho ra một câu trả lời gây áp lực, đúng là đàn ông, phương pháp hay. Trần Tập Minh chẳng những có thể dùng, mà còn có thể dùng nhiều, trong lòng Hạ Tưởng có tính toán, về sau chỉ cần hắn ở tỉnh ủy một ngày, thì sẽ cố giữ Trần Tập Minh một ngày. Sự cố cầu Hoài Dương sập, chẳng những ràng buộc Phó Tiên Phong, cũng khiến cho Diệp Thiên Nam phải xoay vòng. Hạ Tưởng biết cơ hội đã đến, liền nhân cơ hội mời họp hội nghị thường vụ của Ủy ban Kỷ luật, tuyên bố tỉnh ủy đồng ý, và cũng đã được Ủy ban Kỷ luật Trung ương phê chuẩn. Ủy ban Kỷ luật tỉnh tương quyết định chọn cử hai đồng chí Lâm Hoa Kiến, Du Hoa đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương tham gia lớp huấn luyện xây dựng tác phong đảng cấp cao, thời gian huấn luyện nửa tháng. Lâm Hoa Kiến tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, Du Hoa thì vẻ mặt tức giận bất bình. Chủ nhiệm Hạ, quyết định này quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị tốt tư tưởng, thêm vào đó công tác của sở giám sát cũng không thể không có tôi thỉnh cầu đổi người. Thái độ của Lâm Hoa Kiến rất kiên quyết, hơn nữa sắc mặt cũng kiên định. Công tác của sở giám sát, tạm thời do Phó Giám đốc Thường vụ Sở Hứa Thâm Khởi phụ trách, công việc trong Ủy ban Kỷ luật, anh cũng không cần lo lắng. Tôi sẽ sắp xếp Thương Giang và Tòng Đông thay anh chia sẻ công việc. Hoa Kiến, cơ hội khó có được, tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh rất coi trọng lần huấn luyện này, chọn cử anh đi, cũng là tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh coi trọng và tín nhiệm anh. Bí thư Trịnh đặc biệt giải thích, đợi đến lúc anh và Du Hoa xuất phát, ông ấy còn muốn đích thân tiễn hai người đi. Lâm Hoa Kiến vốn dĩ còn có một đống lý do muốn nói, anh ta nói gì cũng không muốn đi ủy ban kỷ luật trung ương huấn luyện. Anh ta đương nhiên hiểu rõ làm sao phải đi rèn luyện, rõ ràng là mượn cơ hội tước quyền, đợi anh ta trở về, sợ rằng vị trí của không ít người liền thay đổi. Nhưng Hạ Tưởng không những lấy danh nghĩa của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, còn lấy danh nghĩa của tỉnh ủy gây áp lực, và đưa ra cả bí thư Trịnh. Bí thư tỉnh ủy cũng nói muốn đích thân tiễn anh ta, ngụ ý chính là kiểu gì cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không phải anh ta được lựa chọn. Thủ đoạn giết người mềm dẻo, đau ở trên người. Hận ở trong lòng, cố tình nói không nên lời, ai nói Hạ Tưởng không nham hiểm. Lâm Hoa Kiến hận đến nỗi răng đau, nhưng lại không dám đập bàn, nếu chỉ nhằm vào Hạ Tưởng, anh ta còn dám nói tiếp, nhưng hiện tại Hạ Tưởng không phải đại diện cho một người, còn có cả bí thư Trịnh. Du Hoa tức giận đến đỏ bừng mặt, vốn dĩ cũng muốn hùng hổ giáp mặt trách móc Hạ Tưởng mấy câu, dù sao ông ta đã nhiều tuổi rồi, cậy già lên mặt, cho dù châm chọc mấy câu, Hạ Tưởng cũng không thể nói ông ta như thế nào. Ai ngờ Hạ Tưởng mới mấy câu nói đã chặn miệng của Lâm Hoa Kiến, cũng như chặn miệng của ông ta. Nếu không đồng ý, thì chẳng khác nào công khai đi ngược lại ý đồ của hai nhân vật quan trọng trong tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh. Nếu bí thư tỉnh ủy và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cùng lúc đồng ý, nói không chừng có thể chuyển ông ta sang một bên đi dưỡng lão. Nhưng Du Hoa lại không chịu thật sự trực tiếp chịu thua, gân cổ nói. Tôi gần đây cảm thấy không khỏe, muốn xin nghỉ bệnh. Hạ Tưởng cười, được, muốn mặc kệ, chuyện tốt, ngay cả một câu giữ lại hắn cũng không nói, trực tiếp thuận thế nói. Nếu lão Du cảm thấy không khỏe, trước tiên nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi cơ thể khỏe lại đi rèn luyện. Về công việc không cần lo lắng, để hai đồng chí Lã Quốc Trung và Cổ Lộ Phong phải vất vả hơn một chút rồi.
Lã Quốc Trung và Cổ Lộ Phong vẫn luôn lắc lư ở giữa, đi về phía Hạ Tưởng hay đi về phía Lâm Hoa Kiến, hội nghị thường vụ hôm nay đã khiến hai người lập tức thấy rõ tình thế. Chủ nhiệm Hạ đã hoàn toàn đạt được sự ủng hộ của Bí thư Trịnh, hơn nữa Đường Gia Thiếu và Tất Bằng liên tiếp xa lưới, thể hiện tình hình của tỉnh Tương có khả năng một lần nữa lại cải tổ lại, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nếu để muộn, sẽ không được trọng dụng nữa. Lã Quốc Trung liền lập tức bộc lộ thái độ. Cá nhân tôi kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Cổ Lộ Phong thấy Lã Quốc Trung nói trước, trong lòng không vui, anh ta và Lã Quốc Trung đều là ủy viên thường vụ, đứng thứ hai chỉ sau mấy vị phó chủ nhiệm, phía trước vừa có chỗ trống, bọn họ có khả năng được lên trên đỉnh, thời cơ tốt sao có thể bỏ qua, anh ta cũng vội vã nói. Tôi hoàn toàn tán thành với đề nghị của chủ nhiệm Hạ. Dù Hoa Thiếu chút nữa giận đến mắt trợn lòng trắng, ông ta vẫn còn tại vị, mà đã có người ném đá xuống giếng rồi, thật là tiểu nhân lợi dụng. Tuy nhiên Hạ Tưởng làm rất tuyệt, ý nghĩa là bất kể ông ta đi ủy ban kỷ luật trung ương huấn luyện, hay là ở nhà dưỡng bệnh, dù sao chỉ cần để ra vị trí, khiến Hạ Tưởng thảnh thơi bố trí là được rồi. Nói khó nghe một chút chính là, trước tiên đứng sang một bên đi, đừng vướng bận, anh thích đi thủ đô hay là về nhà hờn dỗi, tùy anh, dù sao đừng chặn đường là được. Du Hoa vốn dĩ có thể nhìn Hạ Tưởng, nhưng lại không thể nhìn Lã Quốc Trung và Cổ Lộ Phong, bị sự sỉ nhục của hai người, lập tức nổi giận, bỗng nhiên đứng lên. Lã Quốc Trung, Cổ Lộ Phong, các anh không cần phải tranh nhau thể hiện lòng trung thành, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ gặp, không cần tỏ vẻ như vậy. Lã Quốc Trung và Cổ Lộ Phong cũng là lão thành rồi, luôn ở ủy ban kỷ luật không lên được, đã sớm muốn người phía trước nhường đường rồi. Bây giờ gặp Du Hoa đang thất thế còn dám ngay trước mặt chủ nhiệm Hạ nói những lời khó nghe. Hai người cũng nổi giận, cùng đứng lên. Phó chủ nhiệm Du, xin anh tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng chủ nhiệm Hạ. Tôi làm sao không tôn trọng chủ nhiệm Hạ? Du Hoa càng tức giận. Đừng gây mâu thuẫn, đừng ăn nói bừa bãi. Đừng ầm ĩ nữa. Ánh mắt uy nghiêm của Hạ Tưởng dừng trên người của Du Hoa. Lão Du, anh xin nghỉ bệnh hay là đi ủy ban kỷ luật trung ương huấn luyện, thì báo cho đồng chí Đào Hà Giang biết đúng lúc, để còn kịp thời sắp xếp bước tiếp theo công việc. Sau đây tôi tuyên bố, công việc của đồng chí Lâm Hoa Kiến tạm thời do hai đồng chí Thương Giang và Tòng Đông chia sẻ, ai có ý kiến khác, có thể một mình tìm tôi, tan họp. Hạ Tưởng giải quyết dứt khoát, không để cho người khác có cơ hội biện bạch, mạnh mẽ mà cứng rắn, trực tiếp đập bàn định ra. Lần đầu tiên thể hiện ra một mặt chuyên quyền độc đoán trong ủy ban kỷ luật. Không ít người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng mơ hồ lo lắng, sợ là những ngày về sau không dễ chịu lắm. Hạ Tưởng nhân lúc Phó Tiên Phong không có ở tỉnh ủy, Diệp Thiên Nam bận đến sức đầu mẻ chán cố sức cũng không được, thành công tạo tư tưởng chủ đạo trong nội bộ của ủy ban kỷ luật, dọn đi hai chướng ngại vật lớn nhất Lâm Hoa Kiến và Du Hoa, để bước tiếp theo thu quyền trong nội bộ ủy ban kỷ luật và đặt nền tảng thiết lập uy quyền của người đứng đầu. Ngày hôm sau, Tất Bằng xa lưới ở tỉnh Sở, đã bị áp giải về tỉnh Tương. Chương 1321, giai đoạn thứ 2. Tất Bằng ở tỉnh Tương, liền có người trực tiếp khống chế từ Thương Giang được sắp xếp đến một nơi bí mật. Tất Bằng xa lưới, tình hình căng thẳng ở tỉnh Tương lại tăng thêm vài phần. Tình hình lúc này là Phó Tiên Phong ở Hoài Dương xử lý sự cố cầu Hoài Tô. Quốc vụ viện cũng đã cử một đội điều tra đến tỉnh Tương. Đồng thời trực tiếp điều tra ở hiện trường, điều tra bước đầu đã đưa ra kết luận, chất lượng công trình thấp là nguyên nhân gây sập cầu. Vốn dĩ đội điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn tìm đến các chuyên gia để làm rõ nguyên nhân khách quan khiến cầu bị sập, nhưng tổ điều tra quốc vụ viện không nể tình mà vạch trần ra, chất lượng công trình của cây cầu quá kém, rất nhiều nơi còn có dấu tích của việc dùng keo cao su để kết dính, quả thực công trình làm ẩu quá. Kết luận của Tổ điều tra Quốc vụ viện đã cảnh tỉnh Tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh, họ cũng vội vàng phụ họa theo Tổ điều tra của Quốc vụ viện, kết luận cuối cùng sau khi Phó Tiên Phong xét duyệt sẽ chính thức báo cáo tới tỉnh ủy. Kết luận của Tổ điều tra, không thể nghi ngờ gì nữa đã khiến cho công ty cầu đường tỉnh Tương liên tiếp gặp họa, bởi vì nghe đồn rằng Đường Gia Thiếu đã thừa nhận việc quản lý nội bộ của công ty cầu đường tỉnh Tương không chặt chẽ, khi tiếp nhận công trình thì làm bừa, quá trình thi công lại bớt xén nguyên vật liệu. Cho nên mới xảy ra sự cố như vậy. Cũng nghe đồn rằng sở dĩ Tất Bằng xa lưới cũng vì cầu Thần Đông bị sập, hơn nữa lại bị Đường Gia Thiếu khai ra. Như vậy bây giờ cây cầu Hoài Dương bị sập, có phải chứng tỏ giới quan trường Hoài Dương cũng sẽ có một đợt chấn động lớn hay không? Hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương
Bây giờ lòng người hoảng loạn, đều sợ nhân viên ủy ban kỷ luật sẽ đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn mà điện thoại ở ủy ban kỷ luật không ngừng reo, không ít người thông qua các mối quan hệ gọi điện tới, hoặc là tìm hiểu về sự tiến triển của vụ án Đường Gia Thiếu, hoặc lại hỏi thăm rốt cuộc Tất Bằng phạm phải chuyện gì, vấn đề có nghiêm trọng không, hoặc là hỏi thăm về sở thích và tính tình của Hạ Tường, những câu hỏi không ngừng, ủy ban kỷ luật tỉnh Tương liền trở thành tâm điểm chú ý. Bởi vì cho tới nay ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn khiến cho người ta có cảm giác chây ỳ, không nghĩ rằng Hạ Tưởng nhậm chức không lâu liền thay đổi nhanh đến thế, như là một lần lột xác. Nhưng bất kể là lãnh đạo tỉnh hay là cán bộ lớn nhỏ của các thành phố cấp dưới gọi điện đến ủy ban kỷ luật, đều không thu được kết quả gì, bởi vì không ai biết rõ lắm về sự tiến triển của vụ án Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, thậm chí hai người đó chính xác bị nhốt ở nơi nào cũng không ai biết, vì chủ nhiệm Hạ làm việc rất cẩn thận. Khắp nơi đều đề phòng người. Khiến cho không ít người có cảm giác Hạ Tưởng có điểm hơi quá, chẳng những nắm hết quyền hành, còn làm như ủy ban kỷ luật nằm trong tay hắn, thuận theo ý hắn, thực là hành vi tiểu nhân. Hạ Tưởng không để ý đến mọi ý kiến bên ngoài, hắn không nắm quyền ở ủy ban kỷ luật thì sẽ rất khó triển khai công việc, vì mọi chuyện đều sẽ có người làm lộ ra tin tức, quyền uy của ủy ban kỷ luật sao còn tác dụng đối với tham quan, ủy ban kỷ luật sao có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mọi người ở đây đều cho rằng phương pháp của Hạ Tưởng quá mức cứng rắn, Hạ Tưởng trả lời nghi ngờ của một số người bằng hành động thiết thực, trong khi Phó Tiên Phong vẫn đang ở Hoài Dương giải quyết hậu quả sự cố, Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh ở trụ sở tỉnh ủy cử hành buổi lễ không được tính là long trọng Lâm Hoa Kiến và Du Phương đi Bắc Kinh đào tạo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Du Phương vẫn quyết định sẽ đi bồi dưỡng trước, dù sao cũng còn rảnh rỗi, việc đi đào tạo chỉ là vỏ bọc bên ngoài, so với đi nghỉ dưỡng bệnh còn tốt hơn vài lần. Tuy rằng nhìn qua có vẻ như tỉnh ủy ban kỷ luật tỉnh đặc biệt coi trọng, thậm chí bí thư tỉnh ủy cũng tự mình ra mặt, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, Lâm Hoa Kiến và Du Phương đi đào tạo là bị Hạ Tưởng khéo léo đuổi đi.